chào mọi người nha. Rồi chị nào vào like của em rồi thì chấm bài tương tác lên cho em nha các chị ơi. Hôm nay em xả áo dài, áo vest nha. Xả toàn bộ hàng studio thanh lý nha mọi người. Và đặc biệt đầu like các chị chia sẻ lên cho em để em bán những cái quần áo dài như em đang mặc này với giá 20.000 đồng. Với giá 20.000 đồng một quần thôi nha. Áp dụng các chị chia sẻ ạ. Nên cố gắng chia sẻ nhiệt tình lên cho em với nha. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm nha mọi người ơi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Chị nào thấy em rồi thì chấm 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 và tương tác mạnh tay lên cho em ạ. Chia sẻ lên cho em nha. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm để hôm nay nói chung là hôm nay các chị săn săn quần này, săn quần áo dài nhá, săn áo dài và săn cả vest luôn. Với giá hôm nay giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Giá hôm nay là giá em xả nha mọi người ơi. Rồi chấm bài tương tác mạnh tay lên cho em nha mọi người. Tương tác mạnh tay lên cho em với nha. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Hai lần lên trang cá nhân và hai lần trên hội nhóm nha mọi người ơi. Rồi chị nào thấy em rồi thì chấm lên cho em nào. Chị nào thấy em rồi ạ? Thấy em rồi thì chấm lên cho em nha. Bên em vừa like công chúa xong, bây giờ qua áo dài và vest nha mọi người ơi. Rồi xin chào mọi người nha. Váy cưới em vừa like xong luôn đó chị Tường Vy ơi. Váy cưới tại vì em like bằng hai cơ sở nên sẽ nói chung là bạn nào mấy bạn áo cưới vừa like xong rồi thì bây giờ tới lượt em like áo dài nhá. Rồi chấm tương tác lên cho em ạ. Để đầu like em bán tặng các chị những cái quần như em đang mặc nhá. Quần áo dài thì nói chung là rất là dễ phối luôn. Áo dài nào nó các chị có 20.000 một cái các chị tranh thủ nhá. Hàng quần thanh lý của em cũng rất là ít luôn nên hôm nay chỉ áp dụng cho mọi người chia sẻ bài thôi nha mọi người ơi. Chia sẻ bài thôi nên mọi người cố gắng chia sẻ nhiệt tình lên cho em nha. Chia sẻ lên cho em ạ, như cái quần này thanh lý mà như quần mới luôn á, thiệt tình lắm. Những cái quần thanh lý này nó giống như quần mới luôn, không nghĩ là quần thanh lý nhá. Bạn lên đồ mua mà không bán hả, là sao chị? Rồi con này ạ, lên cho em nha. Rồi con này đầu like bán các chị 20.000 nha. Con này siêu mới luôn. Quần thì em sẽ đo eo cho mọi người nha. Quần em sẽ đo eo lên cho mọi người này. Rồi con này dành cho chị nào mặc eo chị nào tầm là 76 nhá, 76, 78 mặc vừa con này. Thì dành như chị nào size L hoặc là size XL là mặc vừa. Như cái quần này là mới, nhìn nói chung là nhìn giống như kiểu là không phải là quần thanh lý luôn, như giống như là chủ quần chưa mặc bao giờ nhá. Bán cho chị đồng giá 20.000 nhá. Đồng giá 20.000, ghim giúp chị là cái quần 20.000 đi. Cái đó là em bên trang nào rồi? Mấy chục người xem á hả? Có áo dài, hôm nay em sẽ like cả áo dài, like cả vest luôn nha. Quần 20.000 này. Này là em chỉ áp dụng mọi người chia sẻ thôi nha. 20.000 là nói chung là em bán cho vui thôi. Chứ lời lãi gì 20.000 đây. Rồi chấm tương tác mạnh tay lên cho em nha mọi người ơi. Tương tác mạnh tay lên cho em nha. Chia sẻ lên cho em để em bán quần 20.000 nha. Dạ đợi em một tí nha chị ơi. Đợi em một tí nha. Nói chung là giá 20.000 là rẻ như cho luôn đó mọi người. Rẻ như cho nha. Rồi tương tác mạnh tay lên cho em. Đây. Rồi em ghim nha. Hàng thanh lý nha. Toàn bộ là hàng thanh lý. Em có ghim ở ngoài luôn. Hàng thanh lý nhưng mà rất là mờ nha. Hàng thanh lý nhưng mà cực kỳ mờ luôn. Rồi cái này ạ, eo 77 à, 7 eo 76 78 nha mọi người ơi. Eo 76 78 mặc vừa lên cho mã đỏ 78 giúp em nha. Đỏ 78 mọi người chốt màu kèm với cái màu kèm với cái gì ta, cái số đo giúp em nha. Lên cho mã đỏ 78 giúp em nha. Đỏ 78. Chị nào mặc eo 76 78 hút liền cho em quần siêu mới luôn nhá. Lấy comment cho mã đỏ 78 cho em đồng giá 20.000. Các chị chốt hàng mã kèm số điện thoại lên cho em nha mọi người ơi. Chốt hàng mã kèm số điện thoại nha. Rồi chấm bài tư tác lên cho em nào các chị ơi. Đợi em một tí nào. Rồi đỏ 78. Chị nào chốt hàng kèm mã kèm số điện thoại lên mọi người ơi. Gì ạ? Rồi mã kèm số điện thoại lên cho em nha mọi người ơi. Mã kèm số điện thoại cho em nào. Đỏ 78 các chị ơi, siêu mới luôn. 20.000 thôi nha mọi người. Không ở đâu mua được một cái quần thanh lý 20.000 luôn. Rồi lên cho mã đỏ 20. Rồi em lên cho chị một con màu đồng giống như quần em đang mặc nhá. Rồi cảm ơn chị Chi Bùi đã chia sẻ nè. Mọi người chốt hàng mã đỏ 20 kèm số cho em nhá. 48kg là bằng em. Mặc của gỡ khoảng eo 70 đổ lại là mặc đẹp nhá. Eo 70 đổ lại mặc đẹp nhá. Rồi con này eo 72 nha các chị ơi. Eo 72 lên cho mã đồng cho em 20.000 nha mọi người ơi, tranh thủ cho em nào. Rồi mã đồng 20 cho em nhá. Dành cho chị nào eo 70, 72 mặc vừa cho em nào.
Eo 70, 72 mặc vừa, lấy comment cho mã đồng cho em nha. Màu vàng đồng này thì nói chung là phối với áo nào cũng rất là dễ hợp mặc luôn. Là áo đỏ, áo đen gì cũng mặc được cái màu vàng đồng này nha. Và đặc biệt những cái áo mà áo đá đều mặc được những cái vàng đồng này. Rồi vàng đồng này là eo 70, 72 mặc vừa cho em nha. Như em bình thường eo 68, 70 là mặc ok này. Rồi lấy comment cho mã vàng đồng giúp em nha. Vàng đồng này chốt hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng cho em ạ. Chị nào chốt mã đỏ thì chốt mã đỏ và kèm luôn số cho em nha. Rồi vàng đồng eo 72 độ lại mặc vừa lên cho mã vàng đồng. Vàng đồng kèm số cho em nha. Vàng đồng kèm số này, trời ơi cái này nó mới, mới tinh luôn nha mọi người ơi. Dạ, mới không tì vết luôn nha. Rồi lên một em eo nhỏ này, con này size S size M mặc vừa cho em. Chấm tương tác mạnh tay lên cho em. Lâu lâu em mới xả quần thôi mọi người ơi. Lâu lâu em mới xả quần nên mọi người tranh thủ cho em nào. Rồi mã vàng đồng của chị Đình Mai, mã vàng đồng của chị Đình Mai nha. Rồi con này dành chị nào eo 64 nha mọi người ơi. Eo 64 mặc vừa lên cho mã mới cho em, siêu mới nhá. Eo 64 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Đồng em tạm thời em hết rồi chị Thiên Hương ơi. Rồi con này lên cho mã mới cho em, chị nào eo 64 nha các chị ơi, size S mặc vừa cho em con này nhá. Con này siêu mới luôn. Rồi lấy con này comment nhanh tay cho em ạ. Sao rẻ thế? Hôm nay em xả nha mọi người ơi. Rồi con này lên cho mã mới cho em, eo 64 mặc vừa cho em nhá. Lấy comment cho mã mới giúp em, mã mới kèm số nha mọi người ơi. Chốt hàng mã và kèm luôn số điện thoại cho em ạ. Có nhiều cái là như quần mới luôn nha mọi người ơi. Rồi mã mới của chị Tâm Trần nha. Mã mới của chị Tâm Trần này. Mới của chị Tâm Trần hình như mã mới này em vẫn còn này. Mã mới chị nào lấy thì chốt cho em nha. Mã mới này em vẫn còn nha. Eo 64, 65 là mặc vừa cho em, siêu mới nha. Nó giống kiểu một lô của nó còn rất là mới luôn. Rồi em còn mã mới, chị nào lấy comment cho mã mới giúp em nha. Mã mới và kèm số cho em nha mọi người ơi. Mã mới và kèm số này. Lộ ở trong này một số hàng mới, siêu mới luôn. Rồi em còn mã mới nha. Chị ơi chị chọn, chị chọn từng cái giúp em đi chị ơi, chị chọn từng cái giúp em nha. Chọn từng cái giúp em chứ em không thể nào mà em chốt như vậy chị được đâu. Tại vì cái giá này em giá xả. Rồi lên một con màu hồng, trời ơi, một con màu hồng nổi nha, một con màu hồng sen. Con này là có eo thun nha mọi người ơi, phía sau nó có lưng thun nha. Rồi con này dành chị nào eo 65 70 mặc vừa cho em ạ, mã mới của chị Lương Trần nhá. Đồng giá 20k nha mọi người ơi và đảm bảo các chị không ở đâu bán được cái giá này luôn. Rồi đồng giá 20 nha. Rồi size S nhiều nha. Rồi mã mới của chị Lương Trần em vẫn còn mã mới này. Rồi con này eo 70 72 mặc vừa lên cho mã hồng sen, chị nào mà có áo phải phối với quần màu hồng sen nhá. Rồi lấy comment cho mã hồng sen cho em ạ, eo 65 70 mặc vừa cho em nhá. Size S à, rồi mã mới size S của chị quà vàng hả? Mã mới size S của chị quà vàng nhá. Em vẫn còn mã mới này. Nó có mấy con á, mới size S của chị quà vàng nhá. Rồi ok chị, mọi người cố gắng chốt hàng cho em nha. Tí nữa thôi, em đầu tiên like là em like quần, sau đó em sẽ like tới áo dài và vest nhá. Mọi người cố gắng chốt hàng đủ đơn cho em ạ. Eo 65 70 mặc vừa cho em, phía sau này có lưng thun, lên cho mã hồng sen nha. Mã hồng sen eo 60 75 mặc vừa cho em, 60 65 70 chứ. Rồi mã hồng sen này, trời ơi con này cũng rất là mới luôn các chị ơi. Nói chung là đợt này quần siêu mới luôn nhá. Rồi nó để cho nó bị nhăn thôi, về các chị giặt cho em là thẳng tưng nha. Rồi con này có lưng thun ở phía sau cho em nào. Rồi con này eo 65 68 mặc vừa cho em, chị nào size S nhá. Lên cho mã vàng cho em, vàng đồng rất là dễ mặc nhá. Rồi mã vàng eo 65 68 mặc vừa cho em ạ, có lưng thun ở phía sau nhá. Mã hồng sen của chị Chi Bùi, mã hồng sen của chị Chi Bùi lâu lắm thôi em mới xả quần cho các chị nên các chị tranh thủ cho em nhá. Rồi mã vàng eo 68 70 mặc vừa cho em nhá, siêu đẹp luôn. Trời ơi form quần là ống rộng cho em và rất là dài nhá. Rồi mã vàng này, mã vàng của chị Tâm Trần nhá, mã vàng của chị Tâm Trần nhá. Rồi lên chiếc kia các chị một con đỏ đô, con này eo 80 85 mặc vừa cho em nhá. Eo 80 85 mặc vừa cho em nha. Rồi cảm ơn. Rồi eo 80 85 mặc vừa lên cho mã đỏ đô, đúng 20.000 thôi các chị ơi, không hơn nha. Nên mọi người cố gắng chốt hàng đủ đơn cho em này. Eo 80 85 mặc vừa cho em nha. Eo thun nữa các chị này, nó có lưng thun ở phía sau rất là dễ mặc nhá. Rồi mã đỏ đô, màu đỏ đô cũng rất là hiếm nè, các chị phối cho em nhá. Rồi mã đỏ đô kèm số cho em ạ. À. Ai lấy comment nhanh tay cho mã đỏ đô và kèm số cho em nhá. Rồi lên một con màu xanh ngọc này. Rồi chọn size M chị nhiều lắm nhá, size S size M thì nhiều nhá. Rồi em còn mã đỏ đô eo 80 85 mặc vừa. Ai lấy comment cho mã đỏ đô. Rồi con này size nhỏ cho em nhá. Chị nào eo 60 65 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc cho em nào. Mã mới hả? Mã mới của chị Loan Hương này, mã mới của chị Loan Hương này em coi em còn không? Tại vì cái hàng này chỗ nó mới như là
Mà mới này size to rồi, tí nữa em lên mã khác nha, chị Loan Hương chốt mã khác cho em nha. Em còn mã đỏ đô nha, em còn mã đỏ đô. Rồi con này eo 60 65 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc giúp em nha, màu xanh ngọc này. Eo 60 65 mặc vừa, tại vì quần em nhập nhiều quá nên bây giờ em xả bớt cho các chị nhá. Rồi mã xanh ngọc cho em 20.000 nha mọi người ơi, tất cả là ống rộng cho em giống y như cái quần em mặc nhá. Rồi mã xanh ngọc eo 60 65 mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã xanh ngọc giúp em nhá, đỏ đô của cô Trương Thu Thủy nha, khách cũ này. Rồi lên một con màu vàng đồng size to này cô ơi, một con vàng đồng size to nhá. Rồi con này dành cho chị nào eo 80 mặc vừa cho em nhá, lên cho mã vàng đồng. Eo 80 mặc vừa lên cho mã vàng đồng giúp em nhá. Con này là bản không có thun nha. Eo 80 mặc vừa lên cho mã vàng đồng cho em 20.000 và các chị cố gắng chốt hàng ngủ đơn cho em nhá. Đầu la em sẽ xả quần cho các chị và tí nữa em sẽ lên lên áo dài và vest nhá. Rồi mã vàng đồng nha mọi người ơi, eo 80 mặc vừa cho em ạ. Vàng đồng em nói rất là dễ phối đồ luôn, màu vàng đồng là màu chủ đạo phối áo bên em nha. Nói chung áo đen, áo đỏ, áo trắng hoặc là áo đá gì cũng phối được mấy màu vàng đồng này. Rồi vàng đồng 20.000 luôn nha mọi người ơi. Ai lấy comment cho mã vàng đồng giúp em nha, mã vàng đồng kèm số cho em ạ. Ai lấy comment cho mã vàng đồng nha mọi người ơi, siêu siêu đẹp nha. Vàng đồng và kèm số giúp em nha. Rồi mã đỏ đô em hết rồi, chị nào lấy vàng đồng thì comment cho em là mã vàng đồng cho em nha mọi người ơi. Tương tác mạnh tay lên cho em nha mọi người ơi. Rồi con này siêu mới này, vàng đồng của chị Thảo Minh nha, vàng đồng của chị Thảo Minh này. Chấm bài tương tác mạnh tay lên giúp em nha, tương tác mạnh tay lên cho em ạ. Rồi lên giúp các chị một con hồng sen, trời ơi form con này siêu đẹp nhá. Rồi lên một con hồng sen, con này là size eo 70 72 nha. Eo 70 72 có khoảng quần đen nhưng mà ít á. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã hồng sen giúp em nhá. Eo 70 72 mặc vừa lấy comment cho mã hồng sen cho em ạ, 20.000. Rồi mã hồng sen kèm số cho em ạ. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã hồng sen nhá. Hồng sen eo 70 72 mặc vừa. Ai lấy con đó comment cho mã hồng sen giúp em nhá. Hồng sen này trời ơi con này em nghĩ không giống như hàng thanh lý đâu ạ. Con này như mới 100% luôn mọi người, rất là mới nhá. Rồi em còn mã hồng sen eo 70 72 mặc vừa cho em nhá. Rồi lên chị một con đỏ tươi này các chị này, đỏ tươi cũng rất là dễ phối đồ nhá. Rồi hồng sen của chị Diệu Âm Liên Hương, hồng sen Diệu Âm Liên Hương nhá. Rồi con này eo 74 76 lên cho mã đỏ 74. Eo 74 76 mặc vừa cho em nhá. Dạ cảm ơn chị Thảo La nhiều lắm. Rồi con này ạ, đỏ eo 74 76 mặc vừa lên cho mã đỏ 74 giúp em nha, mới tinh luôn nha mọi người ơi. Nhìn này các chị này, nhìn quần thanh lý mà nó mới giống như là quần mới luôn nhá. Rồi lên cho mã đỏ 74 cho em ạ. Eo 74 76 mặc vừa cho em nhá. Eo 74 76 mặc vừa lên cho mã đỏ 74 của chị Xuân Lành này. Mọi người cố gắng chốt hàng đủ đơn nha mọi người ơi, cố gắng chốt hàng đủ đơn giúp em nhá. Rồi lên chị một con vàng đồng siêu mới luôn nha mọi người ơi, con này siêu mới này. Rồi con này dành chị nào eo 80 82 mặc vừa cho em nhá. Hồng sen em hết rồi, tí nữa chốt qua mã khác cho em, còn rất là nhiều mẫu đẹp nhá. Rồi con này eo 80 82 mặc vừa cho em ạ. Eo 80 82 mặc vừa giúp em nhá. À lấy con này comment cho mã số 01 cho em ạ. Eo 80 82 mặc vừa. Eo 80 82 mặc vừa nhá. Này nói chung là để trong bao nó bị nhăn thôi, và các chị giặt là nó thẳng tưng nhá. Rồi mã số 01 cho em ạ. Eo 80 82 mặc vừa, mã số 01 ạ. Eo 80 82 mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy comment cho mã số 01 ạ. Mã số 01 nha mọi người ơi, em lấy nó còn nguyên lô như thế này luôn nhá. Rồi mã số 01 kèm số cho em, trời ơi xuất sắc chưa, nó mới tinh không tì vết luôn nha mọi người ơi, mới tinh không tì vết luôn. Rồi em còn mã số 01 nha, đỏ 74 em hết rồi chị ơi, đỏ 74 em hết rồi nha, có màu tím luôn, có đầy đủ các màu nhưng mà màu vàng đồng như thế này là dễ mặc nhất nè. Rồi con này eo 70 72 mặc vừa cho em, có chun hai bên nhá. Eo 70 72 mặc vừa lấy comment cho mã mới giúp em nhá. Eo 70 72 mặc vừa. Ai lấy con này comment cho mã mới cho em nhá. Đồng giá 20.000 một cái quần thôi các chị ơi. Và em sẽ like khoảng nửa tiếng đầu like, tí nữa em sẽ like qua áo dài và vest cho mọi người nhá. Rồi mã mới eo 70 72 mặc vừa lên cho mã mới, màu vàng đồng như em đang mặc là cực kỳ dễ phối đồ nhá. Rồi mã mới kèm số cho em ạ. Lên cho chị một con màu khác cho lạ nhá. Có cả màu trắng này, mã mới của chị Xuân Lành nhá. Mã mới vợ của Linh sau rồi. Rồi là con này trời ơi, con này thì tính luôn, không biết con này là quần mới chứ quần cũ gì đây. Con này là quần mới luôn nha mọi người ơi, con này chưa mặc một lần nào nha. Rồi con này eo 68 70 mặc vừa lên cho mã xanh chuối. Eo 68 70 mặc vừa 01 của chị Loan Hương, 01 của chị Loan Hương nha, cái cũ. Rồi ai lấy con này comment cho em là mã gì đạ, mã xanh chuối cho em nhá. Con này eo 68 70 mặc vừa cho em, màu này trời ơi
Nói chung là mới tinh, con này chưa mặc một lần nào luôn. Tại vì hàng mà mặc rồi là các chị nhìn biết sẽ cái phần ở phía sau này nó sẽ kiểu nó bị nhăn ấy, kiểu mình mặc mình lết ở dưới á. Rồi xanh chuối của chị Diệu Âm Linh Hương này, xanh chuối Diệu Âm Liên Hương nha. Rồi lên cho chị một con màu hồng sen nha mọi người ơi, một con màu hồng sen, con này nó bị sức cái dây khóa nên cho mã tặng nhá. Con này lấy cái bên cho mã tặng giúp em nhá. Mã mới em hết, xanh chuối em hết rồi. Rồi con này lên cho mã tặng cho em xả đúng khoảng 100 cái đầu like thôi, rồi tí nữa em sẽ like qua áo dài và vest cho mọi người tranh thủ nhá. Áo dài màu cô dâu nên mặc, áo dài cô dâu thường thường là mặc mặc màu đồng này, tại vì đá là nó đính đồng nhá. Rồi hoặc là màu đỏ cho em. Rồi mã xanh chuối em hết, mã tặng của chị Thảo Minh này, mã tặng của chị Thảo Minh nha. Tương tác mạnh tay lên cho em nha mọi người ơi. Rồi con này là mới tinh luôn nha mọi người ơi, một con vàng nhá, một con vàng mới tinh này. Rồi con này dành chị nào à? Rồi con này dành chị nào nhá, nó có thun ở phía sau nha mọi người ơi, có thun ở phía sau, nhưng con này size S size M mặc vừa cho em nhá. Eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. À. Eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã 70 giúp em nhá. Eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Ai lấy con này comment cho mã 70. Mã 70 nhá. Mã tặng em hết rồi mọi người ơi, lên cho mã 70 cho em ạ. À. Eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã 70 nhá. Một con màu vàng vàng chanh nhá các chị ạ. À. Rồi mã 70 cho em, mã 70 nhá. Rồi con này form của nó này siêu siêu dài luôn nhá. Một con màu nu nhá, một con màu nu nhá. À, em thấy chị á, nhưng mà chị sốt sau á, tại vì ở phía em like bằng hai máy á, em còn mã 70. Rồi con này eo 6264 mặc vừa lên cho mã nu, một con màu nu nha, màu nu cũng rất là dễ phối đồ luôn. Rồi mã nu mã 70 của chị Lợi Trung này, Lợi Trung cho em lại số điện thoại giúp em nhá. Cho em lại số điện thoại với nhá. Rồi con này lên cho mã nu cho em ạ, eo 6264 mặc vừa cho em, con này đúng size S luôn này. Eo 6264 mặc vừa lên cho mã nu nhá. Con này form dài này, rất là dài luôn. Rồi mã nu nha, mã nu Lợi Trung lên lại số cho em, hình như Lợi Trung khách quen này. Rồi mã nu kèm số cho em nha mọi người ơi, mã nu kèm số này. À lấy comment nhanh tay cho mã nu giúp em, mã nu và kèm số điện thoại cho em nha mọi người. Em phải coi thì tùy luôn, em phải coi có nhiều cái nó bị lộn vào á. Rồi mã nu kèm số cho em nè. Rồi lên cho chị một con màu xanh chuối nữa này, xanh bơ này. Mã 70 này, mã 70 của chị Lợi Trung rồi nha. Hình như Lợi Trung cái cũ em cứ ghi vô chị. Rồi con này eo 7678 mặc vừa lên cho mã xanh chuối cho em nha. Eo 68, eo 7678 mặc vừa cho em ạ. Eo 7678 mặc vừa cho em ạ. Em bán nhiều đến mức mà không cần phải đo nữa các chị ạ. Nhưng mà nó rất là chính xác luôn. Rồi em thấy chị Lợi Trung nha. Em thấy số điện thoại của chị Lợi Trung rồi này. Eo đúng chuẩn luôn, eo 7678 mặc vừa cho em cầm nhiều quá và bây giờ chỉ cần nhìn thôi là biết eo luôn. Rồi con này eo 7678 mặc vừa lên cho mã xanh chuối cho em, chị nào mặc size L hốt nhá. Xanh chuối của chị Thảo Minh này, xanh chuối của chị Thảo Minh nha. Ở đây em xả khoảng hơn 100 cái thôi nên các chị tranh thủ nhá. Khoảng hơn 100 cái thôi. Rồi em còn mã nu của chị Loan Hương, mã nu của chị Loan Hương nhá. Rồi lên cho chị một con màu hồng phấn này các chị này. Trời ơi con này mới mới tinh luôn nha mọi người ơi. Một con màu hồng phấn nhưng form này có vẻ hơi ngắn ngắn, chị nào mà cao dưới 1m55 thì hạng chốt nhá. Rồi con này eo 6870 mặc vừa nhá. Con này chị nào dưới 1m50 thì hạng chốt. Rồi lấy con này có bên cho mã ngắn cho em ạ. À. Chị nào dưới 1m50 thì hạng chốt nhá. Eo 70 72 mặc vừa cho em ạ. À. Hoặc là các chị mặc form lửng để mặc giống kiểu mặc cách tân á thì hạng chốt con này nhá. Lên cho mã ngắn cho em nhá. Mã ngắn xanh chuối em hết rồi ạ. À. Rồi ai lấy comment cho mã ngắn cho em nha. Mã ngắn nha mọi người ơi. Mã ngắn nha. Còn rất là nhiều em đẹp nha mọi người ơi. Em like đúng khoảng nửa tiếng đầu like thôi. Để tí nữa em còn like qua áo dài và áo và đầm vest cho áo vest cho mọi người nha. Áo vest Việt Nam. Áo vest Nam hôm nay em còn mấy chục bộ. Hôm nay em xả hết mấy chục ngàn hết cho các chị luôn. Mã ngắn của chị vợ của Linh này. Vợ của Linh lên lại số cho em nha. Chó con đỏ này đẹp nè các chị này. Vợ của Linh coi hình như số ở trên đó đúng không? Rồi em thấy số điện thoại của chị vợ của Linh rồi nha. Ok chốt rủ đơn cho em nè. Rồi con này eo 70 à, eo 70 72 mặc vừa nhá. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã đỏ quá đẹp luôn. Chị nào mà size to này, size S M này. Rồi mã đỏ cho em nhá. Eo 70 72 mặc vừa cho em ạ. Eo 70 72 mặc vừa, ai lấy con này comment cho mã đỏ giúp em nha. Mã đỏ. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã đỏ cho em 20.000 nha mọi người ơi. Em đang xả quần để tí nữa các chị chọn áo nhá. Rồi mã đỏ cho em nha. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã đỏ nhá. Mã ngắn em hết rồi chị ơi, mã ngắn em hết rồi nha. Em còn mã đỏ nhá. À dạ mà không thấy shop gửi hàng, em cứ quần thêm lấy hộp nè. À, luôn nha, Huệ Ruby. À, các chị muốn lấy quần thì phải báo nhân viên lấy quần chứ còn các bạn không tự động lấy quần nhá. Mã đỏ của chị Đình Mai Lợi Trung sau mất rồi ạ. À. Rồi con này ạ, à, con này là eo tầm eo 70 72 mặc vừa cho em, phía sau có lưng thun nhá.
Rồi lấy con này cái mê cho mã 72 giúp em ạ. À, eo 70 72 mặc vừa. Eo 70 72 mặc vừa cho em nha, Việt Nam á chị. Eo 70 72 mặc vừa, em chào chị Xuyên Nguyên nha. Rồi ai lấy cái mê cho mã 72 giúp em ạ. À, eo 70 72 mặc vừa lên cho mã 72. Nói chung quần dài thì nó sẽ quay lại những cái màu qua lại, nói chung là nó cũng chỉ có những cái màu đó thôi, nhưng mà cái phần eo nó sẽ khác nhau ấy. Rồi lên chị ạ, à, mã 72 của chị vợ của Linh này, sau vỏ sau hàng trần sau mất rồi nha. Em còn nhiều lắm, các chị đợi em một tí nhá. Rồi con này dành chị nào eo nhỏ này các chị này. Rồi chị nào eo 68 70 mặc vừa lên cho mã hồng sen. Eo 68 70 mặc vừa cho em form dài nhá. Nói chung quần áo dài mặc và càng ống rộng càng dài càng đẹp nhá. Ai lấy comment cho mã hồng sen cho em ạ. À, đỏ 72 em hết rồi nhá. Rồi mã hồng sen eo 70 72 mặc vừa lên cho mã hồng sen. Mã hồng sen kèm số cho em nhá. Rồi lên cho chị một con màu xanh ngọc này. Trời ơi mới tinh luôn đó các chị ơi. Rồi em còn mã hồng sen, chị nào lấy comment cho mã hồng sen giúp em nhá. Mã hồng sen nha mọi người ơi. Rồi lên cho chị một con màu xanh ngọc siêu đẹp nha mọi người ơi. Trời ơi mới tinh luôn. Mới tinh không tì vết luôn nha mọi người ơi. Em còn mã hồng sen nha, mã đỏ tạm thời em hết, thì em qua mã khác thôi các chị nhá. Rồi có đây dành chị nào eo 70 72 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc. Eo 70 72 mặc vừa cho em ạ. À, chị nào mặc size M thì hốt nhá. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc cho em, cái này nó cột vào á nên nó bị nhan thôi và các chị giặt ra là thẳng nhá. Rồi mã xanh ngọc eo 70 72 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc giúp em nha. Mã xanh ngọc eo 70 72 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc ạ. À, xanh ngọc và kèm số cho em nhá. Rồi lên cho chị một con đỏ này. Mã xanh ngọc này của chị Đình Mai, vợ của Linh sau, Thảo Minh sau nha. Hồng sen của chị Lợi Trung nhá. Hồng sen của chị Lợi Trung này. Rồi lên một con eo to này mọi người ơi. Con này eo chị nào size L cho em không? Con này eo 74 mặc vừa cho em nhá. Size M, size L mặc vừa lên cho mã 74. Eo 74 mặc vừa giúp em nhá. Con này nó không có thun nên em sẽ báo chính xác cái số eo luôn. Rồi con này lên cho mã eo 74 cho em nhá. Size M, size L mặc vừa nha mọi người ơi. Rồi lấy comment cho mã A74 giúp em nhá. A74 này. Xanh ngọc tạm thời em hết này, thì em qua mã khác thôi các chị nhá. Rồi con này lên cho mã A74 nha mọi người ơi. A74 nhá. A74 chốt hàng đúng mã nha mọi người ơi. Nên xanh nữa đây này, nhiều lắm. Đợi em tí nó còn cột vào nhau, thậm chí em còn chưa gỡ ra luôn á. Hàng nhập về nhưng mà nó nhiều quá nên em xả bớt cho các chị thôi. Rồi xanh ngọc em hết, chốt mã khác cho em nha. Con đó lên cho mã 74 nha. Mới, trời ơi mới tinh luôn mọi người ơi. Thề luôn các chị nhận cái lô này không nghĩ là hàng thanh lý luôn á. Em còn mã A74 của Diệu Âm Linh Hương. A74 Diệu Âm Linh Hương nha. Rồi con này eo 66 nha mọi người ơi. Con này eo 66 lên cho mã A66 giúp em nhá. Eo 66 nha mọi người ơi. Xanh ngọc eo 66 này. Chốt hàng đúng mã cho em để bị khỏi bị lộn size của các chị á. Rồi lấy con này comment cho mã A66 cho em ạ. À, chị nào mà size S nha mọi người ơi. Size S nhá. Lấy comment cho mã A66 giúp em nhá. Size S mặc vừa lên cho mã A66. Một con màu xanh ngọc nhá. Siêu mới luôn. Rồi A66. Ai lấy comment cho mã A66 giúp em nhá. A66 kèm số cho em nha mọi người ơi. Size nhỏ rất là nhiều luôn nên các chị cứ từ từ mà chọn. Rồi em còn A66, A74 em hết rồi nhá. A74 còn nghĩa là L74 các chị ạ. Rồi em còn A66, chị nào size S thì chốt nhá. Rồi con này ạ. Con này một con size L nữa các chị này. Rồi con này L74 76 mặc vừa cho em nhá. L74 76 mặc vừa lên cho mã đồng. L74 76 mặc vừa cho em ạ. Chị nào size L thì hốt nhá. Chị nào size L thì hốt liền con này cho em ạ. Rồi lấy con này comment cho mã đồng cho em nhá. L74 76 A66 của chị Lợi Trung. A66 của chị Lợi Trung nhá. Rồi mã đồng L74 76 mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy con này comment cho mã đồng giúp em nhá. A66 em hết ạ. À. A66 em hết nhá. Trời ơi nó giống kiểu một lô với nhau á, rất là mới nhá. Rồi con này size to là các chị này. Em còn mã đồng nhá. Mã đồng đó là size L L74 76 nhá. Rồi em lên cho chị một con màu xanh ngọc. Con này L72. Con này size M này các chị này. L72 lên cho mã A72 giúp em nha. L72 siêu mới luôn. Siêu mới luôn. Lên cho mã A72 cho em ạ. Con này dành chị nào L72 mặc vừa cho em nha. Rồi em còn mã đồng nha. Có like áo khoảng cỡ 15 phút nữa em sẽ like qua áo và vest nha. Mọi người tha hồ chọn luôn cho em nè. Xanh ngọc L72 hả? Xanh ngọc L72 của chị Hương Ly. Xanh ngọc L72 của chị Hương Ly nha. Xanh ngọc L72 của chị Hương Ly. Trời ơi con này nó mới, rất là mới luôn. Nói chung là hàng quần thanh lý có thể là nó sẽ bị giống kiểu xúc một miếng chỉ hay là như nào, nhưng mà quần thanh lý là như này là quá mới rồi. Rồi con này L72 mặc vừa lên cho mã đỏ. L72 mặc vừa giúp em nhá. L72 mặc vừa lên cho mã đỏ cho em ạ. Mã đồng của chị của mã đồng này Queen Trần Thị Tú này.
Rồi lên lại số điện thoại cho em nha chị Quyên Trần Thị Tú ơi. Rồi con này eo 72 mặc vừa lên cho mã đỏ giúp em nha. Rất là đẹp luôn. Eo 72 đổ lại. Rồi mã đồng em chốt cho chị hàng Trần đi ạ. Mọi người chốt hàng kèm số cho em nha. Tại vì hôm nay em like mai bé kia like nên không thể nhớ được là khách cũ á. Nên mọi người cố gắng chốt hàng đúng mã cho em nha. Xanh ngọc 72 em hết. Rồi con này mã đỏ eo 72 mặc vừa cho em nha. Mã đỏ này của chị Nguyễn Thị Hồng Duyên này. Mọi người cố gắng chốt hàng từ 4 cái trở lên nha. Và có chốt kèo hoặc là chốt kèm kèm với áo dài hoặc là vest giúp em nha. Tại vì ít ít thì em cũng không có gửi được á. Rồi lên một con màu xanh ngọc nha mọi người ơi. Lên các chị một con màu xanh ngọc nha. Rồi con này dành chị nào ạ? Xanh ngọc nha. Dành chị nào eo 72, 74 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc nha. Eo 72, 74 mặc vừa cho em ạ. Rồi mã đỏ em hết rồi nha. Eo 72, 74 mặc vừa ạ. Rồi chị Quyên Trần thì tú chốt mã khác cho em còn rất là nhiều nha. Rồi xanh ngọc eo 72, 74 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc cho em rất là đẹp nha. Xanh ngọc eo 72, 74 mặc vừa. Nói chung quần áo dài thì nó sẽ kiểu nó cũng chỉ có mấy cái mẫu quay qua quay lại vậy thôi. Nhưng mà nó sẽ eo nó khác nhau đi một tí nhá. Rồi mã xanh ngọc của chị Thảo Minh này, mã xanh ngọc của chị Thảo Minh nha. Rồi lên một con trắng này. Nói chung quần trắng và quần đen, quần đồng thì nó là dễ phối đồ nhất rồi. Rất là dễ phối nha, nhưng mà màu thì nó sẽ hiếm nhá. Rồi con này size L cho em ạ, eo 74, 76 mặc vừa lên cho mã trắng nhá. Eo 74, 76 mặc vừa cho em ạ, siêu đẹp nhá. Eo 74, 76 mặc vừa cho em ạ, chất phi lụa nhá, rất là rũ luôn. Rồi lên cho mã trắng cho em, eo 74, 76 mặc vừa lên cho mã trắng nha mọi người ơi. Rồi eo 74, 76 mặc vừa lấy comment cho mã trắng giúp em, mã trắng kèm số nha mọi người ơi. Mã trắng nhá. Rồi mã trắng eo 74, 76 mặc vừa lên cho mã trắng giúp em nha mọi người, mã trắng nhá. Mã trắng của chị Thảo Minh, chuyên nguyên sau, dịu âm liên hương sau nha. Rồi lên chị một con hồng sen nha, em còn nhiều. Rồi con này eo dành chị nào sẽ size M mặc vừa cho em nha. Sẽ size M mặc vừa eo 72 đổ lại mặc vừa cho em lên cho mã hồng sen nha mọi người ơi. Sẽ size M mặc vừa lên cho mã hồng sen. Sẽ size M mặc vừa lên cho mã hồng sen nha mọi người. Sẽ size M mặc vừa nha. Rồi lại comment cho mã hồng sen giúp em nha. Mã trắng em hết. Em còn mã hồng sen nha. Một con tím hoa cà này. Con này eo 80 mặc vừa lên cho mã tím giúp em nha. Eo 80 màu đen có mà ít lắm chị, hàng thanh lý nó ít màu đen lắm. Rồi con này eo mã trắng em hết, em còn mã hồng sen. Rồi con này eo 80 mặc vừa lên cho mã tím giúp em nha. Tím này là tím hoa cà, tím nhạt thôi nha mọi người ơi. Rồi con này lên cho mã tím cho em nha. Có Việt Nam không? Có, hôm nay em like Việt Nam và em xả giá dưới 99.000 cho các chị luôn. Nên các chị đợi em khoảng nửa tiếng nữa em lên em like cho mọi người nha. Mã tím này của chị Trương Thu Thủy này, tím của Trương Thu Thủy này. Em còn mã hồng sen, chị nào lấy comment cho em ạ. Trời ơi, một con màu nu nha mọi người ơi. Con này eo 65, 68 mặc vừa cho em nha. Chị nào size nhỏ này, eo 65, 68 mặc vừa lên cho mã nu giúp em nha. Siêu đẹp luôn, siêu đẹp, siêu mờ luôn. Eo 65, 68 mặc vừa lên cho mã nu cho em nha. Đợi em khoảng có 15 phút nữa này. Rồi mã nu kèm số cho em ạ. Eo 65, 68 mặc vừa lên cho mã nu. Mã nu nha mọi người ơi. Rồi xanh coban này các chị này, mới tinh luôn nha. Eo 80, 82 mặc vừa lên cho mã xanh coban. Hồng sen cho hè lên số giúp em mọi người ơi. Hồng sen cho hè lên số cho em nhá. Tím hoa cà em hết rồi nhá. Rồi em còn mã nu. Mọi người chốt mã hồng sen lên số giúp em nha mọi người ơi. Một dạ tí nữa em like giờ luôn đó chị. Em like trong cái này luôn nhá. Mã xanh của Trương Thu Thủy này, hồng sen chốt hè thì lên số cho em nha. Nói chung em like trong like này luôn. Nhưng mà đầu like em đang gọi là em xả cho các chị cho vui đây. Rồi mã hồng sen em hết nha. Mã hồng sen em hết rồi. Rồi ai là cái đó là mã gì đó? Mã nu. Em còn mã nu nha. Mã tím hoa cà em hết rồi ạ. Tím hoa cà em hết nha. Em còn mã nu. Rồi một cái con đỏ siêu mới luôn nha mọi người ơi. Một cái con đỏ siêu mới này. Giờ em like luôn này. Khoảng 15 phút thôi em like trong like này luôn nha. Tím em hết rồi. Rồi đỏ này, con này eo 68, 70 lên cho mã 70 cho em nha. Eo 68, 70 mặc vừa lên cho mã 70. Xanh coban em hết rồi chị ơi. Rồi em còn mã nu. Rồi con này eo 68, 70 mặc vừa lên cho mã 70 cho em nha. Eo 68, 70 mặc vừa lên cho mã số 70. Mã số 70 nha. Trắng này nó mới tinh luôn mọi người ạ. Trắng mới tinh nha. Rồi em còn mã 70. Xanh coban em hết rồi chị ơi. Rồi con này size SML mặc vừa luôn cho em nha. Rồi có lưng thun ở phía sau. Rồi con này lên cho mã trắng cho em ạ. Size SM, size L mặc vừa cho em. Trắng này là mới tinh luôn nha. Rồi con này lên cho mã trắng cho em ạ. SML mặc vừa cho em có thun nha. Mã 70 của chị Lợi Trung. Rồi lên cho là mã trắng giúp em nha. Size SM mặc M, size L mặc vừa luôn cho em là mã trắng giúp em. Mã trắng nha mọi người ơi. Rồi lên cho các chị một con xanh ngọc này. Rồi con này eo 68 này, hồng sen của chị Nguyễn Thị Hương này. Ok, chúc cho em đủ đơn luôn nha. Rồi con này xanh ngọc cho em nha. Eo 68, 72 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc trắng của Chuyên Nguyên.
trắng của Chuyên Nguyên nhá. Rồi xanh ngọc eo 6872 mặc vừa. Eo 6872 mặc vừa lên cho mã xanh ngọc. Eo 6872 mặc vừa nhá. Rồi lấy con đó comment cho mã xanh ngọc cho em nhá. Đó, đó đó chị. Size M đó, đó chị xanh ngọc và xanh ngọc của chị vợ của Linh nhá. Xanh ngọc của chị vợ của Linh, trắng của Chuyên Nguyên. Rồi con này ạ, à, eo dành cho chị nào eo con này eo 6668 thôi, con này size S này, eo 6668 mặc vừa lên cho mã đồng nhá. Eo 6668 hoặc vừa lên cho mã đồng cho em, chị nào size S thì chốt nhá. Rồi xanh ngọc em chốt cho chị vợ của Linh rồi, trắng em hết nhá. Rồi mã đồng eo 6668 hoặc vừa lên cho mã đồng giúp em nhá. Mã đồng kèm số cho em ạ. Rồi lên chị một con màu đỏ có chun ở phía sau nhá. Con này size M, size L mặc vừa cho em ạ. Rồi con này dành chị nào eo 70-73 mặc vừa, eo 70-75 mặc vừa lên cho mã đỏ. Eo 70-75 mặc vừa cho em nhá. Nó có độ co giãn cho mọi người ơi, xanh ngọc em hết rồi. Rồi con này lên cho mã đỏ cho em ạ, eo 70-75 mặc vừa giúp em nhá. Rồi lên cho mã đỏ xanh ngọc em hết rồi, chút mã khác giúp em nhá. Rồi mã đỏ nha mọi người ơi, em còn mã đồng, em còn mã đỏ nhá. Mã đỏ eo 70-75 mặc vừa, size M, size L mặc vừa cho em nhá. Rồi mã đỏ kèm số giúp em nha mọi người ơi, mã đỏ kèm số này. Lên cho chị đỏ dồn đơn Chuyên Nguyên nha. Rồi con này ạ, lưng nó là lưng thun nên rất là dễ mặc nhá. Eo 75-80 mặc vừa lên cho mã trắng thun. Rồi eo 75-80 mặc vừa lên cho mã trắng thun giúp em nha. Xanh ngọc em hết đồng của Ngọc Sương lên số giúp em, chị Ngọc Sương ơi, chốt hè lên số giúp em nhá. Rồi ai lấy con này comment cho mã trắng thun nha. Đồng này của chị Hà Tuyết này. Đồng của chị Hà Tuyết nha. Mọi người chốt cho em đủ đơn luôn nha mọi người ơi. Rồi trắng thun nha, trắng thun nha, trắng thun. Năm hôm rồi mà chưa nhận được hàng, có gì chị gọi lên số hotline giúp em nhá. Rồi mã trắng thun tại vì bây giờ em like em không có kiểm tra được đơn á. Có gì mỗi bên em đều có ghi số hotline ở trên, mọi người chờ gọi cho các bạn hotline giúp em nhá. Rồi em còn mã trắng thun nha. Rồi xanh ngọc này eo 65 nha các chị ơi, eo 65 66 mặc vừa lên cho mã 66 giúp em nhá. Eo 65 66 mặc vừa lên cho mã 66 giúp em còn mã trắng thun nha. Rồi mã 66 trắng thun của chị Lợi Trung nhá. Rồi mã 66 nha mọi người ơi, eo 6566 mặc vừa lên cho mã 66 này. Mã 66 và kèm luôn số điện thoại cho em nhá, mã 66 nhá. Rồi lên chị một con đồng siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Con này dành chị nào eo 7476 mặc vừa lên cho mã đồng. Eo 7476 mặc vừa lên cho mã đồng nha, đồng 76 này. Đồng 76 nha các chị ơi, eo 7476 mặc vừa lên cho mã đồng 76 giúp em. Đồng 76 nhá, trắng thun em hết rồi chị ạ. Trắng thun em hết rồi nhá. Rồi chị Ngọc Sương ơi, chị chốt mã khác cho em với nhá. Tại vì số điện thoại không có là em sẽ chốt cho người khác nhá. Rồi đồng 76 em còn mã A66 này. A66 này Trần Thị Cảnh lên số, mọi người chốt hàng kèm số cho em ạ. Đồng 76 nha mọi người ơi, đồng là eo 76 nhá. Rồi lên một con màu hồng phấn nhá. Xanh ngọc A66 hả? Chốt hàng đúng mã và lên đúng số giúp em mọi người ơi, chốt hàng đúng mã cho em nhá. Rồi con này eo 80 mặc vừa lên cho mã hồng phấn cho em ạ. Chốt hàng mã kèm số điện thoại giúp em. Chốt hàng mã kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi con này dành chị nào nha. Rồi mã xanh ngọc 66 của chị Trần Thị Cảnh nhá. Rồi xanh ngọc 66 em hết rồi này. Đồng size L của chị, đồng size L này. Đồng bạn nhân viên ba chiếc cũng đi đơn nha. Rồi từ ạ, đồng 76 này, đồng 76 của chị Hậu Nguyễn nhá. Đồng 76 Hậu Nguyễn. Rồi hồng phấn cho em eo 80 mặc vừa giúp em nha. Eo 80 mặc vừa lên cho mã hồng phấn này. Hậu Nguyễn đấy, thấy không? Rồi hồng phấn chồn đơn cho chị Chuyên Nguyên. Hồng phấn chồn đơn chị Chuyên Nguyên nha. Hồng phấn chồn đơn chị Chuyên Nguyên này. Rồi lên chị một con màu tím nha mọi người ơi. Con này tím đậm cho em nha. Rồi con này tím đậm này, form này form dành chị nào dưới 1m55 thôi nhá. Rồi con này lên cho mã tím đậm cho em, eo 80-85 mặc vừa cho em nhá. Eo 80-85 mặc vừa lên cho mã tím đậm. Eo 80-85 mặc vừa giúp em nhá. Rồi mã tím đậm, eo 80-85 mặc vừa lên cho mã tím đậm giúp em nhá. Rồi quần này siêu đẹp nhá. Rồi eo 70-72 mặc vừa lên cho mã hồng sen. Eo 70-72 mặc vừa lên cho mã hồng sen nha mọi người ơi. Eo 70-72 mặc vừa giúp em nhá. Rồi ai lấy con này ạ, comment cho mã hồng sen, hồng phấn em hết nhá. Hồng sen nha mọi người ơi, eo 70-72 mặc vừa lên cho mã hồng sen. Hồng sen và kèm số cho em này. Hồng sen nha mọi người ơi, hồng sen và kèm số ạ. Eo 70-72 mặc vừa lên cho mã hồng sen nhá. Hồng sen và kèm luôn số điện thoại cho em ạ. Hồng sen nha, tím đậm dịu âm linh dương này. Rồi em còn mã hồng sen nha. Rồi con này trời ơi, mới tinh. Rồi con này eo 70-76 mặc vừa lên cho mã mới nhá. Eo 70-76 mặc vừa cho em ạ, lên cho mã mới cho em nhá. Eo 70-76 mặc vừa lên cho mã mới này. Em còn mã hồng sen mọi người ơi, chốt hàng đúng mã nhá. Hồng sen của chị Trần Thị Ngọc Oanh này. Mọi người chốt cho em từ 3 con trở lên, 4 con trở lên em đi đơn nhá.
Rồi lên cho mã mới cho em ạ, eo 70 76 mặc vừa lên cho mã mới nha. Mã mới kèm số cho em nha mọi người ơi. Rồi lên các chị một con màu nu, con này size nhỏ cho em nha. Con này chị nào eo 60 66 mặc vừa lên cho mã nhỏ giúp em nha. Eo 60 mã mới của chị Chuyên Nguyên, mã mới của chị Chuyên Nguyên. Mọi người cố gắng chúc cho em từ 4 quần trở lên em đi đơn nha mọi người ơi. Rồi con này lên cho mã nhỏ cho em ạ. Eo 60 66 mặc vừa giúp em nha. Siêu nhỏ luôn, chị nào size S thì hãng chốt màu này là màu nu, màu da ấy. Rồi con này lên cho mã nhỏ nha mọi người ơi, mã nhỏ nha. Eo 60 66 mặc vừa. Rồi lấy con đó comment cho mã nhỏ giúp em nha. Mã nhỏ kèm số cho em ạ. Rồi cành cho chị nào nha, eo 7880. Rồi tím đậm em hết nha, em còn mã nhỏ thôi. Rồi eo 7880 mặc vừa lên cho mã đồng. Eo 7880 mặc vừa cho em, mã mới em hết rồi nè. Eo 7880 mặc vừa lên cho mã đồng cho em nha mọi người ơi. 20.000 thôi thì tình luôn, rẻ như cho ấy. Rồi mã đồng nha, mã nhỏ của chị Trần Thị Cảnh dồn đơn. À lấy con này comment cho mã đồng cho em nha. Eo 7880 mặc vừa lên cho mã đồng. Eo 7880 mặc vừa giúp em nha. À lấy con đó comment cho mã đồng giúp em ạ. Mã đồng và kèm luôn số nha mọi người ơi. Mã đồng và kèm số cho em nha. Mã đồng, mã đồng. Mã đồng và kèm số này. Rồi con này size to, một con tím đậm size to nha. Rồi con này dành chị nào eo 85-90 nha. Có quần 70kg luôn này chị ơi. Hồng sen em hết rồi nha. Em còn mã đồng nha. Em còn mã đồng. Đây ạ, con này eo 90 mặc vừa lên cho mã 90 giúp em nha. Eo 90 mặc vừa cho em ạ. Chị nào mà size to đây ạ, 65-70kg thì hút nha. Rồi lên cho mã 90, eo 6, eo 85-90 mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã 90 cho em nha. Mã 90 và kèm số cho em ạ. Rồi mã đồng này của chị Trần Hương, mã đồng của chị Trần Hương. Mọi người chốt cho em đủ 4 cái trở lên em đi đơn nha mọi người ơi, đủ 4 cái trở lên em đi đơn nha. Rồi em còn mã 90, đậm tím đậm 90 này, tím đậm 90 này của chị Phương Nam Nguyễn này, của chị Phương Nam Nguyễn nhá. Tím đậm 90 của chị Phương Nam Nguyễn nhá. Rồi lên cho chị một con tương tác mạnh tay lên cho em nha. Trời ơi, mới tinh luôn nha mọi người ơi, con này mới nhá, hàng mới luôn đó các chị. Rồi con này eo 70 72 mặc vừa lên cho mã vàng nhá. Eo 70 72 mặc vừa này. Rồi lại con này comment cho mã vàng giúp em ạ. Mọi người chốt cho em từ 4 cái trở lên em đi đơn nhá. Tím đậm em hết rồi chị ơi. Rồi con này lên cho mã vàng giúp em, eo 70 72 mặc vừa lên cho mã vàng nhá. Vàng đó là vàng chanh luôn đó mọi người. Rồi mã vàng giúp em. Ai lấy comment cho mã vàng nha. Mã vàng kèm số ạ. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã vàng giúp em nhá. Mã đồng em hết rồi mọi người ơi, mã đồng em hết rồi nhá. Mã vàng này, mã vàng của chị Trần Thị Ngọc Oanh, mã vàng Trần Thị Ngọc Oanh nhá. Có đơn chưa? Trời ơi, một con màu nâu siêu đẹp nhá, màu nâu siêu đẹp luôn. Con này eo 65 68 mặc vừa, chị nào size S thì hãng chốt lên cho mã nâu cho em nhá. Eo 65 68 mặc vừa cho em ạ. Eo 65 68 mặc vừa lên cho mã nâu. Con này còn nguyên nếp gấp luôn, rất là mới nhá. Eo 65 68 mặc vừa lên cho mã nâu. Eo 65 68 mặc vừa giúp em nhá. Rồi lấy con đó comment cho mã nâu giúp em. Mã nâu và kèm số nha mọi người ơi. Mã nâu và kèm số cho em ạ. Eo 65 68 mặc vừa nhá. Rồi ai lấy con đó comment cho mã nâu. Mã nâu nha mọi người. Rồi em mã vàng hả? Mã vàng có người chốt rồi chị ơi. Mã vàng hết rồi nhá. Rồi em còn mã nâu nha. Rồi lên một con cam siêu mới luôn. Lô quần này là mới kinh luôn á. Rồi con này eo 80 85 mặc vừa cho em lên cho mã cam. Quá đẹp luôn. Eo 80 85 mặc vừa lên cho mã cam nha các chị ơi. Mới tinh luôn nha mọi người. Rồi mã cam, mã nâu của chị Lợi Trung, nâu Lợi Trung nha. Em hết nâu rồi. Rồi con này lên cho mã cam. Eo 80 85 mặc vừa cho em nha. Form to này các chị này, mã cam nha. Eo 80 85 mặc vừa lên cho mã cam nhá. Mã cam kèm số cho em ạ. Mã cam kèm số nha mọi người ơi. Rồi con này eo 70 75 mặc vừa cho em nha. Nó có chít ở bên này lại này. Mã cam Trương Thu Thủy nhá. Eo 70 75 mặc vừa lên cho mã xanh đậm. Eo 70 75 mặc vừa lên cho mã xanh đậm giúp em nhá. Eo 70 75 mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã xanh đậm nha mọi người ơi. Xanh đậm nhá. Eo 70 75 mặc vừa lên cho mã xanh đậm ạ. Xanh đậm và kèm luôn số cho em nha mọi người ơi. Rồi mã xanh đậm nha. Mã xanh đậm, mã xanh đậm nha. Có nhiều con là nó thì chưa mặc luôn ạ. Cam em hết rồi chị ơi, cam em hết nha. Xanh đậm của chị Thảo Minh nha. Rồi lên một con, trời ơi, con này siêu đẹp luôn, chất siêu rũ nha mọi người. Trời ơi, con này mới hay cũ đây. Con này size S mặc vừa nha. Lên cho mã đẹp cho em ạ. Con này size S mặc vừa cho em ạ. Màu hồng cẩm, màu tím cẩm á. Rồi con này lên cho mã đẹp cho em ạ. Size S mặc vừa cho em nha. Size S nha. Eo 68-70 mặc vừa lên cho mã đẹp. Eo 68-70 mặc vừa cho em, chất vải siêu rũ nha. Rồi con này lên cho mã đẹp cho em nha. Eo 68-70 mặc vừa lên cho mã đẹp cho em nha. Rồi mã đẹp kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị một con màu cà rốt này các chị này. Thề luôn, cái lô này em không biết là có phải là mới hay cũ nữa.
Rồi em còn mã đẹp nha, mã đẹp của chị Hương Ly, mã đẹp của chị Hà Hương Ly nha. Rồi lên cho chị một con xanh coban, con này eo 6870 mặc vừa lên cho mã xanh coban nha. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã xanh coban ạ, quần thanh lý mà thật sự nhìn vô em không biết quần mới hay quần cũ là các chị biết rồi. 6870 mặc vừa lên cho mã xanh coban cho em ạ, 6870 mặc vừa lên cho mã xanh coban nha. Xanh coban nha mọi người ơi, còn sót lại một em màu nâu này. Rồi con này cũng size S, size M mặc vừa cho em nhá. Ở đây là nó có chít lại, các chị về các chị gỡ ra cho em nhá. Rồi con này mã đẹp em hết, xanh coban Hương Ly. Rồi mã nâu cho em ạ, eo 6570 mặc vừa lên cho mã nâu. Eo 6570 mặc vừa cho em nhá. Rồi lấy con đó comment cho mã nâu cho em. Mã nâu kèm số ạ, mã nâu nha mọi người ơi. Rồi lên một con trắng siêu đẹp nhá. Rồi con này eo 70-75 mặc vừa lên cho mã trắng nhá. Eo 70-75 mặc vừa mã nâu thảo mi. Eo 70-75 mặc vừa lên cho mã trắng cho em 20.000 nha các chị ơi. Rồi mã trắng nha mọi người. À lấy con đó comment cho mã trắng nhá. Rồi lên một con màu nu siêu mới nè các chị này, siêu mới nhá. Rồi con này dành chị nào eo 70-74 mặc vừa lên cho mã nu. Eo 70-74 mặc vừa cho em nhá. Mã xanh em hết, mã nâu em hết. À lấy con này comment cho mã nu cho em ạ. Eo 74 mặc vừa cho em nhá. Xanh coban em hết rồi các chị ơi. Rồi em còn mã trắng, mã trắng này chốt hàng lên số cho em ạ, chốt hàng kèm số nhá. Trắng của chị Mỹ Loan, chốt cho em từ 3 con nha. Rồi mã nu của chị Hương Ly này, nu của chị Hương Ly nha. Mỹ Loan chốt hàng thì lên số ạ. Mọi người chốt hàng cố gắng kèm số điện thoại luôn cho em nha mọi người ơi. Tại vì thực sự nếu mà không có số điện thoại em không chốt được đâu. Rồi lên chị một con quần lụa nha mọi người ơi, xuất sắc. Một em quần lụa siêu đẹp nhá. Rồi con này size L nha mọi người ơi. Eo 74-76 mặc vừa lên cho mã lụa cho em nhá. Quần này các chị mua bình thường ra ngoài mua phải là 80.000 đến 100.000 là ít nhất. Rồi con này lên cho mã lụa cho em nhá. Con này chất vải lụa cho em nào. Eo 70-74 mặc vừa cho em ạ, nu em hết nhá. Eo 70-74 mặc vừa nhá. Rồi lấy con này comment cho mã lụa. Mã lụa nha mọi người ơi. Trắng tạm thời em hết rồi nhá. Lụa của chị Hương Ly này. Lụa của chị Hương Ly nha. Rồi lên một con trắng này, mới tinh luôn nha mọi người ơi, mới tinh nha. Rồi con này ạ, con này dành chị nào eo 70-74 mặc vừa lên cho mã trắng cho em nha. Con này không 6872 thôi. Con này eo 6872 mặc vừa cho em ạ, mã lụa em hết nhá. Eo 6872 mặc vừa lên cho mã trắng cho em nha. Eo 6872 mặc vừa lên cho mã trắng này. Mã trắng kèm số cho em nha mọi người ơi, mã lụa em hết rồi nhá. Eo 6872 mặc vừa lên cho mã trắng giúp em nha. Quần hôm nay lô quần thanh lý nhưng mà siêu mới các chị ạ, siêu mới luôn nhá. Rồi con này size S size M mặc vừa cho em nhá. Size S size M mặc vừa lên cho mã đỏ giúp em này. Dồn trắng cho chị Đình Mai, dồn trắng chị Đình Mai nhá. Rồi con này size S size M mặc vừa lên cho mã đỏ cho em nhá. Rất là đẹp luôn nha các chị ơi. Size S size M mặc vừa lên cho mã đỏ này. Size S size M mặc vừa lên cho mã đỏ nhá. Rồi lên một con tím cộng đẹp nữa này các chị này, mới tinh luôn nhá. Rồi con này eo 6872 mặc vừa lên cho mã mới nhá. Eo 6872 mặc vừa mã lụa em hết rồi các chị ơi, em còn mã đỏ thôi nhá. Mã đỏ này chốt hàng lên số chị ơi, chị Quỳnh Như Nguyễn Ngọc này chưa có đơn này. Chị chốt hàng phải có số thì em mới chốt được nhá. Chẳng em hết em còn mã đỏ nhá. Mã mới các chị ơi, eo 6872 mặc vừa lên cho mã mới. Eo 6872 mặc vừa cho em nhá. Ai lấy con đó comment cho mã mới cho em. Mã mới kèm số cho em nhá. Rồi mã em còn mã gì đây? Mã đẹp hả? Mã gì? Mã mới và mã đỏ hả? Mã đỏ lên số mọi người ơi, chốt hàng lên số cho em nào. Chốt hàng kèm số cho em nhá. Mã đỏ chị Trương Nguyên, mã đỏ chị Trương Nguyên, em còn mã mới chị nào lấy comment cho em nhá. Eo 6872 mặc vừa lên cho mã vàng cho em nhá. Eo 6872 mặc vừa. Mọi người cố gắng chốt hàng đủ đơn trong cùng một like cho em nhá. Rồi mã vàng, eo 6872 mặc vừa cho em nhá. Y như cái quần em đang mặc luôn này. Rồi mã vàng nha mọi người. À lấy comment nhanh tay cho mã vàng giúp em nha. Mã mới của chị Trương Nguyên, mã mới của chị Trương Nguyên dồn đơn luôn. À lấy con này comment cho mã vàng đây này, tìm mới đó Trương Nguyên đó. Đó, nãy đây, em vừa cầm tay đó. Rồi con này lên cho mã vàng nha mọi người ơi, eo 6872 mặc vừa nhá. Rồi lên cho mã vàng nhá. Rồi lên cho chị một con màu hồng dâu. Con này dành chị nào eo 70-75 mặc vừa lên cho mã hồng dâu nha. Eo 70-75 mặc vừa lấy comment cho mã hồng dâu giúp em ạ. Mã hồng dâu siêu đẹp nhá. Eo 70-75 mặc vừa mã vàng em hết. Quỳnh Như Nguyễn Ngọc chị mà chốt vậy là mãi cũng không chốt được. Tại vì số điện thoại thì chị cho không cho thì không chốt được nha. Mã vàng của chị Trần Thị Cảnh nè. Rồi con này lên cho mã hồng dâu. Eo 70-75 mặc vừa, quần rất là dễ mặc luôn. Các chị chỉ sợ chật thôi. Còn mua hơi rộng một tí các chị về có thể là chích lại được nhá. Rồi con này lên cho mã hồng dâu nha mọi người ơi. Mã hồng dâu kèm số cho em nhá. Mã hồng dâu ai lấy chút nhanh tay cho mã hồng dâu cho em nhá. Hồng vàng em hết rồi nha, vàng em hết rồi để em lên. Nói chung là vàng hôm nay nhiều lắm. Rồi hồng phấn nha mọi người ơi, hồng phấn con này ạ, eo 60-68 hoặc vừa size S nha.
eo 60 68 mặc vừa, em còn hồng dâu eo 60 68 mặc vừa nhá. Rồi hồng dâu của chị Quỳnh Như Nguyễn Ngọc, bây giờ Quỳnh Như Nguyễn Ngọc mới có đơn nhá. Chị chốt cho em đủ đơn nhá. Chị chỉ cần cho em một số điện thoại một lần thôi là bữa, là lần sau là chị không cần phải cho nữa. Rồi con này lên cho mã mã gì đây ạ? Con này size S mặc vừa nhá, lên cho mã hồng phấn này. Size S mặc vừa lên cho mã hồng phấn giúp em nhá. Mã hồng phấn nha mọi người ơi. Rồi lên chị một con màu cam. Trời ơi cái màu cam này nó mới tinh nha mọi người. Rồi con này size L XL mặc vừa cho em, eo 70 78 mặc vừa lên cho mã cam nhá. Em còn mã hồng phấn nhá. Rồi eo 70 78 mặc vừa lên cho mã cam, nó có độ co giãn ở phía ngoài nhá. Rồi mã cam nhá. Hồng dâu em hết rồi, hồng phấn của chị Trần Thị Cảnh nhá. Rồi mã cam nha. Dạ em không thấy chị ạ. Rồi mã cam, con này siêu mới, chị nào nhanh tay thì chốt này. Mã cam nha. Rồi lên các chị một con màu da. Rồi con này dành chị nào eo 60 eo 68 72 mặc vừa lên cho mã da. Eo 68 rồi mã cam của chị Quỳnh Như luôn, mã cam của chị Quỳnh Như nhá. Eo 68 72 mặc vừa lên cho mã da. Eo 68 72 mặc vừa lên cho mã da nha mọi người ơi, mã da nhá, mã da kèm số cho em ạ. Rồi lên một con đỏ siêu đẹp nha, đỏ thì siêu đẹp siêu mờ cho em ạ. Con này eo 70 75 mặc vừa lên cho mã đỏ giúp em nhá. Eo 70 75 mặc vừa. Em còn mã da, eo 70 75 mặc vừa lên cho mã đỏ giúp em siêu đẹp nhá. Rồi mã đỏ nha mọi người ơi, eo 70 75 mặc vừa. Ai lấy con này comment cho mã đỏ giúp em nhá. Mã đỏ kèm số cho em ạ. Mã đỏ nha, em còn khoảng 2 30 cái nữa like nốt rồi em sẽ like qua áo và like qua vest cho mọi người nhá. Rồi mã đỏ dồn đơn Trần Ngọc Oanh, mã đỏ dồn đơn Trần Ngọc Oanh nhá. Mã cam em hết rồi chị ơi, cam em hết, mã da của chị Trần Thị Cảnh nhá. Da của chị Trần Thị Cảnh này. Rồi lên các chị một con màu nu, con này size S cho em eo 60 68 mặc vừa lên cho mã nu nhá. Eo 60 68 mặc vừa lên cho mã nu này. Mã nu nha mọi người ơi, eo 60 68 mặc vừa lên cho mã nu nhá. Mã nu kèm số cho em ạ, eo 60 68 mặc vừa lên cho mã nu nhá. Rồi con này dành chị nào eo 68 72 mặc vừa lên cho mã hồng phấn ạ. Eo 68 72 mặc vừa cho em ạ, đỏ em hết rồi nhá. Eo 68 72 mặc vừa lên cho mã hồng phấn cho em nhá, hồng phấn kèm số cho em ạ. Eo 68 72 mặc vừa cho em nhá. Ai lấy con này comment cho mã hồng phấn, em hết mã đỏ rồi. Rồi mã hồng phấn nha mọi người ơi, eo 68 72 mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã hồng phấn nhá, mã hồng phấn kèm số cho em ạ. Rồi lên các chị một con màu đỏ siêu đẹp này. Con này dành chị nào eo 68 72 mặc vừa lên cho mã số 01 nhá. Mọi người chốt hàng đúng mã là em đi đơn được nha. Em còn mã nu nha mọi người ơi. Eo 68 72 mặc vừa lên cho mã số 01 giúp em nhá. Phía sau có lưng thun. Eo 68 72 mặc vừa lên cho mã số 01 này. Mã số 01 mọi người ơi, chốt hàng đúng mã cho em nhá. Eo 68 72 mặc vừa nu của chị Nguyễn Thị Lan Lào Cai, em ghi vào Nguyễn Thị Lan nha. Rồi em còn mã hồng phấn này. Eo 68 72 mã 01 của chị Quỳnh Như. Mã 01 của chị Quỳnh Như nha. Mã 01 của chị Quỳnh Như này. Rồi lên các chị một con màu hồng sen siêu đẹp nhá. Rồi con này dành chị nào eo 70 74 mặc vừa nhá, lên cho mã số 02. Eo 70 74 mặc vừa lên cho mã số 02 giúp em nhá. Eo 70 74 mặc vừa lên cho mã số 02. Mã số 01 em hết nhá. Eo 70 74 mặc vừa lên cho mã số 02. Eo 70 74 mặc vừa lên cho mã số 02 nhá. Mã số 02. Rồi con này eo 74 78 nhá. Eo 74 đến 78 nữa các chị nè. Rồi con này lên cho mã số 03, eo 74 78 mặc vừa lên cho mã số 03 nhá. Mọi người chốt hàng đúng mã cho em nha mọi người ơi, tại vì nó sợ bị sai số eo á. Rồi mã số 03 nha mọi người ơi, 01 em hết nha. Em còn mã số 02 và mã số 03. Ai lấy con này comment cho mã số 03, eo 74 78 mặc vừa cho em nhá. Rồi mã số 03, ai lấy comment nhanh tay cho mã số 03 nhá. Mã số 03 kèm số cho em ạ, mã số 03 mọi người ơi. Rồi 01 em hết rồi nha, 01 em hết rồi nha. Em còn mã số 02 nha, 03 của chị heo cá. 03 của chị heo cá nha. Rồi con này siêu mờ luôn các chị ơi. Rồi con này eo 68 70 mặc vừa lên cho mã mờ nha. Eo 602 của chị Quyên Trần Thị Tú. Mọi người chốt cho em từ 3 con trở lên em đi đơn nha. 02 Quyên Trần Thị Tú này, 02 em hết nha. Rồi con này lên cho mã mờ cho em nha mọi người ơi, mã mờ nha. Eo 68 70 mặc vừa cho em nha. Eo 68 Quyên Trần Thị Tú bây giờ mới có đơn. Rồi ai lấy con này comment cho mã mới nha mọi người ơi. Eo 68 70 mặc vừa lên cho mã mới này. Mã mới và kèm luôn số điện thoại cho em nha. Mã mới nha mọi người. Siêu đẹp nhá. Rồi con này ạ. Rồi con này dành chị nào eo 78 80 mặc vừa cho em nha. Eo 78 80 mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã số 04 cho em nha. Eo 78 80 mặc vừa lên cho mã số 04 này. Mã số 04 eo 78 80 mặc vừa 02 em hết rồi nhá. Rồi eo 78 80 mặc vừa lên cho mã số 04 ạ. Eo 78 80 mặc vừa các chị tranh thủ các chị ơi.
Rồi mã số 04 kèm số cho em nha mọi người ơi, mã số 04 nhá. Rồi con này eo 70 đổ lại thôi nha. Con này size S cho em ạ, eo 70 đổ lại mặc vừa cho em nhá. Rồi mã mới này. Chấm bài tương tác mạnh tay lên cho em nha. Rồi mã mới này, mã mới của chị Hà Tuyết nha. Mã mới cái con hồng sen của chị Hà Tuyết này. Rồi em còn 04 nha mọi người ơi. Em còn 04 nhá. Rồi mã mới của chị Hà Tuyết rồi. Rồi con này eo 68 70 mặc vừa lên cho mã đầu, mã 05. Eo 68 70 mặc vừa lên cho mã số 05 nhá. Eo 68 70 mặc vừa lên cho mã số 05. Chấm bài tương tác mạnh tay lên cho em nào mấy chị ơi. Rồi con này siêu mới nha mọi người ơi, con này siêu mới nhá. 04 của chị Trần Hương có đơn chưa? 04 của chị Trần Hương có đơn rồi kìa. 04 là chơi đó, đó rồi, đúng không? Rồi em còn mã 05 chị ơi, em còn mã 05 nhá. Rồi con này dành chị nào eo 74 76 mặc vừa lên cho mã số 07 nhá. Eo 74 76 mặc vừa lên cho mã số 07 cho em. Eo 74 76 mặc vừa nhá. À lấy con này comment nhanh tay cho em ạ. À. Em còn 05, em còn 07. Chị nào lấy comment cho mã số 07 nhá. Còn ít nữa thôi các chị ơi. Rồi lên cho mã số 07 nha mọi người ơi. Rồi lên các chị một con quần trắng này các chị này. Rồi con này ạ, có độ co giãn phía sau. Con này dành chị nào eo 70 đến 78 mặc vừa lên cho mã trắng nhá. 07 Quỳnh Như, 05 của chị Trang Mai. Trang Mai chốt hàng đủ đơn luôn cho em nhá. Rồi ai lấy con này comment cho mã trắng cho em nhá. Eo 70 78 mặc vừa lên cho mã trắng nhá. Eo 70 78 mặc vừa lên cho mã trắng giúp em, mã trắng nha mọi người ơi. Rồi lên các chị một con màu đỏ đô. Rồi con này eo 70 74 mặc vừa lên cho mã đỏ đô giúp em nhá. Eo 70 74 mặc vừa nhá. Rồi ai lấy con này comment cho mã đỏ đô Trang Mai bên Trang thổ 16 người xem ạ. Máy của chị em ơi, không có xem được có đâu. Mày làm gì vậy? Gọi. Máy này làm gì gọi được, máy của chị mà sao gọi? Ủa sao cái máy Nokia tụi nó không để nhà? Sao ở trên đó mang cho cô máy, phải có hai đứa mà mang máy gì vậy? Máy này máy tao mà sao gọi gì? Không bảy nè. 07 của chị Nguyễn Thị Lan, 07 của chị Nguyễn Thị Lan. Hỏi con bé á, cái máy Nokia nhỏ đâu? 07 Nguyễn Thị Lan nó lên trên kia rồi. Chị đặt cho em cái số đó. Nguyễn Thị Lan có đơn rồi bé. Má trắng này, má trắng của chị Nguyễn Thị Lan luôn, má trắng Nguyễn Thị Lan luôn. Rồi đó, đây này. Rồi con này đỏ đô cho em nha các chị ơi, đỏ đô nha. Đỏ đô của chị Trang Mai này. Đó. Đỏ đô Trang Mai. Ghi chưa? Thôi để tao like tao đau đầu quá. Rồi lên một con hồng phấn nha mọi người ơi. Con này eo 70 73 mặc vừa lên cho mã hồng phấn cho em nhá. Eo 70 73 mặc vừa lên cho mã hồng phấn cho em. Mã hồng phấn nha mọi người ơi. Eo 70 73 mặc vừa lên cho mã hồng phấn nhá. Hồng phấn. Điện thoại thì đầy em bắt đầu cứ gom đi đâu á. Rồi mã hồng phấn ai lấy comment nhanh tay cho mã hồng phấn cho em nhá. Mã hồng phấn này. Rồi con này eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã vàng. Con này siêu mới. Eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã vàng. Chị nào mua được con này 20.000 quá hời nhá. Rồi eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã vàng giúp em nhá. Ở phía sau lưng có thun. Eo 80 đổ lại mặc vừa lên cho mã vàng nhá. Mã vàng kèm số cho em nhá. Bạn cho tôi bốn cái áo mà không chốt cho tôi cái quần nào vậy? Các chị muốn chốt quần thì các chị phải nói nhân viên chứ em đâu biết là các chị có muốn lấy quần hay không. Tại vì nhiều chị đã có quần sẵn ở nhà rồi. Các chị em bán áo thì em lấy tiền áo thôi chứ em đâu có lấy thêm tiền quần. Có muốn lấy quần thì phải báo là chị em ơi bên em có quần lấy cho chị quần nào 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 thì biết bọn em mới biết bọn em chốt chứ. Rồi lên một con đỏ đô siêu đẹp cho em ạ. Con này eo 80 84 mặc vừa nhá. Eo 80 84 mặc vừa đỏ đô này của chị Nguyễn Thị Lan, mã vàng của chị Quỳnh Như. Đỏ đô Nguyễn Thị Lan này, đỏ rồi, Quỳnh Như rồi ok. Rồi lên một con hồng sen nha. Con này dành chị nào eo 70 72 mặc vừa lên cho mã hồng sen. Eo 70 72 mặc vừa lên cho mã hồng sen cho em like khoảng đúng 15 phút nữa thôi nhá. Rồi mã hồng sen, ai lấy comment cho mã hồng sen giúp em nha. Mã hồng sen này, mã hồng sen nha mọi người ơi. Rồi lên các chị một con màu da nha. Con này eo 80, 82 mặc vừa lên cho mã da. Eo 80, 82 mặc vừa, ai lấy con này comment cho mã da giúp em nha. Mã da kèm số ạ. Mã da eo 80, 82 mặc vừa lên cho mã da nhá. Mã da, mã vàng em hết, em còn hồng sen của Nguyễn Thu Hường. Hồng sen Nguyễn Thu Hường nhá. Nguyễn Thu Hường bây giờ mà có đơn mọi người cố gắng chốt hàng đủ đơn cho em nhá. Rồi mã da. Ai lấy con này comment cho mã da giúp em nhá. Hồng phấn này Nguyễn Lịch chốt hàng thì lên số, mọi người chốt hàng phải kèm số cho em nhá. Rồi mã da này của chị Ngọc Đăng, mã da của chị Ngọc Đăng nhá.
Rồi lên các chị một con màu trắng siêu đẹp nha mọi người ơi. Trắng hay là trắng lụa cho em nhá. Rồi con này eo 6870 mặc vừa, lên cho mã trắng lụa. Eo 6870 mặc vừa cho em nhá. Eo 6870 mặc vừa. Ai lấy comment cho mã hồng sen em hết rồi nhá. Rồi mã trắng lụa cho em ạ. Eo 6870 mặc vừa cho em nhá. Eo 6870 mặc vừa, lên cho mã trắng lụa nhá. Trắng lụa kèm số cho em nha mọi người ơi. Mã trắng lụa nha. Rồi lên một con màu đỏ nha các chị ơi. Con này dành chị nào eo 72 mặc vừa, lên cho mã đỏ nhá. Eo 72 mặc vừa, lên cho mã đỏ cho em ạ. Eo 72 trắng lụa Nguyễn Thu Hường. Rồi trắng lụa Nguyễn Thu Hường dồn đơn nhá. Rồi mã đỏ eo 70-72 mặc vừa, lên cho mã đỏ nhá. Eo 70-72 mặc vừa cho em ạ. Có em like luôn áo đây các chị ơi. Tại vì đầu like em đang bán quần các chị á. Rồi tí nữa em bán áo và vest luôn nha. Rồi con này eo 70-72 mặc vừa, lên cho mã vàng nhá. Mã đỏ, mã đỏ của chị Nguyễn Thu Hường dồn đơn luôn. Ý like chương xong mất rồi nhá. Rồi con này lên cho mã vàng. Eo 70-72 mặc vừa, lên cho mã vàng. Eo 70-72 mặc vừa, lên cho mã vàng giúp em nha. Mã vàng kèm số cho em ạ. Mã đỏ, mã đỏ em hết rồi nha. Không chốt được, cố gắng chốt đi chị ơi. Cố gắng chốt cho em nha. Rồi em còn mã vàng nha, tí nữa em còn like áo và vest mà. Rồi lên một con hồng sen siêu đẹp nhá. Con này dành chị nào eo eo 72-74 mặc vừa, lên cho mã hồng sen. Mã vàng ý la chương, ý la chương số điện thoại trên á. Rồi con này lên cho mã hồng sen cho em nhá. Không có đen chị ơi. Rồi mã hồng sen eo 70-74 mặc vừa, lên cho mã hồng sen nha. Eo 70-74 mặc vừa, lên cho mã hồng sen cho em ạ. Mã hồng sen nha mọi người ơi. Rồi lên một con trắng lưng thun này các chị ơi. Rồi em còn mã hồng sen nha. Có 2x luôn nha các chị ơi. Hồng sen của chị ý la chương dồn đơn nha. Rồi trắng hay là lưng thun nha mọi người ơi. Nên bao nhiêu ký mặc cũng vừa cho em nha. Rồi eo từ 75-85 mặc vừa, lên cho mã trắng thun nha. Eo 75-85 mặc vừa, lấy comment cho mã trắng thun giúp em nha. Trắng thun eo 75-85 mặc vừa, lên cho mã trắng thun nha. Trắng thun nha mọi người ơi. Mã vàng em hết, em còn trắng thun nha. Rồi con này eo 70-74 mặc vừa, lên cho mã đỏ. Con này siêu đẹp này. Eo 70-74 mặc vừa nha. Ai lấy con này comment cho mã đỏ cho em. Em còn trắng thun này. Eo 70-74 mặc vừa, lên cho mã đỏ giúp em nha. Hồng sen em hết rồi chị ơi. Rồi mã trắng, mã gì đó, mã đỏ. Eo 70-74 mặc vừa, lên cho mã đỏ giúp em. Mã đỏ kèm số nha mọi người ơi. Mã đỏ nha, em còn trắng thun, em còn mã đỏ nhá. Chốt hàng mã kèm số cho em nào. Mã đỏ ý la la chương nha. Rồi con này ở xanh ngọc cho em nha. Eo 6870 mặc vừa, lên cho mã xanh ngọc nhá. Eo 6870 xanh ngọc nhá các chị ơi. Eo 6870 mặc vừa, em còn trắng thun nhá. Rồi mã xanh ngọc eo 6870 mặc vừa, lên cho mã xanh ngọc này. Mã xanh ngọc kèm số cho em nha mọi người ơi. Mã xanh ngọc kèm số cho em nhá. Đây là hồng sen em còn đây. Hồng sen eo 70-72 mặc vừa, lên cho mã sen 72. Eo 70 trắng thun này của chị, trắng thun này của chị Hằng Trần, nãy giờ chưa có số em biết chút cho ai luôn này. Xanh ngọc của chị Hằng, trắng thun của chị Hằng Trần nhá. Rồi ok này. Xanh ngọc của chị ý lên la chuông nhá. Rồi con này lên cho mã hồng 72 nha. Eo 72 các chị ơi, lên cho mã hồng 72. Hồng 72 mọi người cùng chốt hàng đủ đơn giúp em nha. Đủ đơn này. Hồng 72 nha. Con này siêu to này các chị này. Trắng này, trắng to cho em nha. Eo 80-85 mặc vừa, lên cho mã trắng to nhá. Trắng to nha. Rồi hồng sen đó cho chị Hà Tuyết một con đi. Đó cho chị Hà Tuyết nhá. Rồi trắng to eo 80-85 mặc vừa cho em nhá. Em chuẩn bị line này này. Em yên tâm line này. Rồi trắng to, ai lấy comment cho mã trắng to cho em nha. Eo 70, eo 80-85 mặc vừa, lên cho mã trắng to nhá. Xanh ngọc em hết rồi chị ơi, xanh ngọc em hết rồi nhá. Rồi em còn mã trắng to nhá. Hồng 72 em hết luôn. Rồi con này hồng phấn nha mọi người ơi. Eo 70-72 mặc vừa, lên cho mã hồng phấn cho em nhá. Eo 70-72 mặc vừa, ai lấy comment cho mã hồng phấn cho em. Em còn mã trắng to nhá. Rồi mã hồng phấn này. Ai lấy con này comment cho mã hồng phấn cho mọi người ơi. Eo 70-72 mặc vừa giúp em nhá. Ai lấy con này comment cho mã hồng phấn nhá. Eo 70-72 mặc vừa hồng phấn này. Hồng phấn kèm số luôn cho em nhá. Hồng phấn kèm số nha các chị ơi. Rồi con này siêu mới luôn nha các chị ơi. Nó giống như hàng mới luôn nhá. Eo 6872 mặc vừa, lên cho mã mới. Hồng phấn ý la chương. Ai lấy con này comment cho mã mới cho em nhá. Eo 6870 mặc vừa, lên cho mã mới. Eo 6870 mặc vừa cho em siêu đẹp luôn á. 20.000 em nói con này quá đẹp luôn. Rồi mã mới, ai lấy con đó comment cho mã mới cho em nha. Mã mới và kèm số cho em nè. Eo 6872 mặc vừa, lên cho mã mới nhá. Mã mới ý la chương này, trắng to của chị ơi. Trắng to này dồn đơn cho chị Loan Hương. Trắng to dồn đơn chị Loan Hương nha. Rồi con này một con màu đồng eo 6870 mặc vừa, lên cho mã đồng. Eo 6870 mặc vừa, lên cho mã đồng cho em nha. Mã đồng Loan Hương có đơn đấy ạ. Rồi mã đồng, ai lấy con này comment cho mã đồng cho em nha. Eo 6870 mặc vừa, lên cho mã đồng.
mã đồng nha mọi người ơi, eo 6870 mặc vừa lên cho mã đồng nhá, mã đồng kèm số nha mọi người ơi. Rồi lên con này siêu mới này, mã hồng phấn này, hồng phấn Hằng Trần, hồng phấn của chị Hằng Trần nhá. Rồi con này siêu đẹp ạ, à, eo con này dành chị nào eo 72, 78, 72, 74 mặc vừa lên cho mã trắng nhá. Eo 72, 74 mặc vừa lên cho mã trắng cho em, eo 72, 74 mặc vừa nhá. Mới em hết rồi, em còn mã đồng thôi. Rồi mã trắng eo 72, 74 mặc vừa lên cho mã trắng cho em, eo 72, 74 mặc vừa lên cho mã trắng nha mọi người ơi, mã trắng nhá. Rồi con này nó không phải hư khóa đâu, nó chỉ có tuột thôi. Con này chị nào lấy về có thể là sửa lại cho em một tí nhá. Rồi con này lên cho mã tặng nha mọi người ơi, mã tặng nhá. Quần tím nào em có mà hết rồi. Rồi mã tặng nha mọi người, chị nào lấy con này comment cho mã tặng nhá. Con này nó bị gọi là tuột chỉ thôi. Rồi lấy con đó comment cho mã tặng nha mọi người, mã tặng nha. Rồi lên một con màu đỏ siêu đẹp. Đâu ơi. Nó là cái điện thoại Nokia nhỏ đâu. Rồi mã tặng ý la la chương này, mã đồng của chị Hằng Trần này, mã đồng của chị Hằng Trần nhá. Rồi mã trắng em còn á, mã trắng của ai? Mã trắng này, chốt hàng kèm số mọi người ơi, chốt hàng không có số em biết làm sao đây, Hằng Trần cũng không có số này. À, trắng của chị Hoàng Hôn này, trắng của chị Hoàng Hôn nha, bây giờ mới có số này. Rồi con này eo 74, 78, 74, 76 mặc vừa lên cho mã đỏ cho em nhá. Eo 74, 76 mặc vừa. Lấy con này comment cho mã đỏ ạ, mã đỏ nhá, size to em hiếm lắm và các chị phải chốt ở trên này cho em nhá. Eo 74, 76 mặc vừa lên cho mã đỏ cho em nhá. Rồi lên một con. Trời ơi con này mới tinh luôn các chị ạ. Rồi con này eo 70, 76 mặc vừa lên cho mã mới. Eo 74, 76 mặc vừa cho em nhá. Em còn mã đỏ này, em còn mã đỏ, em còn mã mới, chị nào lấy comment cho mã mới cho em nhá. Eo 74, 76 mặc vừa cho em ạ. Eo 74, 76 mặc vừa lên cho mã mới đỏ này của chị Đinh Thu Hằng. Mọi người cố gắng chốt đủ đơn cho em nhá, 80k trở lên em đi đơn nhá. Rồi con này lên cho mã mới cho em ạ, eo 74, 76 mặc vừa lên cho mã mới nhá. Rồi lên một con hồng nổ này các chị này, rất là mới nhá. Rồi con này dành chị nào eo 74, 76 luôn, eo 74, 76 mặc vừa lên cho mã nổi giúp em nhá, màu này là màu nổi. Rồi ai lấy con này comment cho mã nổi cho em ạ, đỏ em hết rồi chị ơi, chốt hàng đủ đơn nha mọi người ơi, đơn trên 80k mới đi được nhá. Rồi con này lên cho mã nổi cho em ạ, eo 74, 76 mặc vừa cho em nhá. Em còn mã đồng, à, mã mới, em còn mã mới, em còn mã nổi nhá. Ai lấy con này comment nhanh tay cho em mã nổi nha mọi người ơi. À, Nam Sơn thấy có gửi không chị? Là sao chị? Dạ chắc có chị. Rồi ai lấy mã mới này của chị La La Trương nha. Ai lấy con này comment cho em mã nổi nhá. Màu này màu hòm, màu nổi á. Mã mới đó đó, ngay tay em là của ý La La Trương á. Rồi con này lên cho mã nổi nha mọi người ơi, siêu đẹp nhá. Rồi la các chị vài con nữa rồi em la mấy nè. Rồi con này eo 6870 mặc vừa lên cho mã 70. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã số 70 nha. Eo 6870 mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã 70 cho em ạ. Mã 70 nha mọi người ơi. Rồi con này eo 70, 74 mặc vừa lên cho mã 74. Eo 70, 74 mặc vừa cho em nha. Em đặt xe số eo nha các chị ơi. Eo 70, 74 mặc vừa lên cho mã 74 cho em nha. À, mã hồng nổi hả? Hồng nổi à? À mọi người chốt hàng ngủ đơn cho em 70 ý la la chuông. Rồi 74. Ai lấy con này ạ? Nổ của chị Ngọc Sương. Nổ của chị Ngọc Sương này. Ngọc Sương bây giờ mới có đơn phải không? Ngọc Sương bây giờ mới có đơn nha. Cố gắng chốt hàng đủ đơn luôn nha mọi người. Rồi con này ạ, à, lên cho mã 74 nha. Mã 74, eo 70, 74 mặc vừa lên cho mã 74 nha. Eo 70, 74 mặc vừa lấy comment cho mã 74. Con này siêu mới các chị ạ. Rồi con này eo 70, 74 mặc vừa lên cho mã vàng. Eo 70, 74 mặc vừa cho em nha. Rồi lấy con này comment cho mã vàng giúp em nha. Mọi người cố gắng chốt hàng trên 80k trở lên em đi đơn nha mọi người ơi. Eo 70, 74 mặc vừa cho em ạ. Mã 74 này Mai Lê cũng chưa có đơn này chị ơi. Từ nãy giờ chị cũng chốt nhưng mà không lên số điện thoại em không chốt được nhá. Rồi mã vàng eo 70, 74 mặc vừa lên cho mã vàng. Cố gắng chốt hàng đủ đơn nha mọi người ơi. Cố gắng chốt hàng đủ đơn. Rồi mã vàng ai lấy comment cho mã vàng tí nữa em sẽ xả Việt Nam cho các chị nguyên bộ dưới 99.000 hết nhá. 74 chị Nguyễn Thị Lan. Rồi mã vàng ai lấy comment cho mã vàng giúp em nhá. Mã vàng nha mọi người ơi. Rồi con này một con màu da này các chị này. Con này dành chị nào eo 70, 74 mặc vừa lên cho mã da. Eo 70, 74 mặc vừa cho em nhá. Màu da cũng rất là dễ phối áo luôn. Rồi mã da cho em ạ. Eo 70, 74 mặc vừa lên cho mã da. Mã da kèm số nha mọi người ơi. Mã da kèm số cho em nhá. Rồi con này dành chị nào size M cho em nhá. 52kg đổ lại mặc vừa lên cho mã M cho em ạ. Con này ghi size M này. Mã vàng của chị Ngọc Sương nha. À lấy con này comment cho mã M cho em ạ. 50kg đổ lại mặc vừa cho em con này nhá. 50kg đổ lại mặc vừa mã da heo cá. Mã da của chị heo cá Nguyễn Thị Lan sau. Rồi con này lên cho mã M cho em nhá. 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã M này. Em like nhanh nha mọi người ơi. Rồi mã M nha.
Em tặng luôn chị á, mã màu của chị Nguyễn Thị Lan nha, chị thích cái nào chị cứ chọn chị ơi. Rồi con này, dành chị nào tầm eo 72 đổ lại mặc vừa nhá, lên cho mã hồng. Eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng nhá. Like nhanh để các bạn còn like tới áo tới vest á. Rồi đỏ đô nha mọi người ơi, eo 70 76 mặc vừa lên cho mã đỏ đô nhá. 76 mặc vừa, màu này là màu hồng đậm ấy chứ cũng không phải là đỏ đô đâu. Rồi cứ lấy comment cho mã đỏ đô cho em nha. Eo 70 76 mặc vừa. Lấy comment cho mã đỏ đô cho em nha. Mã đỏ đô kèm số cho em ạ. Rồi lên các chị một con màu vàng một tên luôn này các chị này. Màu vàng nhá, mã màu em hết rồi chị ơi. Lá kim sao mất rồi nhá. Da dồn hết rồi chị ơi, mã mờ hết rồi. Rồi con này dành chị nào eo 70 78 mặc vừa đỏ đô của chị Nguyễn Thị Lan. Eo 70 78 mặc vừa lên cho mã vàng giúp em nhá. Eo 70 78 mặc vừa. Rồi lấy con này comment cho mã vàng. Mã vàng eo 70 78 mặc vừa lên cho mã vàng nhá. Mã vàng nhá. Rồi con này dành chị nào eo 70 70 74 mặc vừa lên cho mã hồng hồng phấn nhá. Eo 70 74 mặc vừa lên cho mã hồng phấn cho em ạ. Like nhanh nữa các chị tranh thủ chốt cho em nhá. Rồi mã hồng phấn eo 70 74 mặc vừa lên cho mã hồng phấn nha mọi người ơi. Rồi lên các chị một con hồng phấn nha mọi người ơi. Cố gắng chốt hàng đủ đơn cho em nha, hồng phấn nha mọi người. Rồi em còn mã hồng phấn đỏ đô em hết rồi chị ơi. Đỏ đô em hết rồi nhá. Rồi lên một con đỏ eo 70 72 mặc vừa lên cho mã đỏ 72. Mã hồng này, mã hồng phấn của chị Trần Thuy này. Chốt hàng đủ đơn nha mọi người ơi. Rồi chốt hàng đủ đơn nha. Rồi con này eo 72 70 72 mặc vừa lên cho mã đỏ 72. Eo 70 72 mặc vừa Trần Thùy có đơn rồi nhá. Cố gắng chốt hàng đủ đơn cho em ạ. Rồi mã vàng này của chị Loan Hương, mã vàng của chị Loan Hương nhá. Rồi ai lấy con này comment cho mã đỏ 72 nha mọi người ơi. Mã đỏ 72 nhá. Đỏ 72 này. Lên một con da này, con này lên trên là mã tặng giúp em nha. Nó bị tuột chỉ phía sau nhá, chỉ có tuột chỉ thôi nhá. Rồi lấy con này comment cho mã tặng cho em nha mọi người ơi. Hồng phấn em hết hết rồi. Hồng phấn hả? Hồng phấn đây. Hồng phấn này con này eo 70 74 đây, hồng phấn này. Hồng phấn cho chị Nguyễn Thị Hương đi, hồng phấn chị Nguyễn Thị Hương một con nha. Rồi ok nha, đỏ 72 của chị ý La La Trương, đỏ 72 ý La La Trương đưa cho con Tâm Đinh nhá. Đang tìm từ nãy giờ. Đó Nguyễn Thị Hương đó. Rồi con này lên cho mã tặng này, tặng của chị Đình Mai này, tặng của chị Đình Mai không đồng nhá. Đây này. Tặng của chị Đình Mai nha, tặng của chị Đình Mai. Rồi lên các chị một con siêu mờ nhá. Tặng cái kèo của chị Đình Mai, đỏ của chị Ý La La Trương, đỏ Ý La La Trương bỏ vô. Rồi tặng là cái màu nu á. Rồi con này siêu mới nha mọi người ơi, con này siêu mới cho em nha, con này siêu mới này. Rồi con này eo 70 74 mặc vừa lên cho mã mới cho em nha. Eo 70 74 mặc vừa lên cho mã mới này. Eo 70 74 mặc vừa lên cho mã mới cho em nha. Mã mới kèm số cho em ạ. Đầu lại em bán cho vui thôi chứ thiệt tình á. Rồi mã mới ai lấy comment cho mã mới nha. Mã mới kèm số cho em nha mọi người ơi. Mã mới nha, mã mới nha. Rồi con này cũng siêu mới luôn, eo 70 75 mặc vừa lên cho mã vàng nhá. Eo 70 75 mặc vừa lên cho mã vàng nha mọi người ơi, mã vàng nhá. Mã vàng kèm số tí nữa like cả vest luôn nha. Vest xả dưới 99.000. Nói chung là vest trắng thì ví dụ xả. Mã mới của chị Nguyễn Thị Lan này, vest trắng thì vốn 50, còn vest kia thì tùy. Xả cho hết đi cho rộng nhà đi. Rồi mã mới em hết rồi. Rồi con này lên cho mã vàng nha, mã vàng Nguyễn Thị Lan này bỏ vô luôn. Vàng Nguyễn Thị Lan hồng nu nha mọi người ơi. Eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng nu. Eo 70 đổ lại mặc vừa cho em. Hôm nay là em xả hàng nha mọi người ơi. Áo dài hay là vest cũng vậy. Nên các chị hôm nay tranh thủ cho em nhá. Rồi mã hồng nu, ai lấy comment cho mã hồng nu nha. Áo dài đỏ phía sau là sẽ S ạ. Rồi mã hồng nu, mã mời em hết, em còn mã hồng nu nha. Hồng nu này. Rồi hồng nu nha. Ai lấy comment cho mã hồng nu. Hồng nu nha mấy chị ơi. Rồi đỏ này. Eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ cho em nha. Eo 72 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã đỏ nha mọi người ơi. Eo 72 đổ lại hồng nu heo cá này. Eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ. Eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ cho em nha. Eo 68 70 mặc vừa lên cho mã hồng phấn. Eo 68 70 mặc vừa cho em nha. Rồi lên cho mã hồng phấn cho em ạ. Eo 68 70 mặc vừa lên cho mã hồng phấn nhá. Hồng phấn nha mọi người ơi, cố gắng chút đủ đơn nè. Hồng nu em hết rồi chị ơi. Rồi mã hồng phấn nha mọi người ơi, hồng phấn này eo 6870 mặc vừa. Lấy comment cho mã hồng phấn, chị nào chưa đủ đơn cố gắng chốt đủ đơn và tí nữa còn vest còn áo dài nha. Mọi người cứ tha hồ mà chốt này. Rồi vậy. Rồi. Rồi ok, La La Chu em thấy số rồi. Hồng nu em hết, em còn hồng phấn nhá. Mã váy. Trời ơi đồng giá luôn. Này mặc với á, chân và mặc với á, áo cách tân. Mã đỏ Nguyễn Lan, mọi người chốt hàng đủ đơn luôn nha. Nguyễn Lan chứ phải Nguyễn Thị Lan nha. Nguyễn Lan bây giờ mới có đơn. Rồi mã váy cho em nha, 50kg đổ lại mặc vừa lên cho mã váy này. 50kg đổ lại mặc vừa nha. Rồi lấy comment cho mã váy cho em nha. Mã váy nha mọi người ơi.
mã váy nha. Ai lấy comment nhanh tay cho mã váy nha. Mã váy nha. Có quần đen dạ em không có quần đen đâu chị ạ. Bây giờ là chủ yếu là quần màu đồng này. Nè hồng nu này còn này. Hồng nu này size to này, hồng nu size to nhá. Eo 7880 mặc vừa lên cho mã to, váy ý la la chuông, váy ý la la chuông nhá. Rồi eo 7880 mặc vừa lên cho mã to, màu hồng nu nhưng mà size to nhá. Eo 7880 mặc vừa lên cho mã to, em dồn vào góc ạ. Rồi mã to nha mọi người ơi. Eo 7880 mặc vừa lên cho mã to nhá. Mã to nha mọi người. Rồi lên các chị một con màu xanh này các chị này. Rồi con này dành chị nào eo 6870 mặc vừa lên cho mã xanh nhá. Mã to này, to cũ có đơn chưa? Chưa. To hình như em chị nhớ không có rồi ta. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã xanh. Eo 6870 mặc vừa nhá. To ngọc đăng kìa, to ngọc đăng đi. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã xanh. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã xanh. Mọi người cố gắng cho hàng đủ đơn nha. Rồi con này ạ. Mã xanh nha mọi người ơi, mã xanh nha. Mã xanh của ý là xanh của Đình Mai trước kìa. Xanh Đình Mai nha. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã đỏ. Eo 6870 mặc vừa nha. Rồi lấy comment cho mã đỏ cho em nha. Nên xả hết đi. Xả 39495. Rồi mã đỏ nha mọi người ơi. Hồng nu to em hết nha. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã đỏ nha. Mã đỏ kèm số cho em nào. Rồi lên một con trắng siêu đẹp. Con này size M cho em ạ. 52kg đổ lại mặc vừa cho em nha. Soạn cái vest ra. Để ở đâu cho gọn gọn đây này. Đây này. Để mà bán. Đây này. Em bỏ đây này. Rồi con này lên cho em ạ, mã đỏ này, mã đỏ to em hết rồi chị ơi, xanh em hết rồi nha. Xanh em hết. Rồi con này lên cho mã trắng cho em nha các chị ơi. Trắng này em còn mã đỏ. Mọi người cố gắng chốt đủ đơn đi ạ. Bây giờ em không chốt quần cho kiểu là đơn mới nữa nhá. Rồi con này lên cho mã trắng cho em nha. Mã trắng nha mọi người ơi. Xanh em hết rồi. Xanh em hết rồi nha. Rồi lên một con đỏ siêu dài này. Con này các chị không ấy thì có thể là về may lại hoặc là cắt bớt đi nha. Mã trắng của chị Nguyễn Thị Lan nha. Quà vàng mã đỏ của chị Ngọc Sương. Rồi con này eo 74 đổ lại mặc vừa lên cho mã số 01 nhá. Eo 74 đổ lại mặc vừa này nhá. Cái đó của cậu Ngọc Sương. Eo 74 đổ lại mặc vừa lên cho mã số 01 này. Eo 74 đổ lại mặc vừa nhá. Rồi lên cho mã số 01 ạ. La khoảng 10 phút nữa nhá. Cho hết cái quần này rồi em qua áo nha mọi người ơi. Mã đỏ em hết nhá. Mã số 01 đây này, bỏ chỗ cái góc bên này này. Một đứa ở trong, một đứa ở ngoài bắt cô. Rồi mã số 01 nhá. Con là mã số 01 này. Hồng phấn eo 6870 mặc vừa lên cho mã hồng phấn nhá. Eo 01 của chị Triệu Minh. Đỏ 01 Triệu Minh, ghi vô Triệu Minh thích cũ ạ. Rồi con này eo 6870 mặc vừa nhá. Rồi lên cho mã số 02. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã số 02 nhá. Eo 6870 mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã số 02 nha mọi người ơi. 02 nhá. 02 đỏ 01 Triệu Minh rồi ạ. Rồi con này màu con màu đồng nha. Eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã số 03 nhá. Đủ đơn là bao nhiêu cả, 4 cái trở lên là đi đơn nha mọi người ơi. Rồi con này eo 6870 mặc vừa lên cho mã số 03. Eo 6870 mặc vừa nha. Rồi ai lấy con này comment cho mã số 03 giúp em ạ. Mã số 03 nha mọi người ơi. Mã số 03. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã số 03 nha. Mã số 03 nha mọi người ơi. Nhanh tay này các chị ơi, chị nào chưa đủ đơn cố gắng chốt đủ đơn cho em nha. 01 em hết rồi. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã số 04. Eo 6870 mặc vừa nha. Rồi lấy con này comment cho mã số 04 cho em ạ. Eo 6870 mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã số 04 giúp em nha. Mã số 04 này. Hồng phấn dồn đơn chị Trần Thủy kìa. Hồng phấn là 03 dồn đơn chị Trần Thủy nhá. Mọi người cố gắng cho hàng đủ đơn luôn nha mọi người ơi. Rồi con này dành chị nào eo 72 mặc vừa cho em nha. Lên cho mã 72. Eo 72 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Vàng trắng eo 676 em chịu ạ. Rồi con mệt quá. 03 là cái con vàng đồng này cho chị Ngọc Sương. 03 của chị Ngọc Sương nha. Rồi con này eo 72 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Lên cho mã hồng phấn. Eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã hồng phấn cho em nha. Eo 04 của chị Nguyễn Thị Lan. 04 của chị Nguyễn Thị Lan nha. Rồi mã hồng phấn eo 6870 mặc vừa lên cho mã hồng phấn. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã hồng phấn cho em nha. Mã hồng phấn nha mọi người ơi. Mã hồng phấn nha. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã hồng phấn này. Rồi con này eo 6870 mặc vừa lên cho mã vàng. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã vàng giúp em nha. Eo 6870 mặc vừa lên cho mã vàng nha. Mã vàng nha mọi người ơi. Sắp hết rồi còn mấy cái nữa thôi. Rồi con này dành chị nào eo 74 nha. Lên cho mã nu. Eo 74 mặc vừa lên cho mã nu nha. Mã nu nha mọi người ơi. Mã nu. Hồng phấn nha. 72 chị Nguyễn Lan. Hồng phấn 72 Nguyễn Lan. Rồi ai lấy con này comment nhanh tay cho em ạ. Mã vàng ý la la chuông nha. Rồi mã nu, ai lấy con này comment cho mã nu cho em Nguyễn Lan, phải Nguyễn Thị Lan đâu.
Mã Nu, Mã Nu, Mã Nu. À lấy con này comment cho Mã Nu giúp em nha. Eo 74 mặc vừa lên cho Mã Nu. Vàng của chị Yến La La Chu. Rồi con này lên cho Mã Nu cho em nha. Mã Nu này, Mã Nu nha. Rồi lên một con siêu mới. Con này eo 74 mặc vừa lên cho Mã mới. Con này eo 74 mặc vừa Nu của chị Nguyễn Thị Lan. Nu Nguyễn Thị Lan nha. Rồi con này lên cho Mã mới cho em ạ. Eo 74 mặc vừa lên cho Mã mới nha. Mã mới nha. Rồi con này dành chị nào eo 72, 74 mặc vừa lên cho Mã hồng phấn. À, hồng sen. Hồng sen nha mọi người ơi, có Vietnam luôn nha. Bây giờ em lên Vietnam cho mọi người luôn nha. Rồi mã hồng sen, con này eo 68 74 mặc vừa luôn cho em nha. Rồi mã nu em hết, em còn mã hồng phấn này. Con này eo 64 mặc vừa lên cho em, con eo 74 mặc vừa lên cho mã hồng sen. Eo 74 mặc vừa lên cho mã hồng sen nha mọi người ơi, mã hồng sen nha. Hồng sen nha, còn khoảng chục con nữa thôi, các chị tranh thủ cho em nào. Rồi mã hồng sen kèm số cho em nào. Rồi con này eo 72 đổ lại mặc vừa cho em lên cho mã mới, con này siêu mới luôn. Eo 72 đổ lại mặc vừa lên cho mã mới cho em này, không đẩy vào đây này. Mã mới nhá, mã mới kèm số cho em ạ. Eo 72 đổ lại mặc vừa nhá. À, rồi mã mới nha mọi người ơi, mã mới nha. Rồi chị nào chưa đủ đơn thì cố gắng chốt đủ đơn nha mọi người ơi, cố gắng chốt đủ đơn giúp em nhá. Rồi con này dành chị nào eo 72 đổ lại này, size nhỏ nhiều nhá. Rồi mã mới của chị Nguyễn Thu Hường, mã mới của chị Nguyễn Thu Hường nhá. Rồi con này eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã 70. Eo 70 đổ lại mặc vừa cho em ạ. Lấy comment cho mã 70 cho em nha. Eo 70 đổ lại mặc vừa. Rồi lấy comment cho mã 70 nha mọi người ơi. Cố gắng chốt hàng đủ đơn nha. Trời ơi, mã mới em hết rồi. Nguyễn Thu Hường có đơn rồi ý. Rồi cái này lên cho đây nha. Ngay trước mặt em luôn. Ngay trước mặt em luôn nữa. Rồi mã 70. Ai lấy comment nhanh tay cho mã 70 nha. Eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã 70 này. Rồi lên cho chị một con màu da nha mọi người. Cái này eo 76 mặc vừa lên cho mã da. Eo 76 mặc vừa lên cho mã da giúp em nha. Màu da rất là dễ phối đồ luôn. Rồi mã da, ai lấy con đó comment cho mã da cho em nha. Rồi lên một con màu trắng mỡ gà này các chị này, trắng gà. Rồi mã mới em hết nha, em còn mã da nha. Rồi con này eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã trắng gà, da của chị Triệu Minh. Da của chị Triệu Minh nha. Rồi trắng gà. Ai lấy con này eo 70 đổ lại mặc vừa nha. Eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã trắng gà nha. Eo 70 đổ lại mặc vừa lên cho mã trắng gà giúp em nhá. Nói chung là bây giờ có thể là em lên chưa đủ đơn ấy. Nếu chị nào ví dụ mà 2-3 cái em vẫn gọi, nếu như lấy thêm thì em sẽ cố gắng em lấy thêm nhá. Eo 76 mặc vừa lên cho mã 76 cho em ạ. Eo 76 mặc vừa giúp em nhá. Eo 76 đổ lại mặc vừa lên cho mã 76 này. Eo 76 đổ lại mặc vừa cho em view xong lên đây. Rồi mã 76 nha mọi người ơi. Eo 76 đổ lại mặc vừa lên cho mã 76 cho em nhá. Mã 76 nhá. Mã 76 nha mọi người. Quần bắt gọn đây. Da em hết rồi, em còn mã trắng ngà thôi. Rồi đỏ đẹp này các chị này. Đỏ đẹp siêu đẹp nhá. 76 này. Bây giờ 76 của Phương Nam Nguyên này. Phương Nam Nguyên có đơn này. Trắng ngà của chị Trần Thúy này. Đỏ đẹp cho em nha. Eo 74 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ đẹp. Eo 74 đổ lại mặc vừa nha. Rồi lấy comment cho mã đỏ đẹp giúp em nha mọi người ơi. Mã đỏ đẹp nha. 76 em hết rồi. Rồi mã đỏ đẹp. Eo 76 đổ lại mặc vừa lên cho mã đỏ đẹp cho em nha. Đỏ đẹp này. Hồng nổi nha mọi người ơi. Từ từ thôi. Được rồi, bằng đó đi. Lấy hết rồi chị lấy vào cho. Rồi hồng nổi nha mọi người ơi. Con này eo 74 76 mặc vừa lên cho mã hồng nổi. Eo 74 76 mặc vừa cho em nha. Thấy cái lược chưa? Eo 74 76 mặc vừa lên cho mã hồng nổi nha. Hồng nổi kèm số cho em ạ. Hồng nổi nhá. Rồi mã đỏ đẹp nè, mã đỏ đẹp nè. Cái gì vậy? Làm sao? Đưa một triệu mấy đó trả về á, mà thằng xếp đơn. Nói chung là còn tính lại là còn dư 992.000 mà xếp đơn nó kêu bây giờ không có kiểu ra hàng một phần như bên Việt Theo á. Nó bỏ tiền vào trong thôi. Thôi ghê vậy. Nó cho mấy trăm nghìn vào trong đấy luôn mà nó không sợ mất hề. Đỏ đẹp, đỏ đẹp, đỏ đẹp của chị Mông Nguyên nha. Đỏ đẹp của chị Mông Nguyên. Bây giờ chị Mông Nguyên có đơn này. Eo 76 mặc vừa hồng nổ dồn cho chị Trần Thúy này. Hồng nổ dồn cho chị Trần Thúy nha. Hồng nổ dồn chị Trần Thúy này. Mà lên xong mà view mãi không lên ta. Chị ơi 76 à. Mã đỏ đẹp em hết rồi nè. Có này eo 74 76 mặc vừa cho em bọc to đây nè. Eo 74 76 mặc vừa nha.
lên cho là mã 76 cho em nha. Rồi Trần Thúy. Rồi mã 76 nha mọi người ơi. Em 74 76 mặc vừa lên cho mã 76 nha. Mã 76 này. Rồi em qua xả áo dài, xả vest nha mọi người ơi. Chấm bài tương tác lại cho em để em lên áo dài, lên vest cho mọi người nha. Vest là bây giờ mặc canh hả? Mặc canh cũng được mà em khoác lên người xong bắt đầu dơ cái quần lên được thì khỏe, khỏi cần mặc canh. Đúng chừng sẽ cần chú. Rồi, chấm bài lên cho em nào mấy chị ơi, áp 76 con đó. Nguyễn Thị Hương. Đây hả? Rồi, bây giờ tiếp tục xả áo dài. Các cháu ơi, dành cho chị nào có tầm từ 40 tới 50 kg mặc vừa cho em nào. 40 50 kg mặc vừa. Lên trên mã đen tím này, đen tím hôm nay xả cho hết các cháu ơi. 39k con này thôi. 39k lên trên mã đen tím 39k kèm mã kèm số trên này. Dành cho chị nào có tầm từ 40 tới 50 kg mặc vừa. 40 tới 50 kg mặc vừa. Lên trên mã đen tím trên này. Cho trên mã đen tím 39k cho em thôi. 39k lên trên mã đen tím này. Đen tím 39k kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã đen tím 39k. Lên tím 39k kèm mã kèm số cho em nha mọi người ơi. Lên trên mã đen tím này. 39k chốt cho em mã đen tím ạ. Lên tím 39k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em mã đen tím 39k nhá. Rồi, em lên cho chị đây, một con màu hồng nha mọi người. Lên cho chị một con màu hồng nhá, xả 39k luôn, chốt cho em mã đen hồng. Dành cho chị nào có tầm từ 40 tới 50 kg mắc vừa. Cho 40 tới 50 kg mắc vừa lên trên mã đen hồng 39k. 39k lên trên mã ren hồng 39.000, ren hồng 39k kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã ren hồng nhá. Ren hồng 39k, ren hồng 39k kèm số điện thoại luôn trên mã. Rồi, xả vest luôn mấy chế ơi. Đủ 4 quần chưa xong. Em cũng không biết nữa, có gì để em. Em cũng không biết tới chế ơi, tại vì bây giờ em không có đếm được nhá. Rồi, bây giờ bắt đầu xả vest nè các chế ơi. Rồi chấm mai lên cho em nào. Nếu mà chị nào có 2-3 quần ngày mai nhân viên cũng sẽ gọi nhá. Các chị lấy thêm quần eo bao nhiêu màu gì thì cứ báo nhá. Rồi lên vest nào mấy chị ơi, dành cho anh nào có tầm 50 tới 55 kg mắc vừa cho em nào. Con này 50 tới 55 kg mắc vừa nhá. Đây quần đây các chị ơi. Đen tím chị Lan Hương có đơn chưa? Chốt đúng đơn luôn trên này. 50 tới 55 kg mắc vừa. Chị yêu nào lấy bộ vest này lên cho em ạ. A582. Đâu rồi cái ấy để giá đâu rồi? 39. A582 kèm mã kèm số trên mạng 50. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mắc vừa cho em nào. 50 tới 55 kg mắc vừa. 50 tới 55 kg mắc vừa. A582 xả bộ này cho các chị với giá 70k thôi mấy chị ơi. Mới gần như 100% cho em này. 70k cho em này, 70k này. Lên trên mạng A582. A582 70k kèm mã kèm số trên mạng gần như mới 100% cho em này. 70k A582 dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mắc vừa. Ren tím em hết rồi, còn ren hồng thôi. 582 đây cho chị Giang Nguyệt. 582 cho chị Giang Nguyệt này, bọc đây. 582 cho chị Giang Nguyệt 70k này. 582 chị Giang Nguyệt 70.000 này. Rồi chấm mài lên cho em nào. Rồi xả bộ vest này. Rồi xả vest này các chị ơi. 582 cho chị Giang Nguyệt rồi nhá. 582 chị Giang Nguyệt rồi này hả? Rồi dạ dạ 70k. Rồi lên cho chị đây một con vest này. Cho đủ đơn luôn cho em nào. Cái gì? Rồi lên cho chị đây. Lên cho chị một con bộ trắng siêu đẹp luôn nha. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa cho em nào. 50 tới 55 kg mặc vừa nha mấy chị ơi. 50 tới 55 kg mặc vừa. Bộ này xả các chị 50k thôi. Chốt cho em bộ trắng đấy. Bộ trắng 50 kèm mã kèm số cho em ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa cho em. 50 tới 55 kg mặc vừa. Lên trên bộ trắng các chị ơi. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ trắng đây. Rồi 50k lên trên bộ trắng. Bộ trắng 50 lên trên bộ trắng 50k kèm mã kèm số cho em. Dành cho chị yêu nào có tầm lộn, dành cho anh nào có tầm 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ trắng 50. Bộ trắng 50 kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên bộ trắng nhá. Bộ trắng 50 kèm mã kèm số cho em ạ. 582 em hết 582. Bộ trắng của chị Như Ý Nguyễn Thụy nha. Hôm nay riêng Việt Nam là em đang xả lỗ một nửa nhá. Nên chị nào chốt là chốt chắc chắn giúp em nha mọi người ơi. Rồi 582 em hết rồi nhá. Rồi size nhỏ cho em nào, size nhỏ mặc vừa. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa cho em nào. 50 tới 55 kg mặc vừa. Dành cho anh nào tầm 50 55 kg mang vừa cho em nào. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ vàng rất là đẹp luôn cho em. 80k nhá. 80k lên trên bộ vàng. Bộ vàng 80 kèm mã kèm số cho em ạ. Hầu như là cần mới 100% các chị yêu nha. Riêng đã đi thuê không thôi, đã đi thuê không các chị mà nào anh nào hoặc là chú nào mà hay đi thuê không thôi đã là mấy trăm nghìn rồi các chị ơi, mà bên em bán cho các chị với giá 80 mấy nghìn thôi. Dưới 100k các chị thì nghĩ coi lời lại gì trong đó nữa này mà chẳng ép hết. Chị nào lấy con này chốt trên bộ vàng nhá. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ vàng. Bộ vàng 80, bộ vàng 80 kèm mã kèm số trên mà rất là đẹp luôn mà chị ơi. Lên trên bộ vàng 80 kèm mã kèm số trên ạ. Lên trên bộ vàng 80 kèm mã kèm số. Cái màu này cực kỳ sang nha, chị nào nhanh tay thì được nhá. Màu này rất là sang luôn nha mọi người ơi.
Rồi con này cũng size nhỏ luôn cho em nào. Dành cho anh nào tầm 50-57kg mắc vừa cho em nào. Dành dồn cho Giang Nguyệt ạ. Rồi 50-57kg mắc vừa. Dành cho anh nào tầm 50-57kg mắc vừa. Con này vừa sang trọng nha mọi người nhá. Vừa sang trọng vừa nhìn nói chung là nhìn nó nhẹ nhàng nha mọi người nhá. Chị nào lấy con này chốt cho em bộ xanh đen. Bộ xanh đen 80k kèm mã kèm số cho em ạ. Nhìn rất là sang và đổi da. Nhất là mấy cái hàng em là em cực kỳ thích mấy cái màu là nói chung là màu coban, màu đỏ đô này. Mang cực kỳ nổi và sáng sang cái cho lên cho em mã xanh đen 80k. Rồi chị ơi. 80k chốt cho em mã xanh đen dành cho anh nào tầm 50-57kg mắc vừa cho em nào. 50-57kg mắc vừa lên trên mặt xanh đen. 50-57kg mắc vừa chốt trên mặt xanh đen. Hầu như là cần mới như hầu như là gần như là mới 100% luôn mà trời ơi lên trên mặt bộ xanh đen. Bộ xanh đen kèm mã kèm số trên mặt 70k lên trên mặt à lộn 80k chốt trên bộ xanh đen. Bộ xanh đen 80 kèm mã kèm số trên mặt nhanh tay được cái trời ơi. Lên trên bộ xanh đen 80, bộ xanh đen 80 kèm mã kèm số trên mặt. Lên trên mặt bộ xanh đen 80 kèm điện thoại luôn trên nào. Bên em đang điện chị ơi, bên em đang điện nha. Rồi, em lên cho chị một con áo dài xanh này các chị này, một con áo dài xanh phối ngọc đẹp phần phía cổ trên là phối ngọc các trời ơi, chấm mai lên trên mặt. Rồi con này dành cho chị nào có tầm này, dành cho chị nào có tầm từ 45 này, 45 tới 50 kg mang vừa trên này. 45 tới 50 kg mắc vừa, 45 tới 50 kg mắc vừa lên trên mặt xanh ngọc. 45 tới 50 kg mắc vừa chốt trên mặt xanh ngọc, xả con này các chị với giá 49k lên trên xanh ngọc này. Xanh ngọc xanh đen cho chị toàn vượng, xanh đen chị toàn vượng. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40, dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mắc vừa lên trên mặt xanh ngọc 49k chốt trên mặt xanh ngọc 49k kèm mã kèm số thêm. Rồi em một bộ trắng nha, bộ này các chị có thể là mua cho con hoặc là mua cho cháu tại cũng được, tại vì cái form này là form body cho em nhá. Rồi dành cho anh nào tầm 50 đến 55 kg mặc vừa cho em ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa cho em nhá. Có nguyên bộ như thế này bán các chị 50.000. Lấy comment cho là mã bộ trắng rồi xanh ngọc. Xanh ngọc Đình Mai. Rồi mã xanh ngọc chị Đình Mai dồn đơn với quần nhá. Xanh ngọc Đình Mai dồn đơn quần, xanh ngọc Đình Mai dồn đơn quần. Rồi lấy con này comment cho mã bộ trắng cho em ạ. Dành cho anh nào 50 đến 55 kg mặc vừa cho em nhá. Lấy comment cho mã bộ trắng 50k, bộ trắng 50 nha. Em nói bao giá toàn đất nước cho mọi người luôn. Rồi bộ trắng 50 cho em ạ, mới gần như 100% nhá. Bộ trắng chị nào size nhỏ 50 55 kg mặc vừa cho em ạ. Rồi con này dành cho chị yêu em like bằng hai máy, chị nào nhanh tay thì được nha mọi người ơi. Chị nào nhanh tay thì được nhá. Dành cho chị yêu nào tầm 40, dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mặc vừa nào. Size ngọc em hết ạ. 40 tới 50 kg mặc vừa, 40 tới 50 kg mặc vừa lên trên mặt cách tân kèm số trên này. Xả luôn các bạn các chị với giá 49k lên trên mặt cách tân rất là đẹp luôn cho em, cách tân theo hoa. Dành cho chị nào tầm 40 tới 50 kg mặc vừa. Trắng dồn Giang Nguyệt. 40 50 kg mặc vừa lên trên mặt cách tân 49k kèm mã kèm số ạ. Rồi em một bộ xám lông chuột nhá. Màu này thì 49. Nó cực kỳ sang rồi, không còn màu gì sang hơn. Em cũng lấy cho bố em mấy bộ màu này nhá. Rồi dành cho anh nào tầm 60 kg đổ lại mặc vừa cho em ạ. 55 đến 60 kg mặc vừa cho em nhá. 55 60 kg mặc vừa lên cho mã lông chuột cho em nhé các chị ơi, mã lông chuột 80k. 55 60 kg mặc vừa cách tân này, chốt hàng kèm số cho em nhá. Chị Trinh Tú ơi, cái ở phía trên kia là live riêng, còn dưới này là live riêng không có dồn đơn nhá. Nên chị ok thì chị chốt và lên số cho em ạ. Rồi con này lên cho mã lông chuột cho em, trắng 50 em hết nhá. 55 60 kg mặc vừa cho em ạ, cách tân của chị Trinh Tú ạ. Cái này em sẽ đi đơn riêng nha mọi người. Lấy comment nhanh tay cho em là mã lông chuột cho em ạ, 80k. Bộ này bữa trước em bán 160k nhá. Rồi sale luôn 50% lên cho mã lông chuột 80k nhá. Lông chuột 80. Rồi lên cho chị một con trắng trơn đẹp. Con này dành cho chị nào 45 50 kg mặc vừa chốt trên mặt trắng trơn. 45 tới 50 kg mặc vừa lên trên mặt trắng trơn, xả luôn con này các chị với giá 39k thôi. 39k lên trên mặt trắng trơn. Trắng trơn 39k kèm mã kèm số trên mặt chốt trên mặt trắng trơn. Để em coi con tích tân nó không nhá. Rồi lên một bộ này ạ. Trời ơi cái bộ lông chuột nó cực kỳ sang luôn, chị nào nhanh tay thì được nhá. Rồi lên một con màu xanh nhạt cho em ạ. 50 đến 55 kg mặc vừa cho em nhá. 50 đến 55 kg mặc vừa lên cho mã xanh nhạt cho em ạ. Nguyên một bộ như thế này em bán các chị với giá 70k. Lấy comment cho mã xanh nhạt 70 cho em nhá. Xanh nhạt 70 này. Trắng trơn của chị Trinh Tũng dồn đơn nha. Trắng trơn Trinh Tũng dồn đơn. Lấy con này comment nhanh tay cho mã xanh nhạt cho em nhá. 50 đến 53 kg mặc vừa lên cho mã xanh nhạt cho em ạ. Con này em bán bữa trước là 139 này, còn nguyên giá luôn nha. Sale 50% nó có chỉ còn 70k. Ai lấy comment cho mã xanh nhạt nhá. Xanh nhạt 70. Lấy comment cho mã xanh nhạt cho em ạ. 70k mã xanh nhạt nha mọi người ơi. Xanh nhạt 70. Tí nữa đông đông tí rồi hãng like hết.
Rồi lên cho chị đây một con đẹp kia nào. Lên cho chị một con đẹp nha mọi người. Lên cho chị một con kim sa. Dành cho chị nào tầm 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt kim sa con này cho em nào. 40 tới 48 ký mắc vừa. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt kim sa. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt kim sa. Kim sa này xả cho chị với giá 59k lên trên mặt kim sa này. Kim sa 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mặt kim sa. Kim sa 59k kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mặt kim sa 59k kèm số điện thoại luôn cho em. Rồi em lên cho chị một con kích tân trắng này, à lộn, mà xanh nhạt này. À đúng rồi, Việt Nam, xanh nhạt Nguyễn Thị Lan Lào Cai ký luôn mộc đen. Yeah. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40 tới 45 ký mắc vừa. 40 của Thanh Ngân chốt hè lên số giúp em chị Thanh Ngân ơi, chốt mã lông chuột thì phải lên số nha. Rồi con này dành cho chị nào có tầm 40 tới 48 ký mắc vừa trên ạ, à, 40 48 ký mắc vừa lên trên mặt A291 trên ạ. À. A291 nhá. A29139K, A291 kèm mã kèm số cho em ạ. A29139K trên này. A29139K kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi 40 tới 48 ký mắc vừa. A291 có bằng đồng mã cho em ạ. A291 các chị ơi. A291 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A291 nhá. A29139K kèm mã kèm số cho em ạ. A291 mọi người ơi. Lên cho em ạ, A291 nhá. A29139K kèm số cho em ạ. Rồi lên cho chị đây, một con áo dâu siêu đẹp như này cho em ạ. 291 cho chị Giang Nguyệt. 291 cho chị Giang Nguyệt. Kim sa 59K Dương Lê chốt đủ đơn cho em ạ. Dương Lê chốt đủ đơn luôn cho em chị Dương Lê nhá. Kim sa 59K chị Dương Lê kìa. Rồi lên cho chị đây một con đẹp luôn cho em ạ. Lông chuột em tạm thời em hết rồi nhá. Dành cho chị nào tầm 40 tới 48 ký mắc vừa cho em con này các chị ơi, một con đỏ đẹp trên này. 40 48 ký mắc vừa con này lên cho em đỏ đẹp cho em. 40 tới 48 ký mắc vừa lên cho em đỏ đẹp. Đỏ đẹp này xả cho chị với giá 170k cho em đỏ đẹp 291 em hết rồi nhá. Lên cho em đỏ đẹp. Hả? Dương Lê lên lại số Dương số này. Lương Dương Lê lên lại số cho em nào, còn không thì em Dương Lê lên lại số cho em nào, chị Dương Lê ơi lên lại số cho em nhá. Dương Lê lên lại số này. Rồi đỏ đẹp Ý Lan Trương này, đỏ đẹp Ý Lan Trương 170 này. Đỏ đẹp Ý An Trương này, 170 này. Rồi chấm hai lên cho em nào mà chế ơi. Rồi. Lên cho chị một con kích tân hoa này, lên cho chị một con kích tân hoa đẹp nè mọi người ơi. Lên cho chị một con kích tân hoa này. Cái này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 48 ký mắc vừa trên nào. Dành cho chị nào tầm 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt cách tân hoa. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt cách tân hoa kèm luôn số trên nào. 40 tới 48 ký mắc vừa. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt cách tân hoa. Cách tân hoa này em xả cho chị với giá 39k chốt trên mặt cách tân hoa này. Đem bên em năng điện chế ơi, bên em năng điện nhá. Rồi lên trên mặt cách tân hoa. Cách tân hoa kèm mã kèm số trên mặt chốt trên mặt cách tân hoa này. Cách tân hoa 39k kèm mã kèm số trên mặt. Dương Lê lên lại số điện thoại giúp em. Dương Lê trên lại số nào chế ơi. Bất số 6 cuối. Bỏ số 6 cuối. Để 2 số 6 thôi. Rồi lên cho chị một con rồi ok nè. Đó. Đó. 0357 69 696 446 Rồi mà cách tân hoa, mà cách tân hoa chị Trinh Tủ này, cách tân hoa chị Trinh Tủ nhá. Rồi em lên cho chị một con kích tân xanh, 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt kích tân xanh, 40 tới 48 ký mắc vừa. 40 tới 48 ký mắc vừa lên trên mặt kích tân xanh kèm mã kèm số trên mặt chốt trên mặt kích tân xanh. Kích tân xanh xả các chị 39.000 luôn chốt trên mặt kích tân xanh. Kích tân xanh 39k kèm mã kèm số trên mặt 40 tới 48 ký mắc vừa. Kích tân hoa em hết rồi nhá, lên trên mặt kích tân xanh. Kích tân xanh 39k kèm mã kèm số trên nào. Lên trên mặt cách tân xanh, cách tân hoa. Rồi lên cho chị một con đỏ ngọc, cách chơi lên cho chị một con đỏ ngọc, cách tân hoa hả? Cách tân hoa còn đúng không? Cách tân hoa đây phải không? Hoa nào? Hoa đỏ hả? Cách tân hoa đỏ em hết rồi, cách tân hoa đỏ em hết rồi. Rồi, em còn cách tân xanh. Rồi lên cho chị đây một con này, một con xanh ngọc trên này, rất là đẹp luôn trên này. Lên trên mặt xanh ngọc, cách chơi rất là đẹp luôn trên này. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 48 ký mang vừa cho em nào. Dành cho chị yêu nào tầm 40 tới 48 ký mắc vừa. Lên trên mặt xanh ngọc kèm mã lên kèm số điện thoại luôn trên mặt xanh ngọc đây phần phía cổ đây các chó. Rồi 49k lên trên mặt xanh ngọc. Xanh ngọc 49k kèm mã kèm số trên mặt. Cách tân xanh chị Trang Lê. Cách tân xanh chị Trang Lê. Rồi con này 40 tới 48 ký mắc vừa. Đông rồi lên trên này. Rồi chị nào lấy con này chốt trên mã xanh ngọc này, xanh ngọc 49k kèm mã kèm số trên này, lên trên mã xanh ngọc nhá. Xanh ngọc 49k kèm mã kèm số trên này. Lên trên mã xanh ngọc và kèm luôn số trên mã chốt trên mã xanh ngọc nhá. Rồi lên trên mã xanh ngọc nhá, xanh ngọc và kèm luôn số trên mã cách tân hoa hết này. Rồi mã cách tân xanh hả? Cách tân xanh cho chị Mông Nguyên. À chỗ Trang Lê rồi, lộn của Trang Lê rồi. Cách tân xanh của chị Trang Lê rồi, Mông Nguyên sau nhá. Rồi đã đẹp hết rồi.
Rồi lên cho chị đây một con nu nha mọi người, lên cho chị một con nu. Con này dành cho chị là 40-45kg mặc vừa xanh này. Xanh ngập Thanh Ngân lại không lên số phải không? Thanh Ngân không lên số phải không? Thanh Ngân không lên số, trẻ ơi chốt hàng mà không lên số thì biết gọi cho ai? Cái này của Mong Nguyên. Ừ, không 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 của chị. Không 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 không. Rồi Thanh Ngân ơi chốt hàng thì lên số cho em này, chốt bộ xám lông chuột lên số cho em nào trẻ ơi. Rồi. Xanh ngọc 49k lan nho này. Rồi em còn xanh ngọc nhá, chốt đủ đơn luôn cho em các trẻ ơi. Xem cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa lên trên mặt nu 49k cho em này. 49k lên trên mặt nu 40-48kg mắc vừa lên trên mặt nu 49k. 49k lên trên mặt nu, nu 49k kèm mã kèm số trên mặt, chốt trên mặt nu 49k này. Lên trên mặt nu, nu 49k kèm mã kèm số trên, chốt trên mặt nu. Nu 49k, nu 49k kèm mã kèm số trên nhá các trẻ ơi, lên trên mặt nu. Nu 49k kèm mã kèm số trên nào. Nô 49 này, nô 49 chị Trinh Tổng này, nô 49 chị Trinh Tổng nhá. Rồi lên cho chị một con 3D này các chị này, lên cho chị một con 3D nhỏ cho em nào. Con này là nút gài nhá các chị ơi, con này là nút gài cho em ạ. Nút bấm. Nô Trinh Tổng. Rồi con này dành cho chị nào cỡ tầm 40-48kg mắc vừa cho em ạ. Dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa. Rồi 40-48kg mắc vừa lên trên mạng 3D. Mạng 3D 59k, mạng 3D kèm luôn số cho em 40-48kg mắc vừa. Rồi 40-48kg mắc vừa 3D cho em ạ. 40-48kg mắc vừa lên trên mạng 3D kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên mạng 3D, chốt trên mạng 3D, 3D và kèm luôn số cho em ạ. Rồi mã 3D này, mã 3D này. 3D cho chị Cúc Đảng có đơn chưa? Cái máy cũ đang lại rồi. Không có cái máy nào hết. Máy cũ đang lại rồi chị. 3D bao nhiêu phải không? 3D 59. 3D 59. Nó hàng lại rồi đúng không? Rồi lên cho chị một con hồng này. Con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa trên nào. Rồi con này 40-48kg mắc vừa lên trên mặt ven hồng. 40-48kg mắc vừa lên trên mặt ven hồng trên này. 40-48kg mắc vừa. 40-48kg mắc vừa lên trên mặt ven hồng. Chốt 3D thì lên số đi mọi người ơi. Chốt 3D thì lên số trên nào. 3D Trần Thị Cảnh. Rồi con này chị nào tầm 40-48kg mắc vừa. 40-48kg mắc vừa. Thanh Ngân nếu mà chị thật tâm là chị chốt hàng. Chị chốt hàng thì chị lên số cho em với trẻ ơi. Chị chốt hai mã tới hai mã rồi mất công chị ngồi co la không, chị đi ra chỗ khác đi trẻ ơi. Chốt mã mà không kèm số thì bộ ai mà chốt hàng cho chị được. Chốt mã vét từ nãy giờ tới bây giờ không lên số cho em thì em đừng gọi cho chị kiểu gì, gọi cho chị kiểu gì. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa lên trên mặt ren hồng. 40-48kg mắc vừa lên trên mặt ren hồng kèm luôn số trên này. Lên trên mặt ren hồng 39k, chốt trên mặt ren hồng. Ren hồng 39k, ren hồng 39k này. Ren hồng 39k kèm mã kèm số trên này. Khúc đạn sau rồi nè. Ren hồng các chị phải có mật mã kèm số trên liền, còn không thì em nhường cho người khác. Tại vì em like bằng hai máy các chị phải nhanh tay và kèm luôn số trên là được đơn. Còn chị nào mà không lên số là không được nhá. Đơn sáng em hai kho khác nhau nên không dồn được đơn này nha chị nhá. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa lên trên mặt cách tân vàng. 40-48kg mắc vừa 49k lên trên mặt cách tân vàng. 40-48kg mắc vừa lên trên mặt cách tân vàng kèm mã kèm số trên nào. 40-48kg mắc vừa lên trên mặt cách tân vàng kèm mã kèm số trên nào. 40-48kg mắc vừa lên trên mặt cách tân vàng kèm mã kèm số trên nào. Lên trên mặt cách tân vàng kèm số trên nhá. Rồi 49k lên trên mặt cách tân vàng 49k kèm mã kèm số trên nào. Rồi lên cho chị bộ phép này. Đơn áo dài và đơn công chúa mà không có đi chung được chị nhá, tại vì hai kho khác nhau. Rồi lên cho chị đây, dành cho anh nào tầm 50 và cách tân chị Trần Thị Cảnh, dành cho anh nào tầm 50 tới 55kg mặc vừa chưa nào. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55kg mặc vừa. 50 tới 55kg mặc vừa mới gần như 100%, chị nào lấy con này chốt cho em A195. Rồi con này kiểu dạng sọc viền nhỏ các chị ơi, 70k chốt cho em A195. A195 70k ở đâu ra một nguyên bộ bếp như này chỉ có 70.000 thôi các chị ơi, mới gần như 100% cho các chị này. Mới gần như 100%. Chị nào lấy có bằng A195, A195 kèm mã kèm số cho em ạ. Đây cho em A195, A195 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi cách tân vàng em hết rồi. A195. A195 này, A195 70k cho em A195. A195 70. A195 70k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho các chị này. 195 này, 195 cho mặt trời của bé này 70k. Cho đủ đơn luôn cho em nha. Mặt trời của bé 70k này. Lên số chị ơi. Mặt trời của bé là cái cổ. Rồi lên cho chị đây. Dành cho anh nào tầm đây.
dành cho anh nào tầm 55-60kg mang vừa trên nào. 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa dành cho anh nào 55-60kg mặc vừa. Con này không mới không đẹp không lấy tiền mà chế ơi. Lên trên bộ tím 80k lên trên bộ tím này, bộ tím 80 kèm mã kèm số trên nào. Dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa trên nào. 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa lên trên bộ tím. Lên trên bộ tím. Đây xong mua đi like phải chị like đấy. Rồi. Cái này dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa chị em nào. 55-60kg mặc vừa dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa. Chị nào lấy con này chốt cho em bộ tím nha mọi người ơi. 80k lên trên bộ tím rất là đẹp luôn chị em này. Dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa lên trên bộ tím 80k. 80k lên trên bộ tím độ mới gần như 100% nha. Mày chị rất là đẹp luôn chị em này đây. Cái chiều nhá. Dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa lên trên bộ tím màu cực kỳ nổi và sáng xa cho em. Lên trên bộ tím nha mọi người. 80k lên trên mặt tím ạ. Tìm 80k kèm mã kèm số trên mặt chốt trên mặt tím nữa trời. Tìm 80 kèm mã kèm số trên mặt. Lên trên mặt tím nhá. Tìm 80 kèm số trên mặt. Rồi lên cho chị một con ren trắng đây. Chấm mai lên trên nào. Lên cho chị một con ren trắng các trời. Đa phần hàng vét là hàng vét là hàng thanh lý đó trời. Hàng của nước mình chuẩn size nước mình nên là các chị khỏi lo nhá. Chứ không như hàng mấy hàng si của nước ngoài. Hàng si nước ngoài là đa phần là hàng vét là toàn size khủng không à. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mặc vừa lên trên mã ren trắng xả 39k lên trên mã ren trắng 39k lên trên mã ren trắng đây 39k lên trên mã ren trắng đây ren trắng 39k kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã ren trắng 39.000 trên à lên trên mã ren trắng 39k lên trên mã ren trắng 39k ủa hết cả hàng rồi. Rồi chấm bò lên cho em mấy chị yêu ha, chấm bò lên giúp em ha, chị đã thấy em cho em xin một chấm nè. Rồi lên cho mấy chị một con ren đá cho em nè mấy chị ha, một con ren đá cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40-50kg bắt đầu là vừa cho em con này mấy chị ha, 40-50kg bắt đầu là vừa cho em con này nè. Rồi xả con này cho mấy chị với giá 79k ha. 79k lên cho em mã ren đá ha. Ren đá 79k cho em nha mấy chị ha. Ren đá 79k cho em mà lên cho em mã ren đá ha. Ren đá 79k cho em trước ngực toàn bộ đỉnh đá cho em ha. Rồi con này 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã ren đá ha. Ren đá 79k. Lên cho em mã ren đá 79k cho em nha mấy chị ha. Comment mã cộng số điện thoại giúp em nha mấy chị. Mã kèm số điện thoại giúp em nè. Rồi lên cho mấy chị một con luôn một con hồng ngọc nè. Một con hồng ngọc cho em nha mấy chị ha. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40-50kg quay đầu là vừa cho em ha. 40-50kg quay đầu là vừa cho em nè mấy chị. Rồi lên cho em mã hồng ngọc ha, hồng ngọc. Rồi xả cho mấy chị con này với giá 59k ha. 59k lên cho em mã hồng ngọc. Hồng ngọc 59k mấy chị, hồng ngọc 59k nè. 50kg quay đầu là vừa cho em ha, 50kg quay đầu là vừa. Phần cổ của nó đến ngọc cho em mấy chị, lên cho em mã hồng ngọc nè. Hồng ngọc 59k cho em ha, hồng ngọc 59k. Rồi đây bộ trắng này, bộ vest trắng này chấm mã lên cho em nào. Rồi lên bộ trắng nha mọi người ơi, rất là đẹp luôn chị em ạ, size nhỏ. Cái này size nhỏ nhá, dành cho anh nào của tầm 50-55kg thôi. Rồi hồng ngọc đình mai 50-55kg mặc vừa lên trên bộ trắng 50k thôi mấy chị ơi. 50k bộ trắng chị em ạ, đây có túi trước như này chị em ạ. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa bộ trắng chị em ạ, 50k lên trên bộ trắng 50. Với chiếc bàn tới con là 99k. Hôm nay sale một nửa nữa các chị ơi. Lên trên này chốt trên mã trắng nhá. Rồi lên trên mã bộ trắng này, bộ trắng 50 dành cho anh nào tầm 50-55kg mắc vừa size nhỏ này. 50-55kg mắc vừa dành cho anh nào tầm 50-55kg mắc vừa bộ trắng trên mã 50k thôi. 50k lên trên bộ trắng á. Bộ trắng 50, bộ trắng 50 cho chị Triệu Vinh. Rồi lên cho mấy chị một con cắt tông 4 tà này mấy chị ha. Một con cắt tông này 4 tà cho em nha mấy chị. Triệu Vinh. Con này chị nào mà thấp á, dưới 1m55 á thì mặc dạng áo dài, còn chị nào mà cao thì dạng cắt tông cho em nha mấy chị ha. Con này 4 tà cho em nè, 4 tà cho em ha. Thôi xả cho mấy chị 79k ha, 79k lên cho em mã 4 tà. Rồi con này dành cho chị yêu là 40-52kg bắt đầu là vừa ha. 40-52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, lên cho em mã 4 tà. 4 tà 79k lên cho em mã 4 tà. 4 tà 79k cho em nha mấy chị ha, 4 tà 79k. Rồi lên cho chị đây một con siêu đẹp luôn cho em ạ. Đây. Con này bộ trắng giờ tạm thời em hết, em còn nhiều bộ trắng nhưng các cho bộ trắng thì còn đầy, còn nhiều nhá. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa không, cái này cỡ tầm từ 55. À dành cho anh nào tầm 57 tới 64 mặc 57 tới 62. 57 tới 62kg mặc vừa, 57 tới 62kg mặc vừa.
Rồi. Hả? Triệu Minh chưa có đơn. Triệu Minh này có đơn rồi mà, nghe đọc có đơn rồi mà. Ghi vô đi. Thích cậu ạ. Rồi bốn tà này, bốn tà có bốn tà không? Bốn tà Ý Lan Trương, bốn tà Ý Lan Trương. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm từ 57 đến 57 tới 62 kg mặc vừa. 57 tới 62 kg mặc vừa lên trên bộ xám, cho trên bộ xám 70k. Bộ xám này, bộ xám trên là bộ xám nha mọi người. Lên trên bộ xám này 70k cho trên bộ xám. Bộ xám 70, bộ xám 70 kiếm lại đi. Lên trên bộ xám, để nghe đọc rồi mà. Lên trên bộ xám 70, bộ xám 70 Ý Lan Trương, Ý Lan Trương. Lên trên bộ xám con này chết chị ơi, lên trên bộ xám 57 tới 64 62 kg mặc vừa. 57 62 kg mặc vừa lên trên bộ xám trên này. Lên trên bộ xám cái chỗ trên bộ xám đấy. 70k lên trên bộ xám này, bộ xám 70 lên trên bộ xám này 70k cho trên bộ xám nào. Bộ xám 70, bộ xám 70 kèm mã kèm số trên mà. Rồi bộ xám 70 cho chị mặt trời có bé tròn đơn, bộ xám 70 này. Rồi lên cho mấy chị một con cắt tông đóng cho em này mấy chị, một con cắt tông đóng này mấy chị. Con này theo hình con công cho em mấy chị, theo hình công siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị, vải gấm cho em ha. Chất liệu là vải gấm. Rồi con này dành cho chị yêu đầu 55 kg bắt đầu là vừa ha. 55 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã gấm ha, lên cho em mã gấm này. Gấm nặng 59k ha, lên cho em mã gấm, gấm 59k cho em này mấy chị, gấm 59k ha. 55 kg bắt đầu là vừa cho em. Xám của chị mặt trời của bé đó này. Rồi lên cho chị đây, con này đẹp nha mọi người. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 55 tới 60 kg mặc vừa. Dành cho anh nào tầm 55 tới 60 kg mặc vừa cho em nào. 55 tới 60 kg mặc vừa mà xám 70 em hết rồi. Dành cho mã gấm cho chị Ý Lan Trương. Dành cho anh nào cỡ tầm 55 60 kg mặc vừa cho em nào. Dành cho anh nào 55 60 kg mặc vừa cho chị em A402. Lên cho em A402 70k cho chị em A402 màu rất là nhẹ nhàng luôn. A402 dành cho anh nào tầm 55 tới 62 kg mặc vừa A402 cho em nào. Lên cho em A402 dạ có luôn chị quả vàng, quả vàng ơi. Rồi quả lên cho em ạ. Lên cho em A402 cho chị em A402 70k rất là đẹp luôn cho em ạ. Mới gần như 100%. 402 Lê Bích Trâm 70k. Rồi lên cho mấy chị một con ren cam cho em nha mấy chị, một con ren cam cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu là 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã ren cam. Ren cam xả cho mấy chị 59k ha, 59k lên cho em mã ren cam này. Ren cam 59k cho em nha mấy chị ha, 50 kg bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã ren cam. Rồi dành cho anh nào mặc size M cho em này, 50 tới 55 kg mặc vừa. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa, bộ trắng 50k nha mọi người, lên trên bộ trắng đây, bộ trắng 50. Lên trên mà bộ trắng 50, bộ trắng 50. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa. 50 tới 55 kg mặc vừa bộ trắng 50k, bộ trắng 50 rất là đẹp luôn, trên là mới gần như 100% trắng đấy các chị ơi. Trắng không tì vết luôn nha mọi người, mới gần như 100%. 402 em hết hàng. Rồi lên trên bộ trắng em còn nhiều mẫu đẹp nha mọi người, lên trên bộ trắng trên mà chỉ có 50.000 thôi, bộ trắng xả hơn một nửa giá luôn các chị này. Ren cam của chị Hồ Hương. Ren cam của chị Hồ Hương. A402 em hết nha. Rồi lên trên bộ trắng nha mọi người ơi, bộ trắng 50, bộ trắng 50 ở đâu ra một cái bộ một nguyên bộ vest mà có 50.000 hả các chị ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con ren đỏ cho em nè mấy chị, một con ren đỏ cho em mấy chị hả? Con này vải coi giãn cho em nha mấy chị. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nè. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã ren đỏ. Lên cho em mã ren đỏ 59k ha, ren đỏ 59k cho em nha mấy chị. 50 kg bắt đầu là vừa cho em. Thay lý từ studio chị ơi. Lên cho em mã ren đỏ 59k. Dạ, Việt Nam đúng rồi chị ơi. Cái này size to cho em là 65-70kg mặc vừa. Dành cho anh nào 65-70kg mặc vừa. Trắng dồn cho chị Nguyễn Hồng. Rồi, dành cho anh nào 65-70kg mặc vừa. Size to cho em là chốt cho em bộ to 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa lên cho em bộ to nha mọi người. 65-70kg mặc vừa. Chị chưa có đơn, chị Nguyễn Hồng lên số giúp em. Ren đỏ của chị Khương Lý, Nguyễn Hồng lên số nha. Rồi, con này dành cho anh nào lên số comment mã kèm số cho em. Nếu chị nào không muốn chốt hàng lộ nha, cứ chốt, lên số cho em kèm mã kèm 80k nha. Và chốt đơn hàng từ 80k đổ lên em ship đơn nha mọi người nhá. Nói chung là trên 80k là em ship đơn được. Rồi lên trên bộ xám cho mọi người, chốt trên bộ xám và kèm luôn số cho em 70k. 70k lên trên bộ xám dành cho anh nào 65-70kg mặc vừa cho em nào. 65-70kg mặc vừa, 65-70kg mặc vừa. Lên trên mã bộ xám lên, chốt trên bộ xám thì cho lên trên bộ xám với 70.000 cho em nào. Nguyễn Hồng chốt hàng lên số giúp em, chị ơi chị chưa có đơn nên dồn không được nha. Rồi lên cho mấy chị một con trắng này, mấy chị một con trắng huyền tím cho em, mấy chị một con trắng huyền tím cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè.
Mà to đó. Ờ, đúng rồi, mà to của chị Trần Thị Cảnh dồn đơn. To xám chứ chị Trần Thị Cảnh nhá. Rồi con này size 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 52kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. Rồi lên cho em mã viền tím. Viền tím 59k, lên cho em mã viền tím nè. Viền tím 59k, 59k 52kg bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã viền tím ha. Được. Chị chốt thêm cho em một cái áo dài cũng được, chị lên với Trâm nó cứ đơn 80k đổ lên để em ship đơn nha. 70k không ship nha chị ơi. Rồi dành cho anh nào con này size nhỏ mặc vừa 45 50kg mặc vừa, dành cho anh nào mà ốm ốm này, dành cho anh nào bồn ốm nhá, lên cho em nhỏ kèm luôn số cho em ạ. 45 tới 50kg mặc vừa, dành cho anh nào mà bé bé này ốm ốm một tí này. Rồi chị lên với Trâm cho thêm cho em hoặc là một con áo dài 39k cũng được để em cử đơn nhá, chứ 70k nói chung cộng cả tiền ship nữa nhá. Rồi con này dành cho chị nào này cho nó đỡ tiền ship thôi. Dành cho anh nào tầm 45 50kg mặc vừa cho em này, 45 tới 50kg mặc vừa. Rồi 45 50kg mặc vừa. Rồi mã size em hết rồi nhá. 45 50kg mặc vừa 50k cho em mà chốt cho em nhỏ này. Nhỏ 50 kèm mã kèm số cho em mà không thì chị nào mà mua cho con gái à, mua cho con trai nha. Con trai nè. À, chị nào mà ốm ốm người ốm ốm nhá. Người ốm ốm nhá, mặc rất là đẹp luôn cho em ạ. 45 50kg mặc vừa lên cho em này, chốt cho em nhỏ nhá. Nhỏ 50. Nguyễn Hồng chốt bộ vest trắng lên số chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con 3D cho em nè mấy chị ha, một con 3D cho em nha mấy chị. Một con 3D xanh cho em nè. Rồi con này dành cho chị này 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A508. A508 59k cho em nha mấy chị, lên cho em mã A508. A508 59k cho em này, lên cho em mã A508. A508 59k mấy chị ơi, lên A508 cho em mã trong số điện thoại giúp em, lên cho em mã A508. Rồi chốt mã kèm số các chị ơi, chị nào. Em hết rồi chị ơi, bộ tám em hết rồi nha. Em còn bộ nhỏ các chị ơi, chị nào lấy comment chốt cho em bộ nhỏ này. Rồi lên cho mấy chị một con ren đá nè mấy chị, một con hồng đá cho em ha. Rồi mã bộ nhỏ. Bộ nhỏ có mình đúng mã cho em bộ nhỏ các chị ơi. Bộ chạm nhỏ chị siêu siêu nha, chút hàng đủ đơn luôn nha chị siêu siêu ơi. Rồi lên cho mấy chị một con ren đá cho em mấy chị, một con ren đá cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nè, 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa, hàng 4 tà cho em mấy chị, hàng 4 tà cho em nè. Rồi xả cho mấy chị giá 79k ha, 79k lên cho em mã hồng đá ha. Hồng đá 79k cho em nha mấy chị. Con này siêu mới siêu đẹp cho em luôn nè ha. Trước ngực toàn bộ đỉnh đá cho em nha mấy chị. Lên cho em mã hồng đá, hồng đá 79k quá rẻ cho em luôn ha. Lên cho em mã hồng đá nè. Rồi dành cho anh nào tầm 50, 50 tới 57 kg mặc vừa cho em nè. Dành cho anh nào tầm 50, 57 kg mặc vừa, bộ xám siêu đẹp luôn cho em và có nút 3 nút ở đây cho em nè. Dành cho anh nào tầm 50 tới 57 kg mặc vừa, 50, 57 kg mặc vừa A143 cho em A143. A143 kèm mã kèm số cho em là 70k cho em A143 rất là đẹp luôn cho em là A143. Đá công lý dồn đơn. Rồi lên cho em A143, chốt cho em A143 kèm mã kèm số cho em là 70k A143. Dành cho anh nào tầm 50. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa trên này. Dành cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mặc vừa, 50 tới 57 kg mặc vừa A143 cho em này. Rồi, chốt cho em A143 kèm mã kèm số cho em là 70k A143 cho em nha. Rồi lên cho mấy chị một con 3D hoa cho em nè mấy chị, một con 3D hoa giúp em ha. Rồi con này dành cho chị yêu 143 mặt trời của bé. Rồi con này gỗ thuyền cho em ha, 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Em đã xả cho hết đó chị, xả một nửa luôn á. Mà các chị không chốt nữa thì thôi luôn, bỏ tay 50 luôn. 50kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. Lên cho em mà A294 A294 59k cho em nha mấy chị. A294 59k với lên một chiếc áo dài 3D siêu đẹp này cho em mấy chị ha. Một chiếc áo dài 3D chỉ có 59k. Lên cho em mà A294 A294 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Có 135 á. A43 em hết rồi chị ơi. A43 em hết, hồng đá em hết nha. Mọi người cho hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng là có đơn nha. Trời mọi người bộ đen này rất là mới luôn cho em nè mấy chị ơi, rất là mới cho em à. Chất liệu vải rất là đẹp luôn cho em nhá. Dành cho anh nào tầm 50 tới 57 kg mặc vừa cho em này. Dành cho anh nào tầm 50 tới 57 kg mặc vừa lên cho em bộ đen. 50 tới 57 kg mặc vừa cho em bộ đen 70k cho em nào. 70k lên cho em bộ đen 50 tới 57 kg mặc vừa 294 còn nó. 294 còn nó mới lên. 294 cho chị Sang Nguyệt dồn đơn. Giờ con này dành cho chị nào ở tòa chợ anh nào tầm 50 tới 57 kg mặc vừa. Lên trên bộ đen này, bộ đen 70, lên trên bộ đen 70k cho trên bộ đen này. Bộ đen 70 kèm mã kèm số cho em mà chốt trên bộ đen nhá. Rồi lên cho mấy chị một con 3D nút gà cho em mấy chị ha, một con 3D nút gà cho em này. Bộ đen 70 cho chị Nguyễn Lan. Nguyễn Lan có đơn rồi đó. Rồi một con 3D nút gà cho em mấy chị ha, 59k thôi nè mấy chị, 59k. Rồi con này size nhỏ cho em ha, 47kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 46kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha, con này size nhỏ cánh thương mặt xả cho mấy chị 59k ha. 59k lên cho em mã cổ cao ha, lên cho em mã cổ cao nè. Cổ cao 59k cho em mấy chị ha, cổ cao 59k cho em nè, cổ cao 59k. 46kg bắt đầu là vừa ha. 294 em hết, rồi lên cho anh một anh nào thích màu xanh này. Anh nào thích màu xanh, kết sự giả dối.
Rồi, yêu màu xanh, anh nào yêu màu xanh này. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 55 này, 55 tới 60 kg mặc vừa cho em nào. 55 tới 60 kg mặc vừa bộ đen em hết. 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên bộ xanh 70k cho em nào. 70k lên trên bộ xanh 70 kèm mã kèm số cho em nào. Lên trên bộ xanh 70k dành cho anh nào tầm 50 57 kg mặc vừa. À dành cho anh nào tầm 55 60 kg mặc vừa. 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên bộ xanh cho em nào. Chốt trên bộ xanh 70. Lên trên bộ xanh 70 kèm mã kèm số cho em nào. Chốt trên bộ xanh nha. Cô lên cho mấy chị một con cẳng trơn viền hồng cho em nè, mấy chị một con cẳng trơn cổ viền hồng cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 52 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52 kg bắt đầu xanh 70 triệu minh dồn. Lên cho em mã viền hồng á, lên cho em mã viền hồng 59k, lên cho em mã viền hồng nè. Viền hồng 59k cho em, bây giờ mấy cái con hàng màu trắng này là siêu mới cho em luôn á, mới mới gần như là 100% cho em luôn. Lên cho em mã viền hồng 59k. Rồi lên cho chị một con đẹp. Trời ơi, màu nhũ rất là sang luôn cho em. Vest này rất là sang luôn, có 70 kg chị Thúy Vi ơi. Con này không sang, không đẹp, không lấy tiền mà chị yêu ơi, rất là sang luôn cho em nào. Đây, anh nhũ nha mọi người, anh nhũ nhìn ở ngoài mới thấy độ đẹp các chị ơi. Lên trên mã sang bộ đen em hết. Lên trên mã sang 90k cho trên mã sang. Dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào cỡ tầm 50-57kg mắc vừa cho em nào. 50-57kg mắc vừa, lên trên mã sang. 50-57kg mắc vừa, chốt trên mã sang. Đây anh nhũ nha mọi người, anh nhũ rất là đẹp, nhìn ở ngoài mới thấy độ đẹp, cái cho lên trên mà sang, chốt trên mà sang, cái cho lên trên mà sang 90k cho em nào. Ở đâu ra một con bộ siêu đẹp như này của 90k thôi mà chị ơi. Lên trên mà sang, sang 90 kèm mã kèm số trên mà, chốt trên mà sang 90k, lên trên mà sang, sang 90, lên trên mà sang 90k, chốt trên mà sang. Dành cho anh nào có tầm này, anh nào tầm 50-57kg mắc vừa, con này là siêu phẩm bữa trước bán tới 179k. Chị nào mà bữa trước coi cái like này là biết rồi hả? Rồi 179 à lộ 90k lên trên mà sang, sang 90 này. Sang 90 kèm mã kèm số trên mà, chốt trên mà sang. Rồi lên cho mấy chị một con gan xanh cho em, mấy chị ơi, con này dành cho chị nè, 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa cho em nè. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã đen xanh ha. Rồi xả cho mấy chị 39k ha. Sang Triệu Minh. 39k lên cho mã đen xanh ha, lên cho em mã đen xanh 39k cho em đi hả? 50kg bắt đầu là vừa cho em ha, 50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã đen xanh. Rồi lên cho các chị nè, anh nào mặc size nhỏ mặc vừa cho em nè, anh nào mặc size nhỏ này. Trời ơi, mà sang em hết rồi, Thanh Ngân giờ mới lên số. Thanh Ngân giờ mới lên số hả? Rồi chị có lấy cái bộ xám hồi nãy không? Chốt từ đời nào giờ mới lên số trời. Chốt hai mã rồi bây giờ lên số. Dành cho anh nào mà size nhỏ mặc vừa, dành cho anh nào cỡ tầm 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa lên trên bộ trắng 50k thôi, 50k bộ trắng cho em nào. Bộ trắng 50, bộ trắng 50 size em hết. Bộ trắng 50 dành cho anh nào cỡ tầm 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa lên trên bộ trắng 50k, 50k chốt trên bộ trắng này. Bộ trắng 50, bộ trắng 50 kèm mã kèm số cho em ạ. Lên trên bộ trắng này, 50k lên trên bộ trắng nhá. Bộ trắng 50, bộ trắng 50.000. Nãy em nhảy á. Sang em hết, em còn bộ trắng 50. Rồi lên cho mấy chị một con hàng mẹ cho em mấy chị ha. Một con hàng mẹ siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị. Phối nhung cho em ha, một con hàng mẹ phối nhung cho em nha mấy chị. Mấy chị mua về tặng cho mẹ mình ha, mặc bao sang cho em luôn ha. Rồi con này dành cho con nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã mẹ xả cho mấy chị giá 89k thôi. 89k với một con phối nhung này cho em, bây giờ 89k với một con phối nhung này cho em, là lên cho em mã mẹ ha. Mẹ 89k cho em mẹ, 50kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã mẹ. Rồi lên cho chị một con bộ rất là đẹp luôn, màu rút cho em ạ. À. Rồi 50-58kg mắc vừa, 50-58kg mắc vừa cho em ạ. À. Rồi 50-58kg mắc vừa, con này cũng giá khác gì màu sang cái trời. Rồi bộ trắng 50 như Yến Nguyễn Thụy này, chốt đủ đơn cho em ạ. À. Có đơn rồi. Dành cho anh nào cỡ tầm 50-58kg mắc vừa cho em nào. 50-58kg mắc vừa lên cho em mã A217 này, chốt cho em A217 rất đẹp luôn. 80k A217, A217 80, A217 80k, A217 80k. Dành cho anh nào này, dành cho anh nào cỡ tầm 50-58kg mắc vừa. 50-58kg mắc vừa, chị nào là có này chốt cho em A217 cho em này. A217 kèm mã kèm số cho em là, chốt cho em A217 nhá, 80k. Rồi 80k A217 cho em nào. A217 80, A217 80k kèm mã kèm số cho em nhá. 217 80, 217 80k này. Chấm phải tương tác mạnh tay lên cho em nha. Bộ trắng em sẽ, em còn mã khác tí nữa chút cho em mã khác nha. Rồi lên cho mấy chị một con trắng hoa này, mấy chị ơi, một con trắng hoa sen cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi xả cho mấy chị giá 59k ha, 59k lên trên mã hoa sen ha, hoa mã mẹ này, mã mẹ này 89k chị Hàng Trần. Hoa sen 59k mã mẹ của chị Hàng Trần dồn đơn.
rút có. Rút đó, bộ vest đó. Rồi rút về, cho hẹn lên số 217 ạ, mã 217 ạ. 217 của chị Thụy Duyên, bây giờ mới có đơn phải không? Thụy Duyên giờ mới có đơn nhé. Rồi lên cho các. Một con sập trắng đấy, cho một con sập trắng này. Rồi. Không hàng phần đúng đơn này. Thì đúng rồi, giờ dùng đơn. Trắng hoa sen. Trắng hoa sen trinh tủng 50 tới 55 kg mặc vừa, cho em ạ. Bộ trắng đẹp nha. 50 tới 55 kg mặc vừa. Con này kiểu dạng sập sập nhẹ cho em nào. Lên cho em ạ sập. 50 tới 55 kg mặc vừa lên cho em ạ sập. Con này cho em ạ 60k. Rồi 50 tới 55 kg mặc vừa lên cho em ạ sập. Đây sập nhẹ cho em là 60k. Chốt cho em ạ sập. Sập 60 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ sập 60k. 60k chốt cho em ạ sập. Sập 60. Sập 60 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em ạ sập nè. Rồi lên cho mấy chị một con trắng đen cho em với thơm, một con trắng pha đen cho em nha mấy chị. Con này dành cho chị nào 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã A13 ha, A13 39k. Ok, lên cho em mã A13 39k cho em với thơm. A13 39k, 50kg bắt đầu là vừa hả? 217 em hết rồi. 217 của chị Thụy Duyên rồi nha. Rồi dành cho anh nào có tầm từ 55 tới 60kg mắc vừa. 55 60kg mắc vừa cho em ạ, cho em đỏ đô. 55 60kg mắc vừa đúng duy nhất một con màu này thôi, rất là nổ cho em ạ. 55 tới 60kg mắc vừa lên cho em đỏ đô 80k cho em này. 80k. Rồi mặc áo dài là 80k, à, quên 25.000 chị ơi. Rồi 80k cho em là đỏ đô này, đỏ đô 80, đỏ đô 80, 55 tới 60 kg mắc vừa cho em nào. 55 tới 60 kg mắc vừa, 55 tới 60 kg mắc vừa chốt cho em đỏ đô. Đỏ đô 80, đỏ đô 80. Lâu lâu mới có một con màu đỏ rất là đẹp luôn cho em là chốt cho em đỏ đô nhá. Chốt cho em đỏ đô này, đỏ đô 80 kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con ren vàng cho em mấy chị, một con ren vàng cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Xả 39k ha. 39k lên cho em mã ren vàng. Ren vàng 39k cho em nha mấy chị. Ren vàng 39k cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã ren vàng. Đảo đô của chị Ngọc Đăng dồn đơn. Rồi lên cho chị bộ trắng. Đảo đô Ngọc Đăng dồn đơn. Lên một con bộ trắng đây. Này size to này. Này size to này. Đây chị nào hóng size to này 60, 65, 70kg mắc vừa. 65, 70kg mắc vừa lên trên bộ to 65, 70kg mắc vừa. 65, 70kg mắc vừa lên trên bộ to 65, 70kg mắc vừa. Chốt trên bộ to nhá, 50k chốt trên độ to. Bộ to 50, bộ to 50. Dành cho anh nào tầm 65, 70kg mắc vừa. Bộ to 50. Lên trên bộ to 50. Bộ to 50 kèm mã kèm số trên à. Đỏ đô em hết rồi các chị ơi. Chốt mã khác qua cho em nha. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ đẹp này cho em mấy chị ha. Một con đỏ đẹp cho em nè mấy chị. Con này tà xẻ cho em ha. Tà xẻ cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nào 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 48 kg bắt đầu là vừa cho em mà lên to trên mã đỏ vi. Đẹp ha. Đỏ đẹp 59k thôi mấy chị ha. 59k dạ, thôi nè. Xả cho mấy chị. Dạ. Xả cho mấy chị với giá 59k thôi, quá rẻ cho em luôn nha mấy chị ha. Rẻ như cho luôn rồi, lên cho em mã đỏ đẹp ha. Đỏ đẹp 59k cho em ha. Đỏ đẹp 59k 48 kg bắt đầu là vừa. Có rồi, Ngọc đang có áo quần đang dài á. Rồi lên cho chị đã, lên cho các anh này, con này size nhỏ mặc vừa. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 48 tới 55kg mặc vừa trên là 48 55kg mặc vừa. Đây size rất là nhỏ luôn trên mặt 48 55. 48 55kg mặc vừa lên trên bộ nhỏ. 48 55kg mặc vừa chốt trên bộ nhỏ 60k, 60k bộ nhỏ trên. Bộ nhỏ 60, bộ nhỏ 60 lên trên bộ nhỏ này. 60k chốt trên bộ nhỏ này. Và mới như chị Thúy Vi bộ nhỏ 60, bộ nhỏ 60. Dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào tầm 48 55kg mặc vừa. 48 55kg mặc vừa bộ nhỏ 60, bộ nhỏ 60 này. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ dâu siêu đẹp này cho em nha mấy chị ha. Một con đỏ dâu siêu đẹp này cho em nè mấy chị. 60 phía hả? trước của trứng ngực của nó là hoa theo cho em mấy chị ha. Trứng ngực hoa theo kết đá cho em mấy chị ha. Dưới tài của nó nè, dưới tài cũng hoa theo cho em luôn mấy chị ha. Đẹp xuất sắc cho em luôn, hoa ba mươi cho mấy chị luôn. Con này là hàng 4 tài cho em nha mấy chị. Hàng 4 tài cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. Nhỏ mắt trâu của bé. Rồi con này dành cho yêu nè, 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã đỏ dâu ha, xả cho chị 190k ha. 190k đỏ dâu cho em ấy cho. Phía sau của nó vẫn cũng là tà theo cho em ấy cho. Tà theo siêu đẹp cho em nha mấy chị. Con này mới gần như 100% cho em luôn nè. Lên cho em mã đỏ dâu ha. Đỏ dâu 190k mấy cho. Đỏ dâu 190k bao đẹp bao sang cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mã đỏ dâu. Rồi máy nhỏ em hết rồi các chị ơi. Xanh đen cực kỳ sang luôn cho em nào mấy chị ơi. Xanh đen cực kỳ sang. Đỏ dâu ý la la trường. Dành cho anh nào tầm 50-57kg mắc vừa rất là đẹp luôn chị em ạ. Sang 80k thôi mấy chị ơi. 80k cho chị em ạ sang. Dành cho anh nào có tầm 50-57kg mắc vừa rất là đẹp luôn chị em ạ. 50-57kg mắc vừa lên chị em ạ sang chị em ạ. Lên chị em ạ sang 80k cho chị em ạ sang. Màu cực kỳ nổi và sáng xa cho em gần như mới 100% chị em ạ. Hầu như là còn mới gần như 100%. Cái này là nhập bên studio họ cưới họ thanh lý lại các chị ơi. Nhiều cái chưa mặc tới.
nhiều cái mà chưa mặc tới luôn mà chị yêu nha. Rồi lên cho em mà xanh mà sang này, chốt cho em mà sang 50 tới 57 kg nó mặc vừa. Mà lên sang của chị Trang Nguyệt. Rồi lên cho mấy chị một con 3D này, mấy chị ha, con 3D này cho em nha. Mấy chị con này 53 kg quay đầu là vừa cho em ha. 53 kg quay đầu là vừa, con này hết ba sang cho em ha. Lên cho em mã 3D. 3D 59k cho em nha mấy chị, lên cho em mã 3D. 3D 59k cho em nè, 53 kg quay đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã 3D. 3D 59k. Nhanh tay các chị ơi, hôm nay em xả sập sàn nha, ngày mai không có cái giá này đâu ạ. 60-65 kg mặc vừa, anh nào 60-65 kg mặc vừa cho em nào. 60-65 kg mặc vừa lên cho em bộ nu. Anh nào 60-65 kg mặc vừa lên cho em bộ nu, rất là đẹp luôn cho em nào. Rồi 70k chốt cho em bộ nu 70. Lên cho em bộ nu 70k mà sang em hết. Lên cho em bộ nu 70, dành cho anh nào 60-65 kg mặc vừa lên cho em bộ nu này. Rồi 70k lên cho em bộ nu 70, lên cho em bộ nu 70.000 nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị một con đỏ dâu siêu đẹp này cho em nha mấy chị ơi, một con đỏ dâu siêu đẹp này cho em. Một con đỏ dâu này siêu 3D đẹp cho em. 3D anh Vũ cho hà lên số ạ, à. Anh Vũ có đơn chưa? Toàn bộ là hoa theo kết đá cho em mấy chị ơi, toàn bộ hoa theo kết đá cho em nè. Phần tay và phần phía sau lưng cũng cũng vậy mấy chị ơi. 3D của chị Hương Thủy, thuyết đủ đơn luôn nha. Con này là hàng 6 tài cho em mấy chị ơi, hàng 6 tài cho em nè, dưới tài của nó có theo hoa cho em luôn mấy chị ơi, dưới tài của nó có theo hoa cho em nè. Phía sau đuôi của nó cũng theo hoa cho em luôn nha mấy chị. Rồi xả cho mấy chị 190k ha, 190k lên cho em mã. Lên cho em mã A87 ha, A87 dành cho chị yêu nè, 48 kg đầu là vừa ha. 48 kg đầu là vừa, lên cho em mã A87. A87 190k cho em của chị Đan Nguyễn. Cái hàng dâu này là đẹp xuất sắc cho em luôn mấy chị, siêu mới cho em luôn, lên cho em mã A87 190k ha, lên cho em mã A87. Trời ơi, màu gạch nói chung là rất là đẹp luôn cho em mấy chị ơi, rất là xuất sắc luôn cho em và sang nha mọi người. 50 tới 87 la la. Anh nào tầm 50-55 ký mặc vừa 90k cho em. 90k lên cho em mà đẹp, không có vết nữ đâu nhá, có vết nam thôi trẻ ơi. Lên cho em mà đẹp nha mọi người, chốt cho em mà đẹp. Lên cho em mà đẹp và kèm nu sồ cho em mà, chốt cho em mà đẹp nhá. Lên cho em mà đẹp mà nu hết rồi đúng không? Rồi mà nu em hết rồi. Lên cho em mà đẹp 90k. Con này không đẹp em không lấy tiền đúng duy nhất một màu này thôi. Nhanh tay cho em nào. Mới gần như 100% cái này, chưa mặc tờ luôn mà chị ơi, chưa mặc tờ luôn. 90k. 90k lên cho em mà đẹp. 90k lên trên mạng đẹp, đẹp 190. Lộ đẹp 90k. Đẹp 90k. Dành cho anh nào có tầm 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên mạng đẹp này 90k. Đảm bảo các chị nhận hàng là không, nói chung là không nghĩ là cái này là hàng suy luôn nha mọi người. À không nghĩ là hàng thanh lý luôn á. Mới gần như 100% lên trên mạng đẹp, đẹp 90k, đẹp 90 kèm mã kèm số cho em ạ. Vết xanh em hết rồi chị ơi. Rồi lên bộ đá hết bộ đó nha. Mã đẹp của chị Nguyễn Thị Lan. Một con trắng theo cho em mấy nhỏ, một con trắng theo cho em này mấy chị. Cổ thuyền cho em ha. Trước ngực của nó là theo hoa cho em mấy nhỏ, trước ngực của nó là theo hoa cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào, 50 kg quay đầu là vừa ha. 50 kg quay đầu là vừa, lên cho em mã trắng theo. Trắng theo 59k cho em nha mấy chị, lên cho em mã trắng theo. Trắng theo 59k ha, trắng theo 59k này. Rồi lên cho chị A7 em hết. Lên cho anh nào cổ đẹp này. 50 tới 58 ký mặc vừa, bộ sàn siêu đẹp cho em ạ, 80k thôi mấy chị ơi. 80k thôi, ở đâu ra rẻ các chị ơi, rất là đẹp và mới cho em nào. Rất là đẹp và mới cho em. Dành cho anh nào cỡ tầm 50 tới 58 ký mặc vừa. 50 tới 58 ký mặc vừa lên trên bộ sàn nha mọi người. Bộ sàn 80, bộ sàn 80 rất là đẹp cho em ạ. Lên trên bộ sàn 80, bộ sàn 80. Dành cho anh nào tầm 50 tới 58 ký là mặc đẹp con này cho em. 50 tới 58 ký mặc vừa lên trên bộ sàn 80k này. 80k bộ sàn trên nào, bộ sàn 80 kèm mã kèm số trên bộ sàn 80 nhá. Rồi lên cho mấy chị một con hồng đá cho em nè. Đám của chị Lê Hậu. Một con hồng đá cho em nha mấy chị. Con này dành cho chị yêu nằm 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Trước ngực toàn bộ đính đá cho em mấy chị ơi. Dưới tùng dưới tai của nó cũng đính đá cho em ha. Rồi 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã hồng đá ha. Xả cho mấy chị 79k. 79k lên cho em mã hồng đá này. Hồng đá 79k cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã hồng đá. Rồi lên cho Lê Hậu rồi nha. Rồi con này size này, dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa cho em nào. 55-60kg mặc vừa lên trên bộ đen 70k thôi mà chế ơi. Lên trên bộ đen 70 giá có 85kg nhưng mà ít tiền chế ơi. Dành cho anh nào có tầm 55, dành cho anh nào tầm 55-60kg mặc vừa. 55-60kg mặc vừa, chị nào lấy con này chốt trên bộ đen 70k thôi mà chế ơi. 70k bộ đen 70, dạ, lên trên bộ đen 70k kèm mã kèm số trên mà. Dành cho anh nào tầm 50-55 này, 55-60kg mặc vừa lên trên bộ đen 70 thôi mình chị ơi, lên trên bộ đen này. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ, một con trắng theo cho em mấy chị ha. Đen của Thị Thủy Duyên Trồn Đơn mấy chị. Con này là siêu mới cho em luôn ha mấy chị ha. Con đen này Thủy mới. Duyên. Con này mới gần như 100% cho em luôn nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 48 kg bắt đầu là vừa cho em nè. 48 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A246. A246 69k mấy chị ha, lên cho em mã A246. A246 69k cho em nè. 48 kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị ha. Con này mặc lên ba mới cho em luôn ha.
Rồi dành cho anh nào này, dành cho anh nào 50 57 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 57 58 ký mắc vừa cho em, 50 tới 58 ký mắc vừa, bộ đỏ cho em là 90k duy nhất một bộ màu đỏ nhá. Lên cho em bộ đỏ 90, bộ đỏ 90 đúng duy nhất một con này là bộ đỏ cho em nào. Lên cho em bộ đỏ nhá. Chị nào mà mua về cho con trai mặc gì cũng được, cái chơi làm MC hoặc là làm nói chung là rất là đẹp, mang rất là đẹp và sang cho em nha. Chốt cho em bộ đỏ này. Lên cho em bộ đỏ 90, cái chơi lên cho em bộ đỏ 90. 50 tới 58 kg là mặc vừa cho em ạ. Dành cho anh nào 50 tới 58 kg mặc vừa. Lên cho em bộ đỏ này, bộ đỏ 90 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em bộ đỏ duy nhất một bộ này, bộ đỏ thôi. Lên cho em bộ đỏ của chị Hồ Hương. Lên cho em bộ đỏ 90, bộ đỏ 90 cho em nào. Rồi lên 246 Hồ Hương. Rồi em lên cho mấy chị một con hồng dâu. Bộ đỏ của chị Triệu Minh. Một con hồng dâu này xinh bộ đẹp. Bộ đỏ Triệu Minh. Con này size M cho em mới cho size M cho em nè. 50 kg bắt đầu là vừa cho em con này mới cho. 50 kg bắt đầu là vừa cho em con này. Phía trước ngực của nó toàn bộ là hoa nổi cho em mới cho, toàn bộ hoa nổi đính đá cho em mới cho. Siêu đẹp siêu mới cho em luôn nè. Siêu đẹp siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Rồi xả con này cho mấy chị 180k ha. 180k cho em nha mấy chị. Hàng dâu lên cho em mã hồng dâu ha. Lên cho em mã hồng dâu mấy chị. Hồng dâu 180k cho em nè. 50 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã hồng dâu ha. Rồi con này size nhỏ mặc vừa, size cho anh nào tầm 48 tới 55 kg mặc vừa. Size cho anh nào tầm 48 55 kg mặc vừa trên này. Anh nào tầm 48 tới 55 kg mặc vừa lên trên mã xám con này cho em ạ. Anh nào tầm 48 55 kg mặc vừa lên trên mã xám 70k cho em ạ. Lên trên mã xám 70, xám 70 kèm mã kèm hồng dao Khương Lý dồn đơn. Rồi lên trên mã bộ xám này, bộ xám 80 bộ xám 70, bộ xám 70k nhá. Dành cho anh nào tầm 48 55 kg mặc vừa bộ xám này, bộ xám 70k kèm mã kèm số cho em ạ. Cho chị em bộ xám 70, bộ xám 70 cho em này. Rồi lên cho mấy chị một con hồng cổ yếm cho em nè mấy chị ha, một con áo dài cổ yếm cho em nha mấy chị. Kiểu xám 70 hợp hình có đơn chưa? Con này sẽ lên số. 52 kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. 52 kg bắt đầu là vừa cho em con này nè. Con này vải ba mớ cho em đúng không? Lên cho em mã cổ yếm nè. Lên cho em mã cổ yếm xả cho mấy chị 79k ha. 79k lên cho em mã cổ yếm. Lên cổ yếm cho em nha mấy chị. 52 kg bắt đầu là vừa cho em ha. Con này ba mớ bao đẹp cho mấy chị luôn. Lên cho em mã cổ yếm. Cổ yếm 79k. Này Cúc Đặng lên số sau không được chứ. 870 chị nào chốt hẹn lên số thì em mới chốt được nha. Rồi sang cho anh nào tầm 60-65 kg mắc vừa. Rồi sang anh nào Sam Trinh Hồ. Chốt hàng có số mới lên được nha. Rồi dành cho anh nào 60-65 ký mặc vừa trên ạ. Dành cho anh nào 60-65 ký mặc vừa. 60-65 ký mặc vừa một con viền đen rất là đẹp luôn cho em nha mà chị ơi. Rồi con này chị nào là con này chốt cho em mã bộ đen 70k. Bộ đen 70k kèm mã kèm số cho em mà chốt cho em bộ đen 70. Chị lấy cái đầu cục sáng cho em ấy. Lên cho em mã bộ đen 70 đầu thôi, đầu cục sáng thôi. Lên trên bộ đen 70k kèm số cho em ạ. À. Dành cho anh nào 60-65 kg mặc vừa lên trên bộ đen 70 kèm mã kèm số cho em ạ. À. Chốt cho em bộ đen. Cái hàng mã kèm số mới có đơn nha mọi người ơi. Mã kèm số giúp em nha. Rồi lên cho mấy chị một con ren trắng cho em nè mấy chị ha. Một con ren trắng cho em nha mấy chị, dài tay ha. Rồi dài tay cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 54 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 54-55 kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. Lên trên mã ren trắng ha. Rồi xả cho mấy chị 59k lên trên mã ren trắng. 55 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55 kg bắt đầu là vừa cho em nè. Lên trên mã ren trắng. Ren trắng 59k. Bộ đen Nguyễn Thị Hương dồn đơn. Rồi cảm ơn Nguyễn Thị Hương, mặt trời bé con sau nha. Rồi lên cho bộ xanh sơn cô ban hình như là đúng duy nhất một con màu này. Thì là màu quần đấy. Dành cho anh nào 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa. Đen trắng ý la la trường. 50-55kg mắc vừa A553 cho em nào. 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa rất là đẹp luôn cho em ạ. 80k A553. A553 80k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mắc vừa. 50-55kg mắc vừa. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mắc vừa lên cho em ạ. A553. A553 kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em A553. A553 kèm mã kèm số cho em ạ. 80k A553. Rồi em lên cho mấy chị một con đỏ trơn này mấy chị ha. Một con đỏ trơn cho em nha mấy chị. 52 kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. 52 kg bắt đầu là vừa cho em con này nha mấy chị ha. Con này mặc lên bao sáng dài cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mã đỏ trơn. Xả cho mấy chị 59k thôi nè. 59k lên cho em mã đỏ trơn ha. Đỏ trơn 59k cho em nha mấy chị. 52 kg bắt đầu là vừa con này ha. Lên cho em mã đỏ trơn. Đỏ trơn 59k. Rồi lên cho các chị lên cho các anh nào mà size to mặc vừa 65-70 kg mặc vừa trên này. 65-70 kg mặc vừa. A553 của chị Trang Bích Trâm. Lên lại có đơn chưa? Trang Bích Trâm. Trang Bích Trâm khác. Rồi Trang Bích Trâm lên lại số giúp em nha, cái cũ. Cái cũ mà cho lại số đi. Trang Bích Trâm lên lại số cho em nha. 65-70kg mặc vừa, một con size to mặc vừa. 65-70kg mặc vừa, 65-70kg mặc vừa lên trên mã to. 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa lên trên mã to 50k thôi mẹ chị ơi, 50k chốt trên mã to. 65-70kg mặc vừa một con tràng tròn rất là đẹp luôn trên mã. 65-70kg mặc vừa lên trên mã to. Đỏ trơn của chị Quỳnh Như Nguyễn Ngọc.
Rồi lên trên mã to 50k thôi mấy chị ơi, to 50k, 50k chốt trên mã to này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đỏ dâu siêu đẹp này cho em nha mấy chị ơi. Một con đỏ dâu này mới gần như 100% nha. 553 em hết. Con này phía trước ngực toàn bộ của nó là hoa theo kết ngọc cho em mấy chị ơi. Toàn bộ hoa theo kết ngọc cho em luôn này mấy chị. Con này siêu đẹp cho em luôn ha. Rồi con này dành cho chị nào mặc size M cho em ha. 52 kiểu bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 52 kiểu bắt đầu là vừa cho em nè. Tà phía sau của nó này mấy chị. Tà phía sau của nó là hoa theo cho em ha. Hoa theo kết ngọc cho em mấy chị ơi. Bao đẹp cho em luôn này. Hoa theo kết ngọc bao đẹp cho em luôn mấy chị ơi. Rồi xả cho mấy chị 190k ha. 190k lên cho em mã đỏ dâu. Đỏ dâu 190k cho em nha mấy chị ha. Đỏ dâu 190k. 52 kiểu bắt đầu là vừa lên cho em mã đỏ dâu ha. Đỏ dâu 190k. Xem có bán hết rồi. Rồi lên cho chị một con mã này. To của chị Đoan Nguyễn Dồn Đơn. Rất là đẹp luôn. Con này sang cho anh nào tầm 50 tới 58 kg mắc vừa cho em nè. Sang cho anh nào tầm 50 tới 58 kg mắc okay, vừa. Ok, thẻ số của chị Trang Bích Trâm rồi nha. 50 tới 58 kg mắc vừa A201 rồi. 50 tới 58 kg mắc vừa A201 trên ạ. 50 tới 58 kg mắc vừa A201 80k trên ạ. 80k A201. 50 tới 58 kg mắc vừa A201 80k. Rồi 80k A201 rất là đẹp luôn trên ạ. A201 80, A201 80.000 này. Vừa rồi lên cho mấy chị một con 3D ngắn tay cho em nè mấy chị ơi. Một con 3D ngắn tay cho em nè. Lên cho em mã 3D ha. Lên cho em mã 3D nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè. 40 tới 50, 52 kg bắt đầu là vừa cho em nè. 40 tới 52 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã 3D ha. Rồi xả cho mấy chị 59k. 59k lên cho em mã 3D. 3D 59k cho em nha mấy chị ha. 52 kg bắt đầu là vừa cho em. Đỏ dâu của chị Kim Tha Trần. 3D nè. Đỏ dâu Kim Tha Trần. Rồi lên cho chị một con 1k này. Xem cho anh nào tầm 50 tới 55 kg mắc vừa. Lên cho chị một con kem này. Rồi 50 tới 55 kg mắc vừa. 50 tới 55 kg mắc vừa lên trên bộ kem. Rất là đẹp luôn trên mặt 80k bộ kem. Bộ kem 80 kem mã kem số trên mặt ở đâu ra. Một cái bộ mà gần như mới 100% như này. Cái chỗ còn nguyên vết gấp luôn nha mày chị ơi. Còn nguyên vết gấp chưa mặc tờ luôn mày chị ơi. Lên trên mặt bộ kem chỉ có 80k thôi. Lên trên bộ kem ở đâu ra mày chị ơi. Lên trên bộ kem nha cho chị Nana. Rồi lên trên bộ kem kèm luôn số trên ạ. 50 tới 55 kg mặc vừa. Lên trên bộ kem 80 mặc rất là đẹp luôn trên ạ. Chốt trên bộ kem. Lên trên bộ kem 80k kèm mã kèm số trên ạ. Chốt trên mã bộ kem nha. Rồi lên cho mấy chị một con 3D đẹp nữa này mấy chị ơi. Một con 3D đẹp cho em nha mấy chị ơi. Rồi lên cho em mã đẹp ha. Lên cho em mã đẹp. 3D rồi đẹp con hả? Con nó 3D. 3D của chị Trang Mai Dồn Đơn. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ơi. Con này mặc lên bao đẹp bao sang cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mã đẹp mấy chị ơi. Lên cho em mã đẹp 59k nè. Đẹp 59k cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã đẹp. Đẹp 59k. Rồi lên cho anh nào mà mặc mà anh nào mà thích màu trắng đấy. 60-65kg mắc vừa cho em nào. 60-65kg mắc vừa bộ trắng cho em. Một con viền đỏ này trắng viền đỏ 50k thôi mấy chị ơi. 50k nha. Cảm ơn chị Nana. Mã kem của chị Siêu Siêu. Còn mã đẹp không? Còn. Rồi mã đẹp Ý Lan Trương. Siêu Siêu có đơn rồi. Rồi lên cho anh nào cỡ tầm này 60-65kg mặc vừa. Rồi 60-65kg mặc vừa 50k thôi lên trên bộ trắng. Đẹp Ý La La Trường. Rồi bộ trắng đấy cho bộ trắng 50 thôi. Bộ trắng 50 dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa lên trên bộ trắng này. Bộ trắng 50k, bộ trắng 50k kèm mã kèm số trên mặt bộ trắng 50. Rồi lên cho mấy chị một con ren cam cho em mấy chị ha. Một con ren cam cho em nha mấy chị. Con này dành cho chị yêu là 52 kiểu đầu là vừa cho em nè. 52 kiểu đầu là vừa lên cho em mã ren cam. Ren cam 39k cho em ha. Lên cho em mã ren cam nè. Ren cam 39k cho em nha mấy chị ha. Ren cam 39k này 52 kiểu đầu là vừa lên cho rồi lên cho một bộ trắng bộ tím này. Bộ tím rất là đẹp luôn cho em nào. Trời ơi, tím xuất sắc luôn mấy chị ơi. 50 tới 58. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa lên trên bộ tím. Trời ơi, mới gần như với 100% luôn mấy chị ơi, mới 100%. 50 tới 58 ký mắc vừa 90k tím trên này. Tím 90 kèm luôn số trên mã đẹp hết. 50 tới 58 ký mắc vừa trên nào. 50 tới 58 ký mắc vừa lên trên mã tím 90k. 90k lên trên mã tím này, tím 90 kèm mã kèm số trên mã đúng duy nhất một con màu này. Rất là sang trên và đẹp nha mọi người. Mã cam của chị Quỳnh Như. Rồi, chị nào lấy con này chốt cho em bộ tím nha mọi người. Bộ tím 90 và kèm luôn số cho em bữa trước bán con này 170k luôn á, 170 á. Rồi, chị nào lấy con này chốt cho em bộ tím này, lên cho em bộ tím này. Chốt cho em bộ tím 90k kèm mã kèm số cho em ạ. Chốt cho em bộ tím này, bộ tím 90. Trắng 50 của chị Mai Nguyễn Nguyễn. Chốt đủ đơn nha mọi người. Chốt đủ đơn từ 80k trở lên nha. Rồi lên cho mấy chị tiếp một con hồng dâu nữa này mấy chị ơi. Một con hồng dâu này cho em nha mấy chị ơi. Con này dạng đuôi lế cho em nha mấy chị. Con này là dạng đuôi lế cho em nè mấy chị. Phía sau tà của nó nè. Sau
sâu tà của nó là hoa theo cho em bây giờ, hoa theo cho em nè, sâu tà của nó là hoa theo cho em nha mấy chị. Con này là hàng 4 tà cho em bây giờ, hàng 4 tà cho em nè. Rồi con này size nhỏ dành cho chị yêu nào, 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Trước ngực toàn bộ là hoa nổ cho em ha. Trước ngực toàn bộ hoa nổ cho em bây giờ, con này đẹp xuất sắc cho mấy chị luôn nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em. Có vết sam chị ơi, có đầy đủ màu. Xả cho mấy chị 190k ha, 190k lên cho em mã hồng dâu mới cho, mã hồng dâu 190k cho em nè. Con này bao đẹp, bao sang, bao mới cho mấy chị luôn ha, lên cho em mã hồng dâu. Con này mới gần như 100% cho em luôn nè, lên cho em mã hồng dâu 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Rồi, lên cho các anh nào mà cỡ tầm nè, sang cho anh nào cỡ tầm từ 60-65kg mắc vừa, 60-65kg mắc vừa, một con xám nhẹ cho em nhá. Một con xám nhẹ xả 70k thôi mấy chị ơi, 70k cho em nào. Rồi 70k nhưng mà người chị nào lại có mặt A255, 70k cho chị em A255. Sang cho anh nào cỡ tầm 60-65kg mắc vừa cho em nào. 60-65kg mắc vừa A255 kèm luôn số cho em ạ, A255. 60-65kg mắc vừa 70k A255 kèm mã kèm số cho em ạ, A255 này. Rồi lên cho mấy chị một con cắt tăng gấm cho em nè, mấy chị một con cắt tăng gấm cho em hả? Rồi con này dành cho chị yêu nào 50. Chốt hàng chắc chắn cho em nha. 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 55kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã gấm ha. Xả cho mấy chị 49k ha, 49k lên cho em mã gấm, gấm 49k cho em nha mấy chị. Gấm 49k cho em nè ha, gấm 49k 55kg bắt đầu là vừa. Rồi lên cho mấy chị một con bộ vest tím này, con này có 3 nút luôn cho em này. Lộ đen, một con bộ đen. Dành cho anh nào cỡ tầm 50 này, dành cho anh nào tầm 55-60kg mắc vừa. Anh nào 55-60kg mắc vừa lên trên bộ đen. Chốt trên bộ đen 70k lên trên bộ đen. Dành cho anh nào tầm 50, 55-60kg mắc vừa, 55-60kg mắc vừa, 55-60kg mắc vừa lên trên bộ đen. Bộ đen 70, bộ đen 70 kèm số trên mà chốt trên bộ đen 70 nha. Chấm bài tương tác mạnh tay lên cho em nha các chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con hầm vàng trơn cho em mấy chị, một con vàng trơn cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã vàng trơn này, xả cho mấy chị 59k. 59k lên cho em mã vàng trơn, vàng trơn 59k. Bộ đen Thu Hà, chú Hà lên số. Rồi lên một con bộ rất là đẹp luôn trên ạ, màu sáng đó các chị ơi, màu sáng rất là đẹp luôn trên nè. Bộ đen chúc cho chị mặt trời của bé nha. Chị nào không có số em bỏ qua nha. Dành cho anh nào cỡ tầm 55-62kg mang vừa cho em nào. 55-62kg mắc vừa, 55-62kg mắc vừa. Lên trên mặt đẹp, con này trên mặt 80k, 80k lên trên mặt đẹp, đẹp 80. Dành cho anh nào cỡ tầm 55-62kg mắc vừa, 55-62kg mắc vừa, 80k chốt trên mặt đẹp, đẹp 80. Lên trên mặt đẹp 80k. Mã gấm của Thu Rỗ chốt thêm một sản phẩm em đi đơn nha. Rồi lên trên mặt đẹp 80, độ đẹp 80. Dành cho anh nào 55-62kg mắc vừa, đẹp 80 nào. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con hoa này, con này dạng vỏ như vỏ sừng xám cho em mấy chị ha, con này dạng vỏ sừng xám. Chị Thu Rỗ cho hàng lên số. Rồi đúng đi chị ơi. Con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em nè, 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, lên cho em mã hoa ha. Hoa 59k lên cho em mã hoa, hoa 59k cho em nè mấy chị. Hoa 59k ha, hoa 59k, 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã hoa. Rồi mã đẹp của chị Cherry Nguyễn. Mã đẹp của chị Cherry Nguyễn nha. Rồi lên cho chị đây bộ okay, trắng. Ok Thu Rỗ. Bộ trắng nó hôm nay xả đồng giá cho 50.000 luôn các trời ơi. Bộ trắng đấy. Rồi bộ trắng này size nhỏ mặc vừa, dành cho anh nào cỡ tầm này. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 45 này, 45 tới 53kg mặc vừa, bộ trắng 50k thôi. Bộ trắng 50 dành cho anh nào tầm 45 tới 53kg mặc vừa. Dành cho anh nào tầm 45 tới 53kg mặc vừa. 45 tới 53kg mặc vừa, bộ trắng 50, lên trên bộ trắng đấy. Bộ trắng 50 kèm mã kèm số trên mặt chốt trên bộ trắng 50.000. Rồi lên cho mấy chị một con cắn cơm viền tím cho em nè mấy chị ha, một con cắn cơm viền tím cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40-50kg bắt đầu là vừa cho em ha, 40-50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Rồi xả cho mấy chị 59k, 59k lên cho em mã viền tím, viền tím 59k cho em nha mấy chị ha. Một con cắn cơm siêu đẹp mà cho em nha mấy chị, cổ hình dòng nước cho em ha, lên cho em mã viền tím nè. Viền tím 59k, 50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi rồi lên cho anh nào cỡ tầm từ 50 này, dành cho anh nào tầm 55-62kg mặc vừa, lên trên bộ đỏ cho trên bộ đỏ 80, bộ đỏ 80 này. Rồi ok chị vòng quay trực tuyến này. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm từ 55-62kg mặc vừa, 55-62kg mặc vừa, 55-62kg mặc vừa, 55-62kg mặc vừa, lên trên mã bộ đỏ trên là bộ đỏ 80, lên trên bộ đỏ 80 kèm mã kèm số trên mà chốt trên bộ đỏ nhá. Bộ đỏ 80 kèm em chốt cho A là em sẽ đọc người đó chứ chị ơi, chốt cho A thì em phải đọc tên mới được nha. Bộ đỏ 80, bộ đỏ 80, cái chốt bộ đỏ 80. Rồi lên chốt chị đây. Dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào tầm 45-53kg mắc vừa, lên trên bộ nhỏ này. Bộ nhỏ và kèm luôn số trên mạng 60k chốt trên bộ nhỏ này. Bộ nhỏ 60 kèm luôn số trên mạng 45-53kg mắc vừa, lên trên một bộ nhỏ này, bộ nhỏ 60, bộ nhỏ 60. Dành cho anh nào tầm 45-53kg mắc vừa trên này, 45-53kg mắc vừa. Đảo Cherry Nguyễn nhồn đơn.
Rồi chị là lấy con này cho chị em ạ. Bộ nhỏ trên là bộ nhỏ nhá. Bộ nhỏ 50 à lộ bộ nhỏ 60 này, cho chị em bộ nhỏ 60 nhá. Rồi lên cho mấy chị một con ren cam này. Một con ren cam cho em mấy chị yêu, con này dành cho chị nào 40 tới 50 kg vào. Đây nhỏ mặt trời của bé. 40 tới 50 kg vào là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã. Đó em hết ạ. Lên cho em mã ren cam 39k mấy chị ơi, ren cam 39k cho em nè mấy chị. Ren cam 39k cho em ha, 50 kg vào là vừa cho em con này. 50 kg vào là vừa, lên cho em mã ren cam 39k. Rồi lên một con size to này, dành cho anh nào này, dành cho anh nào hoặc là chú nào của tầm từ 55 vô nhỏ em hết. 60 70 kg mặc vừa cho em là 60 70 kg mặc vừa, lên trên mặt to. 60 70 kg mặc vừa 70k cho trên mặt to. 60 70 kg mặc vừa lên trên mặt to. 60 70 kg mặc vừa cho trên mặt to. 60 70 kg mặc vừa cho trên mặt to 70k lên trên mặt to này. Rồi lên cho mấy chị một con cắt tông hoa. Nhỏ em hết rồi các chị ơi. Một con cắt tông cho em bây giờ, một con cắt tông hồng cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50 kg bắt đầu là vừa cho em ha, 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em bằng cắt tông. Rồi xả cho mấy chị 39k. 39k lên cho em bằng cắt tông, cắt tông 39k cho em nha mấy chị ha. 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em bằng cắt tông này. Cắt tông 39k giúp em. Đỏ em hết rồi. Lên màu trắng nè. Dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào tầm 65, 60, 65 ký mặc vừa. Rồi 60, 65 ký mặc vừa trắng trên nè. 60, 65 ký mặc vừa lên trên mặt trắng 50k. 60, 65 ký mặc vừa lên trên mặt trắng 50k. Kèm mã kèm số trên mặt. Lên trên mặt trắng 50, dành cho anh nào 60, 65 ký mặc vừa. 60, 65 ký mặc vừa lên trên mặt trắng, chốt trên mặt trắng 50. Trắng 50 kèm mã kèm số trên mặt, chốt trên mặt trắng 50k. 50k lên trên mặt trắng. Lên cam của chị Luân Đỗ, to của chị Thảo Đan Từ Vi. Rồi lên cho mấy chị một con cá tông gấm cho em nữa nè mấy chị, một con cá tông gấm cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu là 40 tới 50 kg đầu là vừa cho em mấy chị ha, 40 tới 50 kg đầu là vừa, lên cho em mã gấm. Lên cho em mã gấm nha mấy chị, gấm 49k cho em nè. Gấm 49k cho em mấy chị ha, gấm 49k cho em nè. Gấm 49k 50 kg đầu là vừa, lên cho em mã gấm ha, gấm 49k. Rồi lên cho chị này, bộ đen này, lên cho anh nào bộ đen này, thích bộ đen này. Rất là đẹp luôn, 70k chốt trên bộ đen. Dành cho anh nào cỡ tầm 60, 65. Không, cái này cỡ tầm từ 58. Bộ trắng của chị Thảo Đan từ Vi Dồn Đơn. Dành cho anh nào từ 58 tới 64 ký mặc vừa trên mạng. 58, 64 ký mặc vừa bộ đen. 58, 64 ký mặc vừa lên trên bộ đen. 58, 64 ký mặc vừa lên trên bộ đen 70k cho em nào. 70k lên trên bộ đen. Bộ đen 70k kèm mã kèm số trên mạng. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 58 này. 58 tới 62 ký mặc vừa. Trắng em hết rồi chị ơi. 58 tới 64 ký mặc vừa. 58, 64 ký mặc vừa bộ đen 70. Bộ đen 70 này. Rồi lên gấm này, gấm của chị Thủy Kha, Thủy Pha Phạm Cương có chưa? Con này size nhỏ cho em mấy chị, lên cho mấy chị một con đỏ dấu này size nhỏ cho em. Mọi người cố gắng chốt đủ đơn nha. Con này phải dành cho chị nào, bắp tay thật rồi, là nhỏ. Rồi ok, Thủy Phạm Phương được đen 70 luôn nha. Bắp tay thật là nhỏ cho em nha mấy chị. Con này 40 tới 46 kg bắt đầu là vừa cho em nè. 40 tới 46 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Trước ngực của nó toàn bộ là kết đá cho em ha. Trước ngực toàn bộ kết đá cho em mấy chị. Dưới tà của nó nè, dưới tà của nó là họ theo cho em ha. Rồi con này xả cho mấy chị 180k. 180k lên cho em mã đỏ dâu. Đỏ dâu 180k cho em nha mấy chị. Đỏ dâu 180k cho em là 46 kg bắt đầu là vừa ha. 46 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã đỏ dâu. Rồi lên cho anh nào này. Trời ơi màu rất là sang luôn mày anh. Đấy, anh Đại vô đây like cho em. Rồi à, vô đây like thay mẫu này. Rồi dành cho anh nào này. Đại dâu 180 của Trinh Tún. 60-65 ký mắc vừa. Rồi sao dành cho anh là tầm 60-65 ký mắc vừa. 60-65 ký mắc vừa lên trên mặt sang kèm luôn số trên nè. Rồi 60-65 ký mắc vừa dành cho anh nào 60-65 ký mắc vừa lên trên mặt sang. Lên trên mặt sang 90k chốt trên mặt sang này. Sang 90 kèm mã kèm số trên mặt dành cho anh nào 60-65 ký mắc vừa. 60-65 ký mắc vừa lên trên mặt sang rất là đẹp luôn, chất liệu vải các chị nhìn này. Độ mới gần như 100% cho em, chất liệu vải các chị ơi, rất là mềm mịn luôn cho em ạ. Lên trên mặt sang 90. Thôi thì em đọc tên rồi chị ơi. Bây giờ em không biết là bét kem xám là bét nào đâu chị ơi. Chốt từng mã nha. Bét kem hết lâu rồi. Lên cho mấy chị một con ren xanh cho em mấy chị ơi. Một con ren xanh cho em là 50 kg đầu là vừa, lên cho em mã ren xanh. Ren xanh 39k ha, ren xanh 39k của chị Phạm. Ren xanh 39k 50 kg đầu là vừa, lên cho em mã ren xanh. Rồi lên cho chị một con bộ vest trắng này các chị ơi. Rồi đây bộ vest trắng này các chị này, xả luôn bộ vest trắng này 50k cho các chị nhá. Rồi mã sang nhá, mã sang comment đúng mã cho em là mã sang này. Sang của chị Phạm Hương. Rồi anh nào 60 65
ký mặc vừa, 60-67 ký mặc vừa luôn chị em ạ. Dành cho anh nào 60-67 ký mặc vừa lên trên mã trắng lên 50k này, 50k lên trên bộ trắng lên bộ trắng 50, bộ trắng 50 kèm mã kèm số chị em ạ. Dành cho anh nào 60-67 ký mặc vừa chị em ạ, 60-67 ký mặc vừa trắng 50 rất là đẹp luôn chị em đây. Viền là viền xám chị em như này, các chị ơi chỉ có 50.000, các chị thử nghĩ coi bộ vest và vợ vest ở đâu ra mà có 50.000, chạy khoảng 80-50.000 bộ vest thôi. Lên trên bộ trắng lên bộ trắng 50, bộ trắng 50 và kèm luôn số chị em bộ trắng 50 này. Sang em hết rồi chị ơi, sang em hết, sang 90 hay 80? Sang 90. Chạy quảng cáo mà bộ vest mà có 50.000, 60.000 lời lại gì trong đó các chị ơi. Chị có ở shop cần gì hệ thôi mấy chị ha. Chạy quảng cáo đấy. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ đỏ dâu cho em mấy chị. Sang em hết là trắng của chị Thảo Lan Từ Vi. Một con đỏ dâu cho em nha mấy chị, một con đỏ dâu size to cho em nè mấy chị, con này sai. Con này sang nhỏ cho em là 48 ký bắt đầu là vừa cho em mấy cho 48 ký bắt đầu là vừa cho em, là phía trước ngực của nó toàn bộ là hoa theo kết đá cho em mấy chị, hoa theo kết đá rất là tinh xảo cho em nha mấy chị. Phần tà của nó là ha, phần tà của nó là dạng 4 tà cho em nha mấy chị, 4 tà cho em nè. Ở dưới phần tà của nó là vẫn theo cho em luôn mấy chị, phần tà của nó vẫn theo cho em nè. Rồi 48 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 48 ký bắt đầu là vừa cho em nè. Con này dạng đuôi lế cho em mấy chị, đuôi lế cho em nè, đuôi lế cho em xả cho mấy chị 190k ha, 190k lên cho em mã đỏ dâu, đỏ dâu 190k cho em nha mấy chị, 48 ký bắt đầu là vừa ho, lên cho em mã đỏ dâu 190k. Rồi dành cho anh nào thích kiểu sự cá tính nha các chị này, chị nào mà mua về này, trời ơi rất là đẹp luôn chị em nè. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 65-70 ký mặc vừa trên nè, 65-70 ký mặc vừa nhá, 65-70 ký mặc vừa. Rồi 65-70 ký mặc vừa lên trên bộ đỏ này, 65-70 ký mặc vừa cho trên bộ đỏ nhá, 80 bộ đỏ 80 kèm mã kèm số trên ạ. 65-72 ký mặc vừa trên nè, 65-72 ký mặc vừa, 65-72 ký mặc vừa lên trên bộ đỏ trên nè, bộ đỏ 80 thôi mình chị ơi, lên trên bộ đỏ đây, đây họa tiết là hoa theo như này, trên bộ đỏ 80 các chị ơi. Dành cho anh nào 65-72 ký mang đẹp trên nè, 65-72 ký mặc vừa lên trên bộ đỏ 80 chốt cho em bộ đỏ 80 này. Rồi đây cho mấy chị một con xanh cổ yếm cho em nè mấy chị, một con xanh cổ yếm cho em nha mấy chị. Con này dạng tài của nó là tài xếp ly cho em mấy chị, tài xếp ly cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40-50 ký bắt đầu là vừa cho em ha, 40-50 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Trước ngực toàn bộ đánh đá cho em nè ha, trước ngực và toàn bộ đánh đá cho em nè. Lên cho em đỏ dâu của Xuân Thu, lên cho em mã xanh đá ha, lên cho em mã xanh đá xả cho mấy chị 89k ha, 89k lên cho em mã xanh đá, xanh đá 89k cho em nè, 50 ký bắt đầu là vừa, 50 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã xanh đá 89k. Đỏ dâu em hết ạ. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm từ 55-62 ký mặc vừa trên nè, 55-62 ký mặc vừa lên trên bộ xám, 55-62 ký mặc vừa. Rồi 55-62 ký mặc vừa, anh chị nào là con này chốt trên này, lên đó, trên bộ xám nhá. Đỏ của Đan Nguyễn. Rồi lên trên bộ xám 70, bộ xám 70k kèm mã kèm số trên ạ. Dành cho anh chị anh nào cỡ tầm 55-62 ký mặc vừa, anh chị nào là con này chốt trên bộ xám 70. Rất là đẹp luôn, trên bộ xám 70k kèm mã kèm số trên ạ. Xanh đá hoặc xanh đá này, xanh đá Vũ Hàng có đơn chưa ta? Xanh đá còn trong đó đó. Rồi lên trên bộ xám nha mọi người, chốt trên bộ xám kèm mã kèm số trên ạ. Rồi 70.000 lên trên bộ xám trên ạ. Vũ Hàng chốt hàng lên số cho em nha mọi người ơi, chốt hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng giúp em. Rồi lên cho mấy chị một con ren vàng cho em nha mấy chị, 50 ký bắt đầu là vừa cho em nè, 50 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã ren vàng ha, ren vàng, ren vàng 39k cho em nha mấy chị, ren vàng 39k cho em ha, ren vàng 39k, 50 ký bắt đầu là vừa cho em ha. Rồi dành cho anh nào mà size to mặc vừa, size đá của chị Hương Thủy hình như có đơn rồi á. Rồi có đơn rồi. Dành cho anh nào cỡ tầm 60-65 ký mặc vừa trên là bộ đen viền nha mọi người, 60-65 ký mặc vừa lên trên mã viền, 60-65 ký mặc vừa lên trên mã viền xả bộ này các chị 70k thôi. Anh chị nào là cái bộ này lên trên mã bộ viền, lên trên bộ viền kèm mã kèm số trên ạ. Dành cho anh nào cỡ tầm 60-65 ký mang đẹp trên nào, 60-65 ký mặc vừa, rồi 60-65 ký mặc vừa, anh chị nào là con này chốt trên mã bộ viền nhá, bộ viền 70k và kèm luôn số trên bộ viền 70. Xám của chị Lưu Hằng, xám của cho đây, xám của chị Kim Thoa Trần dồn đơn, xám cam Kim Thoa Trần dồn đơn. Rồi lên cho mấy chị một con trắng trơn cho em mấy chị, một con trắng trơn viền hồng cho em nè mấy chị. Con này dạng cổ thuyền cho em ha, dạng cổ thuyền cho em nha mấy chị. Rồi con này giờ cho chị yêu nào 52 ký bắt đầu là vừa cho em nè, 52 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã viền hồng, viền hồng 59k cho em nha mấy chị, viền hồng 59k cho em, vải phi cho em ha, lên cho em mã viền hồng, viền hồng 59k nè. Bộ đen viền của chị Thu Hà, đen viền được 80 nào, tầm 70 ra.
Rồi lại dành cho anh nào này, dành cho anh nào có tầm 60 60-70 kg mặc vừa cho chị em bộ to 50k lên cho em ạ, bộ to 50k lên cho em bộ to dành cho anh nào 60-70 kg mặc vừa. Rồi 60-70 kg mặc vừa lên cho em bộ to, 60-70 kg mặc vừa lên cho em bộ to kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi 70k lên cho em lộ 6 lộ 50k cho chị em bộ to 50 kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho anh nào có tầm 60-70 kg mặc vừa bộ to 50k này cho chị em bộ to quá rẻ luôn chị Vũ Hiền. Ờ ở đâu rẻ bằng, vừa chạy quảng cáo trời ơi tiền đâu các chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con nuôi dâu đẹp xuất sắc cho em không mấy chị ơi, con này mới gần như 100% cho em rồi mấy chị. Con này mấy chị nhận không không đẹp không mới không lấy tiền mấy chị luôn ha. Rồi xả cho mấy chị con này với giá 190k ha. 190k lên cho em mã nuôi dâu nha mấy chị, trước ngực của nó toàn bộ là kết đá cho em nha mấy chị. Toàn bộ kết đá cho em ha. Con này dành cho bốn dành cho chị em nè, 40-50kg bắt đầu là vừa cho em nè, 40-50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã nuôi dâu. Nuôi dâu 190k cho em nha mấy chị, lên cho em mã nuôi dâu ha. Nuôi dâu 190k cho em ha, lên cho em mã nuôi dâu 190k nè. Rồi, nuôi dâu nha mọi người. Rồi dành cho anh nào đơn của nuôi chị dâu trên tốn nhiều là ngày mai phải chuyển khoản hoặc cọc cạc em mới đi đơn được nha. Rồi cả hai đơn của chị nếu mà đơn kia của chị mà ít thì đơn kia không cần cọc đâu nha, còn đơn này mà trên 500k là chị phải cọc những chị Trinh Tủ thôi. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm to của chị đơn Nguyễn, dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa, 60-65kg mặc vừa nha mọi người, 60-65kg mặc vừa. Rồi 60-65kg mặc vừa trên là 60-65kg mặc vừa. 60-65kg mắc vừa. Rồi 60-65kg mắc vừa. Anh nào lấy comment chốt cho em A101. A101 kèm luôn số cho em ạ. Chốt cho em A101 70k bộ này. 70k A101 70k chốt cho em A101 kèm mã kèm số cho em nào. Rồi lên cho mấy chị một con trắng trơn nữa cho em mà mấy chị ha. Rồi cái hàng trắng này nhiều thôi xả cho mấy chị giá 39k luôn nè. 39k lên cho em ạ. Viền tím ha. Viền tím 39k cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em ạ. Viền tím. Viền tím 39k cho em mấy chị ha. Lên cho em ạ. Viền tím nè. Nuôi dâu em hết rồi mọi người ơi. Rồi lên bộ đen này, bộ đen size nhỏ này các chị này, bộ đen size nhỏ nhá. Rồi lên bộ đen size nhỏ này, dành cho anh nào cỡ tầm 45-50kg mắc vừa, một con bộ đen siêu đẹp luôn trên này. 45-50kg mắc vừa lên trên bộ nhỏ trên này. 45-50kg mắc vừa lên trên bộ đỏ trên à, bộ nhỏ trên này. 45-50kg mắc vừa lên trên bộ nhỏ trên mà 60k chốt trên bộ nhỏ đây. Bộ nhỏ 60 và kèm luôn số trên mà dành cho anh nào tầm 45-50kg mắc vừa. Rồi 45-50kg mắc vừa lên trên bộ nhỏ này, bộ nhỏ 60. Bộ nhỏ 60 kèm luôn số trên mà chốt trên bộ nhỏ 60 này. A101 này, A101 của chị à. Tina Phạm, A101 của chị Tina Phạm nha. Rồi lên cho mấy chị một con nuôi dâu nữa cho em mấy chị ha. Con này phía trước ngực của nó là toàn bộ là hoa nổ cho em mấy chị ha. Hoa nổ kết ngọc cho em nè. Phần tà của nó là toàn hoa đen cho em mấy chị ha. Hoa đen cho em nè. Phía sau cũng hoa đen cho em luôn mấy chị ha. Hoa đen cho em luôn nè. Con này là dạng 4 tà cho em nha mấy chị. Dạng 4 tà cho em nè. Rồi xả con này cho mấy chị với giá 200k ha. Tại vì cái phần tà của nó là phần tà đen cho em mấy chị ha. Siêu đẹp, siêu mới cho em luôn nè. Rồi lên cho em mã A547 ha. A547 200k cho em nha mấy chị. A547 200k cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. Nhận hàng con này đảm bảo cho mấy chị siêu đẹp nha. Siêu mới luôn cho em luôn ha. Có hàng chắc nha các chị ơi. Đừng cuối like đừng xả của em nha. Lên cho em mã A547 ha. A547 200k cho em nè. 50kg bắt đầu là vừa cho em. Lên cho em mã A547. Rồi lên dành cho anh nào cỡ tầm 65-70kg mặc vừa trên à. 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa. Rồi 65-70kg mặc vừa trên ạ. Tím dồn đâu chị Chín Lê. Rồi 65-70kg mặc vừa lên trên mà A566 trên là A566 cái trời. A566 80k A566 kèm mã kèm số trên mà A566 trên này. Lên cho em A566 này, cho em A566 này. Dành cho anh nào cỡ tầm này 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa A566 trên mà 80k. 80k A566 trên mà A566 80, A566 80 nè. Rồi lên cho mấy chị một con. Nuôi dâu 200 trên tuổi. Rồi lên cho mấy chị một con trắng ngọc cho em nha mấy chị, một con trắng ngọc cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu là 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa lên cho em mã trắng Điền ngọc. Điền tím cho hạ lên số mọi người ơi, chị Lê chưa có đơn nha. Sẽ cho mấy chị 59k ha, 59k lên cho em mã trắng ngọc này. Trắng ngọc 59k cho em nha mấy chị. Trắng ngọc 59k, 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa lên cho em mã trắng ngọc. Trắng ngọc 59k. Rồi dành cho anh nào này, dành cho anh nào cỡ tầm từ 55, dành cho anh nào cỡ tầm từ 55 tới 62kg mắc vừa. 55 tới 62kg mắc vừa lên trên bộ trắng lên 50k thôi. 50k lên trên bộ trắng lên bộ trắng 50. Dành cho anh nào tầm 55 tới 62kg mắc vừa. Cho A566 này, A566. Quà vàng có đơn rồi. Quà vàng. Rồi, dành cho anh nào cỡ tầm 55 tới 62kg mắc vừa lên trên bộ trắng rồi ok chị quà vàng. 55 tới 62kg mắc vừa lên trên bộ trắng 50k. 50k bộ trắng trên là bộ trắng 50, lên trên bộ trắng 50.000 trên nè.
A 566 em hết rồi nha. Rồi lên cho mấy chị một con kim sa nè. A 547 là không, 547 là con dâu á, con dâu đó. Hết rồi chị ơi. Đâu cứ 80k trở lên là em đi nha. Lê Hậu Huỳnh Nhung biết đủ đơn chưa ta? Rồi lên cho mấy chị một con kim sa cho em á, cho một con kim sa cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40 tới 50 kg đầu là vừa cho em thôi. Lên cho em mã kim sa. Lên cho em mã kim sa mấy chị, xả mấy chị 79k lên cho em mã kim sa. Kim sa 79k cho em nha mấy chị. 79k lên cho em mã kim sa nè, 50 kg đầu là vừa cho em thôi. Lên cho em mã kim sa. Kim sa 79k. Trắng hồng. Rồi. Dành cho anh nào này rất là đẹp luôn chị nè. Trắng này hả? Trắng này là trắng hả? Cái này bạn trắng hả? Bộ trắng. Rồi bộ trắng 59 này của chị Thảo Đa Từ Vi nha. Chị là kim chị chốt cái gì vậy? Cái đó 50 mà bộ trắng. À 50. Bộ trắng 50. Chị là kim chốt cái gì vậy? Dành cho anh nào này. Trắng ngọc á. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 55 tới 60 kg mặc vừa. 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên bộ đen, 55 tới 60 kg mặc vừa. Dành cho anh nào 55 tới 60 kg mặc vừa lên trên bộ đen 70. Chị là kim chốt áo dài hay vest chị ơi? Rồi lên trên mã bộ đen 70k cho chị em bộ đen. Dành cho anh nào cỡ tầm 55 tới 60 kg mặc vừa. 55 tới 60 kg mặc vừa bộ đen này, bộ đen 70 kèm số cho em là cho chị em bộ đen 70 này. Rồi lên cho mấy chị một con màu bơ trơn cho em nè mấy chị, một con màu bơ trơn cho em nha mấy chị. Rồi con này size to cho em mấy chị, size to cho em nè. Rồi con này dành cho chị em nào 58 chứ bắt đầu là vừa cho em ha. Con này mặc lên 3 sáng da cho mấy chị đúng không? Mặc lên cực kỳ sáng da cho em luôn cho em nha mấy chị ha. 58 chứ bắt đầu là vừa cho em nè. Không đủ đơn là em xả rồi chị ơi. Lên cho em mã bơ trơn. Đây như chị đủ đơn rồi á. Xả cho mấy chị giá 59k thôi nè. 59k lên cho em mã bơ trơn ha. Bơ trơn 59k cho em nha mấy chị. 58 của chị Lưu Hằng. 58 chứ bắt đầu là vừa lên cho em mã bơ trơn. Rồi con này size to mặc vừa dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa bộ xám cho em nào. 60-65kg mặc vừa dành cho anh nào 60-65. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa lên trên bộ xám trên này. 60-65kg mặc vừa lên trên bộ xám trên này. Bộ xám 70k bộ xám trên mà bộ xám 70. Lên trên bộ xám 70 dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa trên này. 60-65kg mặc vừa lên trên bộ xám cho mọi người, bộ xám 70 trên này. Bơ dồn lên Lê Hậu, đủ đơn rồi chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con đỏ dâu nữa nè. Một con đỏ dâu cho em nha mấy chị ơi, một con đỏ dâu. Rồi ok em biết rồi chị Thảo Đan Từ Vi ơi em. Rồi con này toàn bộ phía trước ngực của nó là hoa theo kết đá cho em mấy chị ơi. Toàn bộ trước ngực của nó hoa theo kết đá cho em nè. Okay, con này bao mới cho mấy chị luôn ha. Con này bơi hết. Con này hàng 6 tà cho em mấy chị ơi, 4 tà cho em ha. Con này là hàng 4 tà cho em nha mấy chị ơi. Hai bên phần tà của nó cũng là hoa theo cho em luôn nè. Hai phần tà của nó cũng là hoa theo đính đá cho em mấy chị ơi. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40 tới 46kg bắt đầu là vừa cho em nè, size nhỏ cho em ha. Rồi xả cho mấy chị 190k lên cho em mã đỏ dâu. Đỏ dâu 190k cho em nha mấy chị, lên cho em mã đỏ dâu ha. 46kg bắt đầu là vừa lên cho em mã đỏ dâu. Con này siêu đẹp siêu mới cho em luôn, lên cho em mã đỏ dâu. Trời ơi, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Ở ngoài còn đẹp like hơn luôn nha mọi người nhá. Là gấu chưa lên like. Cái này chưa có lên like gì luôn nha mọi người, rất là đẹp bộ luôn. Bộ xám của chị Hoa Bùi. Lên trên mã mới 100k lên trên mã mới. Dành cho anh nào cỡ tầm đây, dành cho anh nào cỡ tầm xám Hoa Bùi. Dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa trên nào. 60-65kg mặc vừa dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa. Mới 100% cho em, chốt trên mã mới các trời ơi. Lên trên mã mới 100k, chốt trên mã mới này. Mới 100k dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa. Rồi anh nào 60-65kg mặc vừa lên trên mã mới 100 này. Mới 100k kèm mã kèm số trên nào. Có sai lớn luôn chị ơi. Không. Rồi mã mới của chị Đan Nguyễn dồn đơn. Rồi lên cho mấy chị một con áo dài vải gấm 100 của chị Đan Nguyễn. Con này vải gấm cho em mấy chị ha, một con vải gấm cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 52kg bắt đầu là vừa cho em nè. 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Con này 30 cho mấy chị luôn, lên cho em mã gấm thôi. Rồi xả cho mấy chị 79k. 79k lên cho em mã gấm, gấm 79k cho em nha mấy chị. 52 mới em hết rồi ạ. À. Mọi người cố gắng chắc cho em nha. Cho em mã gấm ha, gấm 7. Gấm 79k lên cho em mà gấm nè. Gấm 79k cho em nha mấy chị ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi. Rồi lên cho anh nào cỡ tầm nè. Dành cho anh nào tầm 60-65kg mặc vừa trên nè. 60-65kg mặc vừa lên trên mã trắng lên 50k thôi. 50k lên trên mã trắng. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa lên trên mã trắng 50. Trắng 50 kèm mã kèm số trên mà chốt trên mã trắng này. Đợi em xíu nào. Rồi lên trên mã trắng 50 dành cho anh nào có tầm 60-65kg mặc vừa. Rồi xả các chị 50k thôi. 50k anh chị nào lấy con này chốt trên mã trắng. Trắng 50 kèm mã kèm số trên mã. Dành cho anh chị nào có tầm dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa lên trên mã trắng trên này. Trắng 50, trắng 50 kèm luôn số trên mã chốt trên mã trắng 50. Lên trên mã trắng 50. Đúng rồi. Rồi lên cho mấy chị một con hồng theo cho em mấy chị, một con hồng theo cho em nè mấy chị. Con này dành cho chị nè 40.
Con này size to cho em mới cho 50 tới 55 kg bắt đầu là vừa cho em nè. 50 tới 55 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã hồng theo ha. Lên cho em mã hồng theo 59k mới cho hồng theo 59k cho em nè. Hồng theo 59k 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50 55 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã hồng theo. Rồi lên cho chị đây. Màu con này, màu con của Gucci nha các cháu, rất là đẹp luôn trên này. Rất là đẹp luôn trên mã mới con này các cháu ơi, lên trên mã hiệu. Dành cho anh nào cỡ tầm này 70-80kg mặc vừa, trên là 70-80kg mặc vừa. Lên trên mã hiệu 70-80kg mặc vừa, 80k cho trên mã hiệu nhá. Hiệu 80 cái mã kiếm sâu chưa? Chị là may mắn nha. Lên trên mã hiệu, hiệu 80 các cháu, lên trên mã hiệu 80 trên này. Rồi lên trên mã hiệu 80k cho chị mã hiệu. Mã ngắm nhộn đơn cho chị Kim Pha Trần. Dành cho anh nào, dành cho anh nào 79. Dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào cỡ tầm từ 70-80kg mặc vừa. 70-80kg mặc vừa. Đúng duy nhất một con thôi, lên trên mã hiệu trên là 80k, lên trên mã hiệu. Hiệu 80, hiệu 80 kèm mã kèm số trên mà chốt trên mã hiệu này. Mã hồng của Lê Hậu nha. Rồi đây cho mấy chị một con cắt tông ha, một con cắt tông cho em nha mấy chị. Con này 50kg bắt đầu là vừa cho em hết trời, 50kg bắt đầu là vừa cho em là xả 49k ha. 49k lên cho em mã cắt tông ha, 49k lên cho em mã cắt tông này. Cắt tông 459. Cắt tông 49k mới cho lên cho em mà cắt tông 49k này. 50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 50kg. Trang Lê có đơn rồi hả? Trang Lê có đơn rồi. Rồi mã hiệu dồn đơn chị Trang Lê bao nhiêu? 80. Hiệu Trang Lê. Rồi lên cho chị bộ đen hiệu này. Em hết rồi chị ơi. Lên cho anh chị anh một bộ đen này. Anh nào cỡ khoảng này, anh nào cỡ khoảng tầm 60-65kg mặc vừa. Phụ lai vết cho hết. 60-65kg mặc vừa, dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa, lên trên bộ đen. 60-65kg mặc vừa, lên trên bộ đen 70k. 70k lên trên bộ đen, bộ đen 70 kèm mã kèm số trên này. Dành cho anh nào 65-70kg mặc vừa nhá. 65-70kg mặc vừa, lên trên bộ đen này, lên trên bộ đen các cho 70k nào. Rồi lên cho mấy em chị. Sẽ là vest cho hết nha mọi người ơi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con vest đen cho em mới chở, một con vest đen viền trắng cho em nha mấy chị. Một con vest đen viền trắng cho em nè. Con này dành cho anh nào 65kg bắt đầu là vừa cho em hả? 65kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị hả? 65kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi xả cho mấy chị nha. Tina Phạm chốt cái gì chị ơi? Cách tên 49 của chị Tina Phạm. Rồi xả cho mấy chị 70k ha. Xả cho mấy chị 70k nè. Lên cho em. Lên cho em mã viền trắng ha, lên cho em mã viền trắng 70k cho em mới thở, viền trắng 70k cho em nè. Viền trắng 70k 65kg bắt đầu là vừa. Rồi ok, Tina Phạm dồn đơn. Rồi lên cho anh chị nè. Dành cho mã anh đen nào của Thiên Hoàng. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 55 này, 55 từ 62kg mắc vừa trên à. 55 từ 60kg mắc vừa. Dạ, cái đen, dạ dạ. 70. Cái này mã gì? Viền trắng dành cho anh nào này, dành cho anh nào cỡ tầm hết rồi chị là Kim chúc qua mã viền trắng cho em cũng rất đẹp nha. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm 55 tới 60kg mặc vừa, 55 tới 60kg mặc vừa, 55 tới 60kg mặc vừa, 55 60kg mặc vừa, lên trên mã A66 trên mã 70k trên à. 70k lên trên mã A66, A66 70, lên trên mã A66 70k cho trên mã A66 này. Rồi lên cho mấy chị một con xám size to cho em nè mấy chị ơi, con này 70kg. Con này 65-70kg cho em. Viền trắng của chị Bèo Tím. Quay đầu là vừa cho em nè. Rồi xả cho mấy chị 70k ha, 70k lên cho em mã xám. Xám 70k cho em nè, xám 70k cho em nè. Xám 70k cho em ha, 65-70kg bắt đầu là vừa cho em ha. 65-70kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã xám ha. Con này 3 mới cho mấy chị ha, 3 mới cho mấy chị luôn này, 70k thôi ha. Rồi con này dành cho anh nào cỡ tầm 50-57kg mặc, 50-55 thôi. 50-55kg mặc vừa. 56 của Thu Hà dồn đơn. Rồi dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa. Rồi dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa, lên trên bộ trắng cho em. Lên trên bộ trắng 50k thôi mấy chị ơi, lên trên mà bộ trắng này. Anh chị nào lấy con này chốt trên bộ trắng cho em này. Lên trên bộ trắng 50, lên trên bộ trắng 50k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho anh nào. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa. Dạ. 50-55kg mặc vừa, lên trên bộ trắng 50, bộ trắng 50. Sáng của Quỳnh Hồng. Rồi lên cho mấy chị một con đen size nhỏ cho em mấy chị, một con đen size nhỏ cho em nè mấy chị. Con này 50-55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã đen nhỏ ha, xả cho mấy chị. 70. Xả cho mấy chị 70k ha. Con này bao mới bao đẹp cho em luôn mấy chị ha. Bao mới bao đẹp cho em luôn nha mấy chị. Mới gần như 100% cho em luôn này ha. Rồi con này 50-55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã đen nhỏ ha. Đen nhỏ 70k ha. Đen nhỏ 70k cho em nha mấy chị. Rồi lên cho chị một con xuất sắc này, dành cho anh nào size to mặc vừa. Dành trắng cho anh Tina nào 70-80kg mặc vừa, trên là 70-80kg mặc vừa, lên trên là to. 75-80kg mặc vừa, 75-80kg mặc vừa. Đây nhỏ liễu bùi có đơn 75-80kg mặc vừa.
75 80 kg mặc vừa lên cho em bộ to, cho chị em bộ to 80k cho em ạ. 80k bộ to 80 kèm mã kèm số cho em ạ. Đây, quà tiết viền cho em là rất là đẹp luôn, cho em màu kiểu như dạng màu xám và xám đen các chị yêu nhá. Dành cho anh nào 60, dành cho anh nào tầm 75. 75 80 kg mặc vừa trên là 75 80 kg mặc vừa. Lên cho em bộ to nha mọi người, cho chị em bộ to đây, bộ to 80. Lên cho em bộ to 80 kèm mã kèm số cho em ạ, bộ to 80 nè. Rồi lên đây tiếp cho mấy chị một con xám á chị ơi, con xám này 60 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55 60 kg bắt đầu là vừa cho em này, con này 30 cho mấy chị luôn ha, 30 bao đẹp cho em luôn mấy chị ha. Rồi lên cho em ạ. To trang lê. Rồi lên cho em mã xám ha. Ai lấy con này lên cho em mã xám nè, xám 70k cho em nha mấy chị. Xám 70k cho em nè, 60 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55 60 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã xám, xám 70k ha, lên cho em mã xám 70k nè. Con này 30 cho em nha mấy chị ha. 30 cho em, lên cho em mã xám, xám 70k. Dạ và tư tác mạnh tay lên cho em nha, còn khoảng hơn mấy chục bộ nữa thôi em tải cho hết nha mọi người ơi. Rồi lên bộ trắng này, lên bộ trắng to nha. Em hết rồi nha, em còn mã xám thôi nha mọi người ơi. Rồi lên bộ trắng này các chị ơi, lên cho bộ trắng này. Rồi dành cho anh nào size to mặc vừa 60-65kg mặc vừa lên trên bộ trắng 50, lên trên bộ trắng 50. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa lên trên bộ trắng 50 này, lên trên bộ trắng 50k kèm mã kèm số trên mạng. Anh nào cỡ tầm từ 60-65kg mặc vừa 70 của chị Hằng Nguyễn. Bộ trắng này, bộ trắng 50. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con xám 70 Hằng Nguyễn, may mắn chặt quá. Cho mấy chị một con một bộ đẹp cho em mấy chị ơi. Con này 65kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nè. Con này bao đẹp cho mấy chị luôn ha, bao đẹp cho mấy chị luôn nè. 60k ha, lên cho em mà đang đẹp ha. Đang đẹp cho em mấy chị ơi, đang đẹp 60k cho em nè. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 60-65kg bắt đầu là vừa, lên cho em mà đang đẹp ha. Đang đẹp 60k cho em mấy chị ơi, 60k. Rồi, dành cho anh nào tầm 55 tới 60kg mặc vừa lên cho em mà đẹp. Đẹp 80, chị nào lấy thì comment cho mã đen đẹp 80 nha. Rồi lên cho em mã nu dành cho anh nào cỡ tầm 55 tới 60kg mặc vừa. 55 tới 62kg mặc vừa. 55 tới 62kg mặc vừa lên cho em mã nu. Lên trên mã nu 90k, lên trên mã nu rất là đẹp luôn, trên mã chốt trên mã nu 90, lên trên mã nu 90 kèm mã kèm số trên mã. Đen đẹp cho 90 của chị nội Nguyễn nha. Đen rồi. Đẹp 80, sorry, đen đẹp 80. Rồi dành cho anh nào này, dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào cỡ tầm từ 55 tới 62kg mặc vừa trên nào, lên trên mã nu. Mã nu 90k lên trên mã nu, nu 90 kèm. Mã trắng Vũ Thị Hải. Rồi lên trên mã nu. Lên trên mã nu 90, nu 90 kèm mã kèm số trên mạng. Dành cho anh nào tầm 55 tới 62kg mặc vừa. 55 tới 62kg mặc vừa lên trên mã nu 90. Nu 90 kèm mã kèm số trên mạng, chốt trên mã nu 90 55 62kg. Đen đẹp giá 80 em hết nha, mã trắng 50 của Vũ Thị Hải. Rồi lên cho mấy chị một con ha. Một con màu lông chuột kem mấy chị ha, con này màu lông chuột kem nha mấy chị ha. Con này 30 bao đẹp cho em luôn mấy chị ha. 30 bao đẹp cho em luôn này. Rồi con này dành cho anh nào 50 tới 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50 tới 55kg bắt đầu. Vũ Thị Hải thiếu số rồi chị ơi. Chị Vũ Thị Hải thiếu số rồi nha. Chốt hàng đúng số đi chị ơi. Mã nu của Mai à, mã nu của chị à. Mã Hằng Nguyễn dồn đơn. Mã nu của chị Hằng Nguyễn dồn đơn nha. Rồi con này dành cho anh nào 50-55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này 30 cho mấy chị luôn ha. 80k lên cho em ạ. Lông chuột ha, lông chuột 80k cho em mấy chị ha. Lông chuột 80k cho em nè. Lông chuột 80k, 50-55kg bắt đầu là vừa lên cho em ạ. Lông chuột, lông chuột 80k cho em ha. 55kg bắt đầu còn là vừa. Còn ít bên em xả nốt vest rồi sáng mai em lại lên áo dài nha các chị ơi. Sáng mai các chị theo dõi em lại lên áo dài nha. Rồi Vũ Thị Hải em thấy số rồi, nu em hết rồi nha. Rồi lên cho anh một xám này luôn rất là đẹp luôn chị em ạ. Con này không đẹp không mới không lấy tiền, chốt chị em ạ 80. Lên chị em ạ 80. Dành cho anh nào cỡ tầm 55 tới 62kg mặc vừa. Dành cho anh nào 55 tới 62kg. Lông chuột dồn đơn cho chị Bèo Tím. 55 tới 62kg mặc vừa 80k, chốt chị em ạ mà mới chị em ạ 80 kèm luôn số chị em ạ. Dành cho anh nào cỡ khoảng tầm 55 tới 62kg mặc vừa lên chị em ạ 80 chị này. Rồi lên cho lông chuột em hát rồi chị ơi. Lên cho mấy lên cho mấy chị một con màu kem ha. Con này dành cho anh nào. Anh nào trên 60kg bắt đầu là vừa cho em ha. 60kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị ha. Lên cho em mã kem ha. Kem 70k lên cho em mã kem. Kem 70k mấy chị ha. 60kg bắt đầu là vừa cho em nè. 60kg bắt đầu là vừa lên cho em mã kem ha. Kem 70k cho em ha. Kem 70k cho em nha mấy chị ha. 60kg bắt đầu là vừa lên cho em mã kem. Trời ơi rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 100k lên cho em mã 80 là mã nào chị ơi? Chốt hàng đúng mã cho em với nha. Rồi 100k chốt cho em A100 nha mấy chị ơi. Dành cho anh nào này, dành cho anh nào tầm 55 tới 62kg mang được mang đẹp cho em nè. Không, cái này có tầm 60-65kg mặc vừa. 60-65kg mặc vừa trên ạ. 60-65kg mặc vừa. Lên trên mà A100-100k, chốt trên mà A100. A100-100k kèm luôn số trên mà chốt trên mà A100. Mai Nguyễn dồn đơn. Rồi lên trên mà A100-100k đúng duy nhất một con màu này rất là mới cho em. Còn nguyên vết cấp nha mọi người đấy.
còn nguyên vết lai vết cất luôn cho em này, rất là đẹp và mờ cho em ạ. Chốt cho em A100 100k lên cho em A100 kèm mã kèm số cho em nào. Má kem của chị bèo tím. Rồi lên cho mấy chị một con đen đẹp nữa, mấy chị ơi, một con đen siêu mới cho A100. Một con đen siêu mới cho em một ha. Con này dành cho anh nào? Con này dành cho anh nào? 60 65 kg mang vừa cho em nha mấy chị. 60 65 kg. Quay đầu là vừa cho em lên cho em mã đen xả 80k mấy chị ha. 80k lên cho em mã đen ha. 60 65 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 60 65 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, lên cho em mã đen ha. Đen 80k cho em lên cho em mã đen 80k. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào cỡ tầm 60 70 kg mặc vừa lên trên mặt to này. 60 70 kg này, 65 70 kg mặc vừa cho trên mặt to. 65 70 kg mặc vừa lên trên mặt to 50, lên trên mặt to 50k cho trên mặt to 50k lên trên mặt to. Dành cho anh nào cỡ tầm 65 70 kg mặc vừa, 65 70 kg mặc vừa to này, to 50 kèm mã kèm số trên mặt chốt trên mặt to 50. Đen 80 cho hè lên số mọi người ơi, mã đen của chị Thúy Vy. Mã đen của chị Thúy Vy. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con màu lông chuột đẹp cho em mấy chị, một con lông chuột đẹp cho em nha mấy chị. Con này dành cho anh nào? Mã to của chị Quỳnh Hồng. Con này dành cho anh nào 55 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55 kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi xả 70k ha. 70k lên cho em mã xám ha. Lên cho em mã xám 70k cho em mấy chị ha. 55 kg bắt đầu là vừa cho em nè. 55 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã xám. Xám 70k cho em ha. Xám 70k cho em nè. Xám 70k. À 100 em hết rồi nha. Rồi mã to dồn đơn chị Quỳnh Hồng. Rồi con này dành cho anh nào cỡ tầm 65 70 kg mặc vừa trên này. 65 70 kg mặc vừa, 65 70 kg mặc vừa rất là đẹp luôn. Trên mặt 80k cho em A255 A225 và kèm luôn số cho em A225. Dành cho anh nào 65 70 kg mặc vừa. Rồi 65 70 kg mặc vừa trên này. 65 70 kg mặc vừa A255 A255 kèm mã kèm số. 870 liễu bùi dồn đơn. Rồi dành cho anh nào tầm 65 này, dành cho anh nào 65 70 kg mặc vừa. 65 70 kg mặc vừa cho em ạ. 80k chốt cho em A225 A225 và kèm luôn số cho em A225 80k chốt cho em A225 80. Rồi lên cho mấy chị, lên cho mấy chị một con phiền đỏ cho em mấy chị, một con phiền đỏ cho em nha mấy chị. Bao đẹp. Con này bao đẹp bao mới cho mấy chị luôn nè. Bao đẹp bao mới cho mấy chị luôn nha. Rồi con này size nhỏ cho em nè. 55 kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. 55 kg quay đầu là vừa cho em nha. Con này Sơn chào Trần Hồng cho hè lên số cho em ạ. Sơn Trần Hồng cho hè lên số nha. 225 của chị Nguyễn Thị Nhung. Mọi người không có số em bỏ qua nha. Lên cho em mã viền đỏ. Viền đỏ 80k cho em mấy chị ha. Viền đỏ 80k cho em nè. Con này bao mới cho mấy chị ha. Bao mới cho mấy chị luôn nè. Lên cho em mã viền đỏ. Viền đỏ 80k cho em nha mấy chị. Viền đỏ 80k cho em nè. Rồi lên cho anh chị một con màu xám đây, lên cho anh chị một con màu xám đấy. Rồi của chị Nguyễn Thị Nhung rồi nha. Thì là liễu bùi. Rồi con này size to mặc vừa. 60 65 kg mang vừa trên nào mấy chị ơi. 60 65 kg mặc vừa rất là đẹp luôn, trên là màu xám các chị ơi, mới gần như 100%. Chị có đơn rồi hả chị? Xương cha Trần Hồng có đơn chưa? Rồi 60 65 kg mặc vừa, 60 65 kg mang vừa trên nào. 60 65 kg mặc vừa, 60 65 kg mặc vừa lên trên mã A92 80k. 80k lên trên mã A92 80 kèm mã kèm số trên mã A82. Lên trên mã A92 chốt trên mã A92 80k trên này. 80k lên trên mã A92. Dành cho anh nào cỡ tầm 60 65 kg mặc vừa. Liễu bùi có rồi, nãy chị vừa ấy rồi. 60 65 kg mặc vừa. Chứ không phải liễu bùi nãy lên số sau à? Lên số sau nên là không được nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con xám cho em mấy chị, một con xám cho em nè mấy chị. Con này A92 của chị Thúy Vy. Con này dành cho anh nào 60 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50 60 kg bắt đầu, 60 tới 65, 55 tới 60 kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị. 55 tới 60 kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. 80k lên cho em mà A95 80k cho em nha mấy chị. A95 80k cho em nè. A95 80k 60 kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị. May mắn à? Lấy cho em mã A95 ha. A95 80k. May mắn còn ok. Và viên đỏ của chị may mắn nè. Rồi lên cho màu trắng đấy. Liễu bùi không có hả? Rồi đây chị kỹ cho. Rồi lên trên bộ trắng này, 50 tới 55 kg mặc vừa trên này, chốt trên bộ trắng nào. 50 tới 55 kg mặc vừa 50k chốt trên bộ trắng 92 hết. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ trắng này. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ trắng kèm mã kèm số trên nào. 50 tới 55 kg mặc vừa, 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ trắng trên nào. 50 tới 55 kg mặc vừa lên trên bộ trắng, cái chốt trên bộ trắng lên 50k thôi. 50k lên trên bộ trắng này, bộ trắng 50 kèm mã kèm số trên mà chốt trên bộ trắng này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con màu kem mấy chị ha, một con màu kem cho em nha mấy chị. Con này dành cho anh nè, 65 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 60 65 kg. Ok, ngày mai nhân viên gọi cho chị bà lấy quần cho nha. 80k ha. Trắng Nguyễn Hòa. 80k lên cho em mã V
viền đen, viền đen 80k cho em nha mấy chị. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em ha. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em con này mấy chị hả? Rồi tùy là ngày mai nhân viên báo nha. Viền đen 80k cho em ha. Viền đen 80k cho em nha mấy chị hả? Viền đen 80k cho em nè. A95 này của chị Lời Hứa này. A95 của chị Lời Hứa nha. Rồi dành cho anh nào này, dành cho anh nào 65 này, 65, 55, 65, 55, 62 ký mắc vừa, 55 tới 62 ký mắc vừa, 55 tới 62 ký mắc vừa. Thì anh chị nào lấy con này chốt cho em A212, A212 và kèm luôn số cho em ạ, đúng rồi Việt Nam. A212 kèm mã kèm số cho em ạ, A212 50k thôi mấy chị ơi, A212 50 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con vest trắng cho em mấy chị, một con vest trắng cho em nha mấy chị. Con này dành cho anh nào 55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55kg bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã bộ trắng ha. Bộ trắng 50k cho em nha mấy chị. Kem 80 của chị Hồng Phạm. Kem 80 của chị Hồng Phạm nha. Em nói mã mình đen. Chưa phải có kem. Nãy em đọc một kem mà. Rồi viền đen của chị Nguyễn Hương. Rồi lên cho mấy chị một con màu trắng cho em mấy chị. Con này dành cho anh nào 55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 50k ha. 50k lên cho em. Cho hàng đúng mã nha. Lên cho em mã trắng là trắng 50k. 212 kim thoa trần. Rồi size to mặc vừa, size cho anh nào cỡ tầm 60-68kg mắc vừa. 60-68kg mắc vừa, 60-68kg mắc vừa. Lên cho em A401, lên cho em A401 100 sau. Rồi size cho anh nào cỡ tầm này 60-68kg mắc vừa, A401 80k. 80k chốt cho em A401, rất là đẹp luôn cho em ạ. Đây viền đen nha mọi người. Size cho anh nào 60-68kg mắc vừa, A401 80k A401, A401 80. Ngày mai em mới đo được chị Thủy Vi ơi, bây giờ em không có đo được đâu nha. Rồi lên cho mấy chị một con xám. Một con xám này dạng vỏ sọc sọc cho em mấy chị hả? Một con xám sọc sọc này cho em nè mấy chị. Con này 65-70kg bắt đầu là vừa cho em con này mấy chị hả? Dành cho anh nè 65-70kg bắt đầu là vừa cho em này, lên cho em mà. Lên cho em mã xám ha. Lên cho em mã xám xả cho mấy chị. Gì? Màu trắng. Màu trắng. Màu trắng hả? Cái này là màu trắng hả? 212 em hết rồi chị ơi, 212 em hết rồi nha. Trắng của chị Thiết Hoàng dồn đơn bao nhiêu tiền? 50. Của trắng đúng không? Màu trắng. Trắng Thiết Hoàng dồn đơn. Rồi lên cho em. Ai lấy con này lên cho em mã xám ha. Lên cho em mã xám 80k mấy chị ha. Lên cho em mã xám nè, xám 80k cho em ha. Xám 80k cho em nha mấy chị. 65-70kg mang vừa cho em nè. 65-70kg. 101 của chị Ngọc Đăng. Lên cho em mã xám ha. Xám 80k cho em nè. Xám 80k. Rồi lên bộ đen nè. Bộ đen này còn ít bộ thôi các chị tranh thủ nha. Rồi bộ đen này size nhỏ cho em nào. Anh nào 50-55kg mặc vừa bộ đen 70k bộ đen dành cho anh nào 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa bộ đen này đơn giản trên là 70k chốt cho em bộ đen. Bộ đen 70. 50-55kg mặc vừa bộ đen 70 trên này. Rồi em còn mã xám, em còn mã đen nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con này trắng 80 luôn. Một con trắng cho em mấy 75-80kg. Con này 75-80kg bắt đầu là vừa cho em mấy chị. Con này size to cho em nè mấy chị. Size to cho em ha, lên cho em mã to. Dồn đơn xám cho Nguyễn Thị Nhung. Lên cho em mã to bây giờ xả 50k, lên cho em mã to này, to 50k cho em mấy chị ha. 75-80kg bắt đầu là vừa cho em ha. 75-80kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã to này. To 50k ha, to 50k cho em nè mấy chị. Rồi bộ này bộ nhũ cho em nha mọi người, nhũ đen cho em nào. 70k đen của chị Đặng Hồng. Dành cho anh nào 60-65kg mắc vừa. Rồi dành cho anh nào 60-65kg mắc vừa, lên trên mặt nhũ 80. Lên trên mặt nhũ 80 kèm mã kèm số trên mặt. Dành cho anh nào 60-65kg mắc vừa, lên trên mặt nhũ này nhũ 80. Lên trên mặt nhũ 80k và kèm luôn số trên mặt. Dành cho anh nào 60-65kg mắc vừa. Mã to của chị Đoan Nguyễn. Dành cho anh nào 60-65kg mắc vừa, lên trên mặt nhũ 80. Lên trên mặt nhũ 80. Rồi để chị to Đoan Nguyễn này. Cái này giống màu ghi á. Thôi con này dạng màu ghi cho em mấy chị ơi. Con này dạng màu ghi cho em nha mấy chị. Dành cho anh nào 60kg bắt đầu là vừa cho em nè. 60kg bắt đầu là vừa cho em nè. 55-60kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã ghi ha. Lên cho em mã ghi mấy chị ơi. 80k lên cho em mã ghi nè. Ghi 80k cho em nha mấy chị. Ghi 80k cho em nè. 60kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55-60kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã ghi. Ghi 80k lên cho em mã ghi. Ghi 80k. Rồi lên cho anh chị này một con bộ đen này, bộ đen viền đen như này cho em nào. Dành cho này Thùy Linh Nguyễn chốt đen 80. Lên lại số cho em chị Thùy Linh Nguyễn ơi, lên cho em 3 số cuối nha. Dành cho anh nào cỡ tầm 60 không này, cỡ tầm 55. 55 tới 60 Thùy Linh Nguyễn chốt hẹn lên lại số cho em nào. Ghi của chị Hạnh Còi. 55 tới 62 ký mắc vừa.
55 tới 62 ký mắc vừa cho em con này. Đơn hạnh có như có sáng đậm công chúa đúng không? Có đơn công chúa. Không gộp nha, tại vì cái hai chỗ khác nhau chị Hạnh còi ơi, em không gộp được. 55 tới 62 ký mắc vừa. 55 tới 62 ký mắc vừa. 55 tới 62 ký mắc vừa. Anh chị nào là có bạn chốt cho em A592. 80k A592 màu rất đẹp luôn cho em, mà viền đỏ như này cho em ạ. Dành cho anh chị nào, dành cho anh nào có tầm 55 tới 62 ký, 60 ký mắc vừa. 55 tới 60 ký mắc vừa lên cho em A592. A592 80k chốt cho em A592 này. A592 80. Rồi lên cho mấy, lên cho mấy chị một con vest đen cho em nè mấy chị. Con này kèm cà vạt cho em không mấy chị? Con này kèm cà vạt cho em không nè mấy chị? Rồi con này dành cho anh nào 65 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 60-65 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Rồi xả cho mấy chị 80k ha, 80k, 80k lên cho em ạ. Lên cho em ạ A530 ha, A530 80k cho em nha mấy chị. 60-65 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 60-65 ký bắt đầu là vừa cho em, mà lên cho em ạ A532 của chị Hà Nguyễn. Kèm cà vạt cho em luôn mấy chị, kèm cà vạt siêu đẹp cho em luôn này, lên cho em ạ A530. Rồi một con cực kỳ to luôn cho em ạ, 75-80 mặc vừa cho em luôn nha. 75-80 mặc vừa, 75-80 mặc vừa lên cho em ạ, sám to. 75-80 mặc vừa lên cho em ạ, sám to 80k cho em nào. 80k chốt cho em ạ, sám to dành cho anh nào tầm 60, dành cho anh nào hoặc là chú nào mà cỡ tầm từ 75-80 ký mặc vừa. 75-80 ký mặc vừa lên trên mà sám to trên này. 80k lên trên mà sám to các chơi, sám to 80 kèm mã kèm số trên mà. Lên trên mà sám to 80 kèm mã kèm số trên, sám to 80. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con bộ trắng này. Rồi 530 của chị Hằng Nguyễn tròn đơn. Rồi một bộ trắng cho em mấy chị, con này dành cho anh nào 50-55 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55 ký bắt đầu là vừa cho em. Chị Hằng có đơn rồi, xả cho mấy chị 50 ký, 50k ha, 50k này. 50k lên cho em ạ, bộ trắng. Bộ trắng 50k cho em nha mấy chị, bộ trắng 50k cho em nè. Bộ trắng 50k, bộ trắng 50k. 55 ký bắt đầu là vừa cho em con này ha. 55 ký bắt đầu là vừa cho em con này, lên cho em ạ, bộ trắng. Sám to Nguyễn Thị Nhung. Rồi, lên cho anh nào của tầm này, sàn cho anh nào tầm 60-65 ký mặc vừa, một con bộ đen siêu đẹp. 60-65 ký mặc vừa. Có thể cả tới xả lui là em không có chốt đâu nha. 60-65 ký mặc vừa, A255, 60-65 ký mặc vừa. 60-65 ký mặc vừa rất là đẹp và viền cho em như này. 60-65 ký mặc vừa lên cho em A255. 80k chốt cho em A255. A255 80 kèm mã kèm số cho em A255. A255 80k. A255 80k kèm mã kèm số cho em ạ. Sám to em hết rồi nha. 80. Rồi lên cho mấy chị một con màu xanh này, mấy chị duy nhất một con màu xanh này cho em nha, mấy chị duy nhất một con thôi nè. Rồi con này, con này dành cho anh nào 60 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 55-60 ký bắt đầu là vừa cho em con này nè. Rồi xả cho mấy A255 của chị Nội Nguyễn Dồn đơn. Rồi xả cho mấy chị 90k ha, 90k con này duy nhất một con nha mấy chị. Lên cho em mã xanh ha, xanh 90k cho em ha, lên cho em mã xanh nè, xanh 90k cho em nha mấy chị. Xanh 90k cho em nè, lên cho em mã xanh. 60 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 55-60 ký bắt đầu là vừa cho em mã xanh, xanh 90k. Bộ trắng của chị Huệ Nguyễn này, cho hàng đủ đơn luôn nha chị ơi. Rồi lên cho anh này một con bộ tím này rất là đẹp luôn, trên là bộ tím quá xuất sắc luôn mà chế ơi. Bộ tím này. Rồi bộ trắng Huệ Nguyễn này chốt cho em thêm một bộ nữa đủ đơn nha. Rồi lên cho chị à một, lên cho các anh bộ tím này rất là đẹp luôn trên à. 90k lên trên bộ tím, trên là bộ tím 90, đúng duy nhất một con, đúng duy nhất một con tím. Dành cho anh nào cỡ tầm 50 tới 57 ký mắc vừa cho em nào. 50-57 ký mắc vừa 90k bộ tím cho em nào, bộ tím 90. Lên trên bộ tím 90 dành cho anh nào cỡ tầm 50 tới 57 ký mắc vừa lên trên bộ tím này. Bộ tím 90 kèm mã kèm số cho em mà chốt trên bộ tím 90. Ở xương ha, Trần Hồng có bộ nào chưa? Rồi lên cho mấy chị, lên cho mấy chị. Chưa có đơn đâu chị ơi. Chị cho hàng mà không lên số là khó lắm. Rồi lên cho mấy chị một con đi. Xanh tạ 90. Xanh 90 của chị Huệ Nguyễn cho đơn luôn nha. Vậy chị được 2 bộ rồi ạ. Rồi lên cho mấy chị một con đen này, mấy chị một con đen này viền đỏ siêu đẹp cho em luôn nha mấy chị. Con này ba mới cho mấy chị luôn ha. Ba mới cho mấy chị luôn này. Con này dành cho anh nào 55-63 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 55-63 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 70-80k ha. 80k lên cho em mã viền đỏ. Viền đỏ 80k cho em nha mấy chị. Con này ba mới cho mấy chị luôn ha. Ba mới cho mấy chị luôn này, lên cho em mã viền đỏ. Viền đỏ 80k cho em ha. 63 ký bắt đầu là vừa lên cho em mã viền đỏ. Tranh thủ chốt đi các chị ơi, còn cỡ tầm chục bộ thôi. Cỡ tầm chục bộ thôi. Rồi dành cho anh nào có tầm từ 50 tới 58 tím của chị Huệ Nguyễn nhồn đơn. 50 tới 58 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 58 ký mắc vừa rất là đẹp luôn trên ạ. 50 tới 58 ký mắc vừa 60k chốt cho em A60. 60k chốt cho em A60. Dành cho anh nào tầm 50 tới 58 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 58 ký mắc vừa. Viên đảo của chị Phúc Trần. 50 tới 58 ký mắc vừa. 50 tới 58 ký mắc vừa 60k chốt cho em A60. 50 tới 58 ký mắc vừa lên gì gì nước luôn bé. 50 tới 58 ký mắc vừa. 50 tới 58 ký mắc vừa. Dạ cái đen á.
Rồi, 60k con này chốt cho em ạ. A60, 60k chốt cho em ạ. A60, 60k chốt cho em ạ. A60 kèm mã kèm số cho em ạ. Em viên đảo Phúc Trần rồi nha. Bèo rồi, lên sau. Cho chị một con sàn đi. Rồi lên cho anh nào một sàn đi, thích màu sàn đi. Rất là đẹp luôn cho em ạ. Dành cho anh nào, dành cho anh nào có tầm này từ 50 tới 58 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 58 ký mắc vừa. Rồi 50 tới 58 ký mắc vừa. A60. A60 Phúc Trần dồn đơn. Bao nhiêu? 60.000. Rồi cho anh cho anh nào có tầm 50 tới 58 ký mắc vừa cho em nào. 50 tới 58 ký mắc vừa. A566 cho em ạ. 80k A566 đây rất là đẹp luôn cho em. A60 em hết. A566 cho em ạ. 80k A566 A566 80 này. Rồi em còn khoảng 20 bộ nữa thôi nha các chị, tranh thủ nha. Rồi lên cho mấy chị một con màu kem này, mấy chị hả, một con màu kem cho em nha mấy chị. Con này dành cho anh nào 65 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 60 65 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã kem ha, kem 80k cho em nha mấy chị. Kem 80k cho em mà lên cho em mã kem. Kem 80k ha, 65 ký bắt đầu là vừa cho em nè. 60 65 ký bắt đầu là vừa cho em. Rồi chào chị Mùi nha. Kem 80k cho em ha, kem 80k cho em nè mấy chị. Kem 80k. Rồi em còn mã số A566, chị nào lấy thì comment cho em là A566 nha. A566 cho chị Thùy Linh Nguyễn nha. Rồi dành cho anh nào có tầm này, dành cho anh nào tầm 55, 55 tới 60 ký mắc vừa. A566 Thùy Linh Nguyễn. 55 tới 60 ký mắc vừa, 50k A402, 50k chốt cho em A402, A402 50k kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho anh nào 65 70 ký mắc 55. Mã này là mã gì? Mã kèm. Mã kèm của chị Nguyễn Lan. Dành cho anh nào có tầm 55, 55 tới 62 ký mắc vừa, 55 62 ký mắc vừa A402 chốt cho em A402. A402 kèm mã kèm số cho em ạ, 50k A402 này. Nguyễn Lan. Rồi lên cho mấy chị một con đen. Hình như hai bộ á chị ơi. Một con đen size nhỏ cho em nha mấy chị, 50 55 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 50 55 ký bắt đầu là vừa cho em, mình lên cho em mã đen nhỏ ha. Đen nhỏ cho em nha mấy chị, xả 80k ha, 80k lên cho em mã đen nhỏ. Con này 30 cho mấy chị luôn ha. 30 cho mấy chị luôn này, lên cho em mã đen nhỏ. Đen nhỏ 80k cho em ha, 55 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã đen nhỏ. Nguyễn Gia Linh chốt hàng lên số ạ. Mọi người chốt hàng kèm số cho em mọi người ơi. Rồi lên bộ xanh đen, dành cho anh nào có tầm 65 70 ký mắc vừa. 65 70 ký mắc vừa lên cho em ạ, bộ xanh đen. Lên cho em ạ, bộ xanh đen kèm mã kèm số cho em ạ. 65 70 ký mắc vừa, 90k bộ xanh đen. Xanh đen 90, xanh đen 90. A402 của chị Huệ Nguyễn. Dành cho anh nào 65 70 ký mắc vừa. 65 70 ký mắc vừa cho em ạ, chốt cho em ạ xanh đen. 90k lên cho em ạ xanh đen, còn đúng duy nhất một con bộ xanh đen thôi, nhanh tay chốt vào liền. Rất là sang cho em nhà nội. Đen nhỏ 80k của chị Đặng Hồng. Rồi 90k cho em ạ, 90k xanh đen 65 70 ký mắc vừa. Xanh đen 90, xanh đen 90 này. Rồi lên cho mấy chị. Lên cho mấy chị một con đen mới cho em cho. Một con đen mới cho em nha mấy chị. Xanh đen của chị Quỳnh Hồng. 65 70 ký bắt đầu là vừa cho em mấy chị. 65 70 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã A294 ha. Lên cho em mã A294 này. A294 90k cho em mấy chị. Con này 3 mới cho em cho mấy chị luôn nè. Con này 3 mới bao đẹp cho mấy chị luôn ha. Lên cho em mã A294 90k cho em nha mấy chị. 65 70 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 65 70 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã A294 90k. Rồi lên bộ trắng này các chị này, lên cho chị bộ trắng, anh chị nào bộ trắng này. Xanh đen em hết rồi nha. 50 tới 55 ký mắc vừa. Đây size nhỏ mặc vừa cho em nào. 50 tới 55 ký mặc vừa lên trên bộ trắng đấy. 50 tới 55 ký mặc vừa lên trên bộ trắng cho em. 50 tới 55 ký mặc vừa. 50 tới 55 ký mặc vừa bộ trắng 50k thôi mày chéo ơi, bộ trắng 50. 50 Trần tới Thị 55. Ngọc Anh có đơn chưa? Ai? Chưa. Ngọc Anh có đơn rồi. Ngọc Anh rồi đấy. Trần Thị Ngọc Anh, ai chị 294. 50 tới 55 ký mặc vừa bộ trắng 50, bộ trắng 50 này, bộ trắng 50, 50 tới 55 ký mặc vừa bộ trắng 50. Bộ trắng 50. Rồi lên cho mấy chị. Rồi A294 Trần Thị Ngọc Oanh. Em còn trắng 50 nha. Rồi lên cho mấy chị một con đen viền đỏ cho em nè mấy chị. Một con đen viền đỏ cho em nha mấy chị. Con này size nhỏ cho em nè. 50 55 ký bắt đầu là vừa cho em con này ha. 50 55 ký bắt đầu là vừa cho em con này, lên cho em mã viền đỏ ha. Lên cho em mã viền đỏ mấy chị, 80k ha. Lên cho em mã viền đỏ 80k cho em nè. Rồi ok Trần Thị Ngọc Oanh nha mấy chị. 55 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 55 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã viền đỏ. Viền đỏ 80k cho em, lên cho em mã viền đỏ 80k. Viên đỏ 80 cái trời. Rồi con này dành cho anh nào 60 65 ký mắc vừa. Rồi 60 65 ký mắc vừa rất là đẹp luôn. Con này chốt chim mã mới, cực kỳ đẹp luôn trên này. Chốt chim mã. Mình ra lên cho hàng mã kèm số điện thoại cùng một dòng nha mọi người ơi. Cứ mọi người cho mã một nơi là không có đâu. Gia Linh hay là Nguyễn Gia Linh gì đó hồi sáng có đơn công chúa gì ta. Quên rồi. 60 65 ký mắc vừa chốt mã kèm số trên nào. 60 65 Nguyễn Gia Linh.
60-65kg mặc vừa. Chị Nguyễn Sa Linh chốt thêm cho em một sản phẩm để em gửi đơn cho mình nha. Một chiếc 50.000 không gửi nha. 60-65kg mặc vừa. 60-65kg mặc vừa lên trên mạng mới 80k. 80k lên trên mạng mới này mới 80 kèm mã kèm số trên mạng. 60-65kg mặc vừa lên trên mạng mới 80k. Chốt trên mạng mới này mới 80 trên nào. 80. Rồi lên cho mấy chị một con bộ trắng cho em, mấy chị ơi, một con bộ trắng cho em nè. 60-65kg vừa đầu là vừa cho em nha mấy chị. 60-65kg vừa đầu là vừa cho em nè. Rồi lên cho em mã A225 ha. A225 50k cho em nha mấy chị. A225 50k cho em nè. A225 50k ha. A225 50k nè. Rồi con này 65kg vừa đầu là vừa cho em ha. 60-65kg vừa đầu là vừa lên cho em mã A225. Viên đảo của chị Thanh Nguyễn. Viên đảo của chị Thanh Nguyễn nha. Rồi cho đi nha chị ơi, chỉ còn cỡ tầm viên đảo của Thanh Nguyễn này. Em còn A255 mấy chị ơi, A255 50k cho em nè, lên cho em A255 175. Rồi lên tiếp cho mấy chị một bộ đen nè, một bộ đen cho em mấy chị ơi. Một bộ đen này siêu mới cho em luôn nè, siêu mới cho em luôn nha mấy chị. Rồi con này dành cho anh nè. Dành cho anh nào 55-60kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55-60kg bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã đen đen mới ha. Lên cho em mã đen mới 80k nè. Mã mới chốt hàng lên số mọi người ơi, chốt hàng kèm số đi ạ. Mã mới của chị Nhung Bùi. Mã mới của chị Nhung Bùi. Lên cho em mã đen mới mới giờ, lên cho em mã đen mới này, chốt đúng mã cho em ha, đen mới cho em ha. Đen mới 80k cho em nha mấy chị, đen mới 80k cho em nè. 55-60kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55-60kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã đen mới. Đen mới 80k ha, lên cho em mã đen mới. Rồi dành cho anh nào mặc size nhỏ cho em. Anh nào mặc size nhỏ thì hốt con này cho em nè. Dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào tầm 48 này, 48-55kg mặc vừa cho em nè. 48-55kg mặc vừa. 48-55kg mặc vừa 90k chốt cho em A90. Còn đúng duy nhất một này là màu 255 của chị Huệ Nguyễn. Còn đúng duy nhất một con này là màu nổi thôi. Các chị ơi tranh thủ chốt cho em 90k lên cho em mã A90 trên này. 90k chốt cho em A90. Dành cho anh nào cỡ tầm từ 48-55kg mặc vừa, size nhỏ trên này. 48-55kg mặc vừa. 48-55kg mặc vừa. Đang mới thảo đa tử vi. Lên cho em A90. 90k chốt cho em A90. 90k lên cho em A90 này. Rồi lên tiếp cho mấy chị một bộ trắng cho em, mấy chị ơi, một bộ trắng cho em nè. 55-60kg bắt đầu là vừa cho em con này mấy chị ơi. 55-60kg bắt đầu là vừa cho con này. Lên cho em mã A217. A217 50k nha mấy chị. A217 50k cho em nè. 55-60kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã A217. A217 50k cho em nha mấy chị. A217 50k nè. A217 50k. Rồi lên cho các chị đây. Là anh chàng cho anh nào có tầm 50-55kg mặc vừa cho em nào. 50-55kg mặc vừa màu kiểu dạng màu trắng nu cho em nào. Chốt cho em mà nu nha mọi người. Rồi 70k lên cho em mà nu. Nu 70 kèm luôn số cho em mà. Chốt cho em mà nu 70k. 70k lên cho em mà nu cột luôn bé. Để lát rồi khỏi. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa. 50-55kg mặc vừa lên cho em mà nu 70k cho em nào. 70k lên cho em mà nu. Đó là đẹp đen cho em này. Rồi lên trên mặt nu nha, chốt trên mặt nu và kèm nu số trên mặt, chốt trên mặt nu. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa, nu 70k cho em nè, nu 70. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Thấy đi Kiều. Một bộ màu xám cho em nha mấy chị. Rồi con này 70-75kg bắt đầu là vừa cho em ha. 70-75kg nu 70 phút trần. Mấy chị lên cho em mặt xám ha. Xám 80k cho em ha, lên cho em mặt xám này, xám 80k ha. Xám 80k cho em nha mấy chị. 70-75kg bắt đầu là vừa cho em ha. 70-75kg bắt đầu là vừa cho em mặt xám ha. Xám 80k. Xám 80k cho em ha, xám 80k, 70-75kg bắt đầu là vừa lên em. Em chỉ còn rất là ít bộ thôi mày trẻ ơi, em chỉ còn rất là ít bộ thôi. Ủa cái bộ tím này không ai chốt thì trời. Đẹp quay mà sao mà trắng trang. Đó phải là cái trắng, đẹp ừ. Phải thì phải trắng thì em ừ. Anh nào mà trắng da rồi hả? Anh nào mà trắng trắng rồi mặc con này em nói thật luôn. Nổ nhất đám luôn. Nổi nhất độ luôn. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa cho em nào. 60-65kg mặc vừa. Lên trên mặt tím thôi, xả luôn. Con này các chị với giá 80k thôi. Lên trên mặt tím. Tím 80. Tám giờ đơn Nguyễn. Rồi tím 80 thôi, xả nốt. Các chị tím 80 cái chơi cuối like. Nói chung là còn ít bộ nên là em xả luôn. Tím 80, 60-65kg mặc vừa. Tím 80 ở đâu ra mà bộ tím mà có 80k thôi các chị ơi. Dáng lên số điện thoại cho em chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con trắng cho em cho mấy chị ha. Con này vải bao dày cho mấy chị luôn ha. Con này em đảm bảo cho mấy chị là vải cực kỳ dày luôn nè. Rồi con này dành cho anh nào 50-55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55kg bắt đầu là vừa, lên cho em mà trắng kem ha. Trắng kem 90k cho em ha, lên cho em mà. Trần nhiều lắm. Lên cho em mã trắng kem ha, trắng kem 70k ha. Trắng kem 70k cho em nha mấy chị. 50-55kg bắt đầu là vừa cho em nè. 50-55kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã trắng kem. Ủa, Trần Hồng đã có đơn đâu mà không cứ là không lên số thì lấy sao mà em chốt được đây. Cứ hàng kèm số đi. Dương Trần Hồng ơi, chị lên số như vậy, chị không lên số như vậy thì biết khi nào mới có đơn chế.
Em yêu hôm bữa có gửi áo chị không? Đợt này lâu quá. Nguyễn Thị Thúy ơi, lên số cho em ạ. Mọi người chốt hàng kèm số cho con em mọi người ơi. Trắng kem cho chị Nhung Bù dồn đơn. Bảo đơn thì có gửi chị đó, 70. Lên trắng kem đang... Nhung Bù dồn đơn. Tiền 80 Mai Mai Nguyễn. 60-65kg mặc vừa, xàm cho em nào. 60-65kg mặc vừa, 70k chốt cho em mà xàm. Nhanh tay chốt liền các cho ơi, 70k chốt cho em mà xàm đấy. Xàm 70 kèm mà kèm số cho em mà chốt cho em mà xàm. Xanh cho em nào 60-65kg mặc vừa. 60-65kg mặc vừa lên cho em mà xàm 70k. Trời ơi đẹp lắm luôn, xàm 70. Rồi lên tiếp cho mấy chị một bộ trắng này, mấy cho một bộ trắng cho em nè mấy chị. Rồi dành cho anh nào 58 chứ cuối đầu là vừa cho em ha. 50-58 chứ cuối đầu là vừa cho em này. Lên cho em mã bộ trắng ha, bộ trắng 50k. Lên cho em mã bộ trắng 50k cho em này. 58 chứ cuối đầu là vừa cho em ha. 58 chứ cuối đầu là vừa, lên cho em mã bộ trắng 50k. Xám của chị Hồng Phạm. Size to mặc vừa rất là đẹp luôn cho em mã 80k. Chốt cho em mã to nào. Xanh cho anh nào tầm 75-80 mặc vừa cho em nào. 75-80 mặc vừa lên cho em mà to. 75-80 mặc vừa lên cho em mà to. Kèm mã kèm số cho em mà 80k chốt cho em mà to. 75-80 mặc vừa lên cho em mà to. 75-80 mặc vừa lên cho em mà to. Kèm mã kèm số cho em mà 80k. 80k lên cho em mà to. To 80 kèm mã kèm số cho em mà chốt cho em mà to. To 80 kèm mã kèm số cho em mà 75-80kg mặc vừa cho em nào. 75-80kg mặc vừa lên cho em mà to. Bảo luôn. Cái này giặt được. Cái này giặt được mà to hả? Đây to đây, 80. Kêu to của chị Thảo Đan Từ Vi. Kem nến thì ra chứ hết, kem nến thì ra chứ hết. Kem nến thì ra chứ. Ngâm nước ấm à. Cái này của ai đây? Bà luôn. Bà luôn phần phía tay. Rồi lên cho mấy chị một con đen, mấy chị ơi, một con đen này. Con này 60-65kg quá, quay đầu là vừa cho em nha mấy chị. Con này cái tay của nó bị lắm mấy chị mới về. Mấy chị về ngâm nước ấm giặt là đai cho em ha. Rồi lên cho em mà lắm ha, xả 60k lên cho em mà lắm 60k này. Con này dành cho anh nào 60-65kg quá đầu là vừa cho em ha. Con này 65-70kg quá đầu là vừa cho em nha mấy chị. 65-70kg quá đầu là vừa cho em, lên cho em mà lắm ha. Lắm 60k lên cho em mà lắm này, lắm 60k cho em mấy chị ơi, lắm 60k cho em nè. Cái lắm nó bị dính cái keo keo nến nhá, cái nến á. Về cái chị ngâm cái nước ấm nha mọi người nha, ngâm cái nước ấm là nó ra nha các chị nhá. Rồi lên cho các anh này một con màu trắng kem nha mọi người, màu trắng kem viền. Lên cho em ạ, viền kem mã kem số cho em ạ. Rồi dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa cho em nào. 60-65kg mặc vừa lên cho em mã viền kèm số cho em nào. 60-65kg mặc vừa lên cho em mã viền. 70k. Lắm bao nhiêu? 60. Lắm 60 Thảo Đan Từ Vi. Rồi đơn trên đơn nhiều là cọc kẹp chuyển khoản giúp em nha. Đơn nhiều em nói trước cái chị ơi, đơn trên 500k ngày mai chị các chị cọc cá cho em. Tại vì cái đơn hàng này nó nặng nha mọi người nhá. Đây là các chị nào mà đơn trên 500k chịu khó cọc cá cho em để em gửi đơn cho mình nhá. Rồi em sẽ trừ vào đơn hàng của các chị nha mọi người nhá. Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa lên trên mã viền con này cho em ạ. Rồi 70k lên trên mã viền rất là đẹp luôn. Trên mã viền 70 lên trên mã viền 70k về viền này, viền 70 này. Rồi lên là biết hết rồi chị ơi. Một con màu trắng kem ha. Một con trắng kem cho em mấy chị ơi, một con trắng kem cho em này. Em còn có tầm 8-9 bộ thôi mình chị ơi, tranh thủ nào. Thá tiền của Phúc Trần. Rồi con này dành cho anh nào 55-60kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55-60kg bắt đầu là vừa cho em này. Lên cho em mã A255. A255 xả cho mấy chị 60k ha. 60k lên cho em mã A255 này. A255 60k cho em nha mấy chị ơi. Con này vải bao dày cho em này. Lên cho em mã A255. 55-60kg bắt đầu là vừa cho em ha. Rồi lên bộ sọc này, bộ sọc trắng nha mọi người, bộ sọc trắng, trắng, trắng và trắng nu nha. 80. Hồng Phạm, có Hồng Phạm không bé? Rồi dành cho anh nào tầm 60 này, dành cho anh nào cỡ tầm 65-70kg mặc vừa trên mà size to này, 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa trắng viền chốt chưa? Trắng viền hết. Rồi 65-70kg mặc vừa trên là 65-70kg mặc vừa. Các chị nhìn cần nói chung ở ngoài mà thấy cái độ đẹp. Các chị ơi màu này là màu trắng nu trên là 70k trên này. 70k chốt trên mà trắng nu. Trắng nu 70k kèm nu số trên mà chốt trên mà trắng nu. Trắng nu 70 kèm mà kèm số trên mà. Xanh cho anh nào có tầm 65-70kg mặc vừa trên này. 65-70kg mặc vừa lên trên mà trắng nu trên này. Lên trên mà trắng nu 70. 255 của Thảo Đan Từ Vi. Trắng nu 70. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đen cho em nè mấy chị ơi, một con đen cho em nha mấy chị. Con này size to cho em hả? Con này dành 70. Con này dành cho anh nào 60-65kg bắt đầu là vừa cho em ha. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 80k ha. 80k lên cho em mà đen. Đen 80k cho em nha mấy chị. Đen 80k cho em nè. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nè. 60-65kg bắt đầu là vừa lên cho em mà trắng đen của Thùy Linh Nguyễn. Đen 80k cho em lên cho em mà đen. Trắng nó Thùy Lê Nguyễn. Rồi con này cũng size to luôn cho em nha mọi người. Dành cho anh nào cỡ tầm này 65-70kg mặc vừa cho em nào. 65-70kg mặc vừa lên cho em mã to. 65-70kg mặc vừa. Còn mã to là mã nào? Mã to em vừa mới cởi ra, mã to chị đang cầm đi. Đây hả? Mã to này của chị Trang Bích Trâm.
Rồi. Cái đó em vừa bỏ xuống. Cái em vừa mới bỏ xuống mày trắng. Cái màu đen vừa mới lên, con đen. Ừ, nãy chị lên là màu đen to mà. Cái là chốt rồi. Em lên to bé. Nhưng mà em cũng vừa lên con đen luôn, nghĩa là con to như chốt rồi. Bên này em vừa mới lên màu trắng mà. Đó, trắng hơn lần trước rồi, vừa lên con đen. Con đen nó 80k đó. Ờ. Ờ, vậy là mã to hết rồi chị. Mã to em hết rồi chị ơi, mã to em hết rồi chị cho biết châm chốt mã khác cho em nha. Mã đen của anh Kem Kiều Bánh nha. Rồi 65-70 ký mặc vừa rất là đẹp trên nào, 65-70 ký mặc vừa. 65-70 ký mặc vừa lên trên mã đẹp, con này cho em là 65-70 ký mặc vừa đây. Nhìn nó đen nhưng mà đơn giản nhưng mà đẹp nha mọi người ơi, 3 nút luôn cho em nè ha. 3 nút nhìn rất là sang trọng luôn cho em nè. Sang cho anh nào 65-70 ký mặc vừa, 65-70 ký mặc vừa. Trắng Thị Hải. Lên trên mã đẹp nha mọi người, 65-70 ký mặc vừa lên trên mã đẹp 70k lên trên mã đẹp, đẹp 70 kèm mã kèm số cho em nè, chốt trên mã đẹp 70 nha, đẹp 70. Thôi lên tiếp cho mấy anh một con đen viền đỏ cho em nè, mấy chị một con đen viền đỏ cho em nè. Thôi con này dành cho anh nào 60-65 kg bắt đầu là vừa cho em ha. 60-65 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã viền đỏ ha. Lên cho em mã viền đỏ 80k, viền đỏ 80k cho em nè. Lên cho em mã viền đỏ ha, viền đỏ 80k, viền đỏ 80k ha. 60-65 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã viền đỏ. Viền đỏ 80 nha, viền đỏ 80. To đen em hết lâu rồi nha. Em còn mặt đẹp. Rồi lên cho các anh một sản đấy. Trời ơi đẹp lắm luôn nha, size nhỏ mặc vừa. Rồi 45-50kg mặc vừa thôi. Cái này size rất là nhỏ. Chốt cho em nhỏ cái trời. 65-70 chị nào sáng cho anh nào cỡ tầm 45-50kg mặc vừa thôi. Nhá, mã đẹp. Mã đẹp, mã viền đen viền đỏ. Rồi sáng cho anh nào cỡ tầm này, sáng cho anh nào 45-50kg mặc vừa, 45-52kg mặc vừa trên này. 45-52kg mặc vừa, mã đẹp kìa. Mã đẹp của chị Nguyễn Hồng Hải. Dành cho anh nào, em bây giờ chỉ còn cỡ tầm 5-6 bộ thôi, tranh thủ chốt này mà chị ơi. Dành cho anh nào cỡ tầm 45-52kg mặc vừa, lên trên mà nhỏ này, xám nhỏ trên nào. Xám nhỏ và kèm luôn số trên mạng. Rồi 80k lên trên mà xám nhỏ nhé, xám nhỏ 80 kèm mã kèm số trên mạng. Dành cho anh nào cỡ tầm 60 này, dành cho không cỡ tầm từ 45-52kg mặc vừa thôi. 80k chốt trên mà xám nhỏ này, xám nhỏ 80, xám nhỏ 80 kèm mã kèm số trên nha. Không quá hùng phạm à. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng cho em mấy chị, một con trắng to cho em nè mấy chị. Con này 65-70 kg bắt đầu vừa cho em mấy chị, 65. Sáng của chị Hạnh Còi. Sáng của Hạnh Còi. Rồi con này 65-70 kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 65-70 kg bắt đầu là vừa cho em nè, lên cho em mã. Lên cho em mã. Viên đỏ của chị. Viên đỏ Nguyễn Hương có đơn chưa? Nguyễn Hương chua sao? Cảm ơn chị Trần Nụ. Nguyễn Hương chua. Viên đỏ của chị Bèo Tím. Rồi lên cho em mã A547. A547 50k cho em mấy chị ạ. A547 50k cho em này, lên cho em mã A547 50k ha. 65-70 kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A547. Rồi đây con này một con trắng này. Nó hơi bị lắm nhá, chút xíu ở phần ngay cổ nha các chị ơi. Em có báo luôn, cái này giặt được nha mọi người ơi. Cái này giặt được cho em về cái chị ngâm nhá. Tại vì em để bên góc tường hay để bên góc tường nó hơi bị lắm nên màu trắng nó dễ bị lắm nhá. Về cái chị chịu khó giặt cho em này, 50k này. 50k lên trên mà trắng lắm này, trắng lắm 50. Dành cho anh nào tầm 50-55kg mặc vừa trên này. 50-55kg mặc vừa lên trên mà trắng lắm trên này. 50-55kg mặc vừa lên trên mà trắng lắm trên này. Trắng lắm 50, lên trên mà trắng lắm 50. Trắng to 547. 547 sơn trang hồng, bây giờ sơn trang hồng mới có đơn này. Cái này là kia đơn lắm này, lắm 50. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng viền đen cho em mấy chị, một con trắng viền đen cho em lắm chị. Đồng giá 50k cho em ha. Rồi con này dành cho anh nào? Dành cho anh nào 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nè. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nè, lên cho em mã viền đen ha. Lên cho em mã viền đen ha. Viền đen 50kg bắt đầu là viền đen cho, viền đen 50k. Lên cho em mã viền đen 50k ha. 60-65kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã viền đen. 80. Cái nào 80? Không. Cái nào 80? 50 chứ, 50. 50 chứ, trắng 50 chứ. Trắng 50. Em còn mà lấm cái cho em còn lấm 50 nhá. Cái lấm đó giặt, nói chung thì cái nào mà giặt được thì bên em sẽ báo giặt được luôn nha. Còn cái nào mà không ấy thì bên em sẽ báo luôn các chiều nha. Rồi con này dành cho anh nào cỡ tầm trắng lắm của chị Hạnh Vũ nè. Rồi 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa, màu này rất là đẹp và mới cho em. Chốt cho em ạ, đẹp nhá. Đẹp 80. Lên cho em ạ, đẹp 80 mà lấm đây này. Trắng lắm Hạnh Vũ. Rồi lên cho em ạ, đẹp nhá, đẹp 80, chốt cho em ạ, đẹp 80. Dành cho anh nào cỡ tầm 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa lên cho em ạ, đẹp nha mọi người, chốt cho em ạ, đẹp 80. 65-70kg mặc vừa lên cho em ạ, đẹp 80. Đẹp 80 kèm mã kèm số cho em ạ, chốt cho em ạ, đẹp 80 nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đen đẹp cho em mấy chị, một con đen đẹp cho em nè. Đẹp dồn cho chị Giang Nguyệt.
Rồi con này dành cho anh nào? Anh viên nào? Của Phúc Trần. Rồi dành cho anh nào 55-60kg bắt đầu là vừa cho em ha. 55-60kg bắt đầu là vừa cho em con này. Lên cho em mã A23. Lên cho em mã A23 80k ha. A23 80k cho em nha mấy chị. Lên cho em mã A23 này. A23 80k cho em ha. 55-60kg bắt đầu là vừa. Lên cho em mã A23 80k. Rồi mà đẹp hết rồi. Trời ơi còn sót một con này. Còn sót một con xám nha mọi người ơi. Rất là đẹp luôn. Cho em nào chốt cho em mã xám. Dành cho anh nào có tầm 55-60kg mặc vừa cho em nào. 55-60kg mặc vừa. 55-62kg luôn cho em. 55-62kg mắc vừa. Lên cho em A209 cho em là chốt cho em A209 80k. 80k A209 cho em này. A209 80 kèm mã kèm số cho em ạ. Dành cho anh nào có tầm 60-65 không. Cái này có tầm 55-62kg mắc vừa. 55-62kg mắc vừa cho em ạ. Lên cho em A209 kèm mã kèm số cho em ạ. Lên cho em A209. Cái cho A209 kèm mã kèm số cho em ạ. 80k A23 Nguyễn Gia Linh. Bao nhiêu? 80. A23 Nguyễn Gia Linh. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng cho em này, mấy chị một con trắng cho em nha mấy chị. Con này vải bao dày cho mấy chị luôn ha. Con này vải bao dày cho mấy chị luôn nè. Rồi con này dành cho anh nào 50-55kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50-55kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Lên cho em mã. Lên cho em mã A592 ha. Lên cho em mã A592 nè. A592 50k cho em nha mấy chị. A592 50k cho em nè. 50-55kg bắt đầu là vừa. Lên cho em mã A592. A592 50k. Rồi A09 Nguyễn Gia Linh. Rồi 80-80. Dành cho anh nào đây? Dành cho anh nào cỡ tầm này? Dành cho anh nào 60-65kg mặc vừa trên nào? 60-65kg mặc vừa lên trên mã viền. 60-65kg mặc vừa lên trên mã viền kèm số trên nào? 60-65kg mặc vừa lên trên mã viền 80k trên nào? 80k lên trên mã viền rất là đẹp luôn trên nào? 80k chốt trên mã viền. 60-65kg mặc vừa Thùy Linh Nguyễn. 60-65kg mặc vừa lên trên mã viền. Viền 80 toàn còn một trắng không ạ? Viền 80, viền 80 kèm mã kèm số trên mà chốt trên mã viền 80, viền 80 cho em nào. A592 Thùy Linh Nguyễn. Rồi lên cho mấy chị một con trắng ở đây, một con trắng to cho em nha mấy chị. Rồi một con trắng to cho em này ha, con trắng to cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho con này 75-80kg bắt đầu là vừa cho em nè. Dành cho nào 75-80kg bắt đầu là vừa cho em này. Lên cho em mã trắng to ha. Trắng to 50k cho em nha mấy chị. Trắng to 50k cho em nè. 8 viên nội Nguyễn. 75-80kg bắt đầu là vừa cho em nè. 75-80kg bắt đầu là vừa. Lên cho em mã trắng to ha. Trắng to 50k lên cho em mã trắng to. Rồi lên cho chị một con siêu phẩm nào. Dành cho chị nào dành cho anh nào mặc mấy cái con mà nói chung là vải, nhìn vải nó sang nha mọi người nhá. Dày dặn rất là sang luôn trên là 90k. 90k lên cho em mã. Chất liệu vải đây các chị ơi. 2kg mặc vừa trên là 75. Lên trên là hết rồi. Lên trên mà siêu phẩm các chị ơi, lên trên mà siêu phẩm 90. 90k lên trên mà siêu phẩm là siêu phẩm 90 kèm mã kèm số trên nào. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con em trắng. Em còn trắng to nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng ha, con trắng này. 55-63kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 55-63kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã. Lên cho em mã A208 ha. A208 50k cho em nha mấy chị. A208 50k cho em nè. 55-63kg bắt đầu là vừa cho em. Lên cho em mã A208. A208 50k ha. Rồi lên một con bộ xám siêu đẹp luôn à. Rất là đẹp luôn chưa nào. Dành cho anh nào cỡ khoảng tầm 55-62kg mặc vừa. 55-62kg mặc vừa trên à. 55-62kg mặc vừa A587 cho em. 55-62kg mặc vừa. 55-62kg mặc vừa A587 cho em. 55-62kg mặc vừa A587 80k A587. Xả của Sương Trần Hồng ra. Chốt mãi mới được xong cuối cùng rồi chốt rồi xả không mệt. Rồi 55-62kg mặc vừa. 55-62kg mặc vừa trên à. Chị chốt kiểu đó không ai chốt cho chị được đâu chị ơi. 55-62kg mặc vừa xả đơn của chị Sương Trân Hồng này. Trời chốt ơi. Mà con sao đẹp hơn con trước và xả con trước là thôi dẹp nha. Đây 587 đây 80k. A587 80k của chị Phúc Trần. Mọi người chốt hàng phải chắc chắn nha. Xả ra là em xả luôn đơn luôn á. Rồi lên cho mấy chị một con trắng này. Rồi con trắng này dành cho anh nào. Dành cho anh nào 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nè. 60-65kg bắt đầu là vừa cho em con này ha. Lên cho em mã A587 Phúc Trần rồi ạ. Rồi ai lấy con này lên cho em mã A558 ha. A558 50k cho em nha mấy chị. A558 50k cho em nè. 55-60kg bắt đầu là vừa ha. 55-60kg bắt đầu là vừa. Lên cho em mã A558. A558 50k. Rồi size to mặc vừa. Dành cho anh nào có tầm 75-80kg mặc vừa chốt cho em bộ to. 75-80kg mặc vừa chốt cho em bộ to 50k. 50k bộ to còn xám không? Lên trên mà to to 70, to 70 này lên chị ăn lộn to 50 chứ lộn chốt trên mà to. 50k chốt trên mà to to 50, to 50 kèm luôn số trên mạng 75-80kg mặc vừa chốt trên mà to 70. Xám em 587 cái đó em hết rồi nha, mới chốt hàng đúng mã cho em nha mọi người ơi.
xả tới xả lui là không chốt đâu chị ơi, có mấy chục ngàn mà xả tới xả lui thôi, chốt hai bộ luôn đi, nó rẻ quá mà, có mấy chục nghìn mà xả tới xả lui ai chốt hàng cho các chị được nữa. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng nè, một con trắng này cho em nha mấy chị, con này dành cho anh nào 55-60kg bắt đầu là vừa cho em nè, 55-60kg bắt đầu là vừa cho em ha, lên cho em mã A217 ha, lên cho em mã A217 50k cho em nè chị, A217 50k ha, A217 50k cho em nè, A217 50k, 55-60kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A217 này chị, hai cái kia không thấy quần, một bên hết trơn rồi, lan hết trơn rồi. Rồi lên bộ trắng đi. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm này, dành cho anh nào cỡ tầm 65-70kg mặc vừa trên này, 65-70kg mặc vừa, 65-70kg mặc vừa lên trên mã viền 50k này, 50k lên trên mã viền viền 50. Dành cho anh nào cỡ tầm 65-70kg mặc vừa lên trên mã viền viền 50, viền 50 kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã viền 50k này, 50k lên trên mã viền viền 50 kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã viền nhá, viền 50. Tương tác mạnh tay lên cho em mà chị ơi. Rồi lên cho mấy chị một con trắng quyền cho em nha mấy chị, một con trắng quyền cho em nè mấy chị, dàn vải của nó mấy chị, dàn vải cho mấy chị nhìn gần. Rồi dàn vải của nó là dàn vải quyền cho em mấy chị, vải quyền cho em nè mấy chị, quyền sọc sọc cho em mấy chị, dàn sọc cho em nè. Rồi con này dàn như một trắng kem cho em nha mấy chị, trắng kem cho em ha. Rồi con này dàn cho anh nè, anh nào 60-65kg bắt đầu là vừa cho em ha, 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, lên cho em mã viền ha, lên cho em mã viền là 70k ha, 70k lên cho em mã viền, con này bao đẹp cho mấy chị luôn ha, con này cực mới cực đẹp cho em luôn này, lên cho em mã viền, viền 70k cho em ha, 60-65kg quay đầu là vừa, lên cho em mã viền. Rồi dành cho anh nào có tầm 55-62kg mắc vừa trên này, 55-62kg mắc vừa, 55-62kg mắc vừa A143, 55-62kg mắc vừa 50k A143, 55-62kg mắc vừa A143, rồi 50k chốt cho em A143, A143 50k, A143 50k này, A143 50k kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi 143 50k, 143 50 này. Cái nào ta? Ba cái. Chấm tương tác mạnh tay lên cho em nha các chị ơi. Buổi sáng em hết lâu rồi mà. Rồi lên cho mấy chị một con bỏ, còn một con bộ ba món cho em nè mấy chị. Một gồm một cái một quần, một áo và một áo ghi lê cho em mấy chị, một áo ghi lê cho em nè mấy chị. Kèm áo ghi lê cho em luôn ha. Rồi xả cho mấy chị hả? Rồi xả cho mấy chị 70k ha, rồi gồm một áo ghi lê cho em nè mấy chị, kèm một áo ghi lê cho em nè. Rồi con này dành cho anh nào? Dành cho anh nào 50-55kg bắt đầu là vừa cho em ha, size nhỏ cho 143 em nha mấy chị, 50-55kg bắt đầu là vừa cho em nè, xả cho mấy chị 70k ha, 70k lên cho em mã, lên cho em mã A55 ha, A55 70k cho em nha mấy chị, kèm áo ghi lê cho em luôn ha, lên cho em mã A55, A55 70k cho em này, 50-55kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã A55. 143 Cherry Nguyễn thôi ạ. Rồi lên bộ xám cho em nè, lên cho chị bộ xám đi. Mã gì đây? A55 là kèm 3 bộ, 3 bộ luôn nha, kiểu kèm cái bộ ki lê cho em combo bên trong. Combo 3, 3 món nhá, combo 3 món. Anh nào 60-65kg mặc vừa xám trên này, rồi xả luôn cuối này này, xả luôn các chị 70k trên này, 70k chốt trên mà xám. 60-65kg mặc vừa xám 70, 60-65kg mặc vừa xám 70, rồi lên áo dài như thế. Xám 70 chốt trên mà xám 70. Xám 70, 40, xám 70. Xám 70 nào. Rồi lên cho mấy chị một con màu trắng nữa nè mấy chị, một con trắng. Quần la xả nó 40k nha. Rồi một con trắng quyền xám cho em nha mấy chị, con này dành cho anh nào 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nè, 60-65kg bắt đầu là vừa cho em nè, lên cho em mã xám cho chị Giang Nguyệt. Lên cho em mã quyền xám mấy chị, quyền xám 40k cho em nè, cuối la xả cho mấy chị 40k thôi ha, 40k lên cho em mã quyền xám, quyền xám 40k, 60-65kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã quyền xám, quyền xám 40k cho em nè. Rồi xả cuối la 40k này, A55 kìa, A55 kìa. Mã sáng của chị Giang Nguyệt nhá, Ngọc Ly bây giờ lên số đi chị ơi, chốt hàng kèm số cho em nào. Cái con ba món. Ngọc Ly chốt hàng lên số. 38 em hết. 70k. Ngọc Ly lên số chị ơi. Rồi con này 60-65kg mắc vừa 40k xả cuối line này, 40k cái chỗ này A217 đâu á. 40k A217. Em cứ lên cái chỗ bên cấp đi ta. Rồi 40k A217. A217 40k. 40k A217 60-65kg mắc vừa. Rồi 40k A217 cho em A217 40k. A217 40k. A217 40. Ngập ly cho hè lên số chị ơi. A217 40k. A217 40. Viền sáng còn đó. Còn đó. Không phạm có đơn đâu mà không lên số chị ơi.
tại vì theo like tại vì mã phiền của chị Mai Mai Nguyễn cho theo thứ tự chị Giang Nguyệt thôi, tại vì đơn hôm qua cũng còn nhiều á nên là gọi khi nào mà chắc tới ngày mai á, chắc ngày mai của chị Giang này của chị Mai Mai Nguyễn này. Quá wow, cái này vừa mới lên đúng không? Viền em hết rồi chị Tina Phạm ơi. Cái này vừa mới lên mã gì đấy? Viền xám đây, viền xám đây, viền xám đây. Viền xám 40 nha. Rồi giờ em lên áo dài cho mấy chị hả? Rồi giờ em lên áo dài cho mấy chị nè. Lên các loại có đơn chưa? Rồi lên cho mấy chị một con áo okay, dài. Ok, ngập ly. Có cầu xả áo dài cho mấy chị nè. Rồi con này dành cho chị yêu nè. Mai bảo chị ơi. 40-50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40-50kg bắt đầu là vừa cho em nè. Rồi ai lấy con này lên cho em mã ren hồng hả? Lên cho em mã ren hồng mấy chị hả? Ren hồng 49k cho mấy chị thôi. Ren hồng 49k cho em là lên cho em mã ren hồng 49k 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã ren hồng. Rồi lên cho chị một con bột trắng đấy. Anh chị bột trắng đấy. Dành cho anh nào này? À, Lê Cúc Mạnh này. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm 60-65kg mặc vừa. 60-65kg mặc vừa. 60-65kg mắc vừa. 60-65kg mắc vừa. Lê Cúc Mạnh cho hẹn đủ đơn luôn nha. 60-65kg mắc vừa, Lê Cúc Mạnh chốt đủ đơn cho em nào. 60-65kg mắc vừa, A245 chốt cho em A245 40k A245. 60-65kg mắc vừa, A245 40.000 cho em nào. 40k A245 cho em nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng chân viền tím cho mấy chị. Ok con chị trắng chân viền tím cho em là 39k thôi mấy chị ơi, 39k thôi nè. Lên cho em mã viền tím ha. Rồi dành cho chị yêu là 40-50kg bắt đầu là vừa cho em là 40-50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã viền tím. Viền tím 39k cho em nha mấy chị, viền tím 39k cho em là lên cho em mã viền tím. A245 của chị Dung Nhung Bùi. A245 40k hả? Dạ. A245 Nhung Bùi. Dành cho anh nào 75-80kg mắc vừa. 75-80kg mắc vừa chốt trên mặt to, 75-80kg mắc vừa. 75-80kg mắc vừa 40.000 chốt trên mặt to, to 40k, to 40 kèm số trên là chốt trên mặt to 40. Ngày nào em cũng like chị ơi, nhưng mà pet thì từ giờ về sau sẽ không có nữa đâu tại vì đã lỗ sắc mặt rồi. To 40. Rồi lên to của chị Nguyễn Thị Nhung. Rồi lên cho em một con trắng trơn cho em nè, một con trắng trơn cho em nè. Dành cho chị nào 40-50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40-50kg bắt đầu là vừa cho em nha. Chị lên cho em mã trắng trơn ha. Trắng trơn 39k cho em nè mấy chị. Trắng trơn 39k cho em ha. Trắng trơn 39k cho em nè. 40-50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã trắng trơn. Rồi dành cho anh nào này, dành cho anh nào hoặc là chú nào này. Dành cho anh nào hoặc là chú nào 75 này. 75-80 mặc vừa. 75-80 mặc vừa lên cho em mã to. Rồi xả luôn con này các chị với giá 60k chốt trên mã to, to 60 lên trên mã to. 60k chốt trên mã to, to 60 này. Chấm bài tương tác bài tay lên cho em nha mấy chị ơi, còn khoảng cỡ bao nhiêu phút nữa? 20 phút nữa. 20 phút nữa thôi. To này bao nhiêu? 60. Rồi cái to này siêu phẩm em xả 60, chị nào lấy chốt đi. Rồi lên cho em, lên cho mấy chị một con cắt tông nha mấy chị hả, một con cắt tông cho em nha mấy chị. Con này 52kg bắt đầu là vừa cho em nè mấy chị. 52kg bắt đầu là vừa lên cho em mặt cắt tông ha. Cắt tông 49k lên cho em mặt cắt tông này. Cắt tông 49k cho em nha mấy chị. Tay pha gắm cho em ha, lên cho em mặt cắt tông. Cắt tông 49k. Rồi dành cho anh nào 60-65kg mắc vừa A208. 60-65kg mắc vừa lên cho em A208 đấy. 60-65kg mắc vừa. 60-65kg mắc vừa A208. Tao Hoa Thi Lý chốt thêm đủ một cái cho em đủ đơn nha. Chốt thêm đủ đơn cho em ạ. 80k trở lên em để đi đơn nha. 40k A208, 40k chốt cho em A208 đấy. A208 40, A208 40.000 cho em ạ. 208 40. Rồi lên cho mấy chị một con ren đỏ này nha mấy chị hả? Một con ren đỏ cho em nha mấy chị. Chốt hàng đủ đơn mọi người ơi. Có thể kèm áo dài cho đủ đơn luôn nha. Rồi một con ren đỏ cho em mấy chị hả? Một con ren đỏ cho em nè. 40-50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40-50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã ren đỏ ha. Ren đỏ 39k cho em nha mấy chị. Ren đỏ 39k cho em nè. Lên cho em mã ren đỏ 39k. Còn mấy bộ xả nốt 40k. 208 Thùy Linh Nguyễn nha. Rồi dành cho anh nào cỡ tầm 65-70kg mặc vừa. 65-70kg mặc vừa A558 cho em là chốt cho em A558. Hát rồi chị ơi, còn có vài bộ thôi. 65-70kg mặc vừa, 65-70kg mặc vừa A558 40k chốt cho em A558. A558 40 lên cho em A558. A558 cái chơi A558 rồi lên cho mấy chị một con ren vàng cho em ha, một con ren vàng cho em nha mấy chị. Bỏ thốn đi chú. Rồi con này dành cho chị nè, 40-50kg bắt đầu là
vừa cho em ha. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã ren vàng ha. Ren vàng 39k cho em nha mấy chị. Ren vàng 39k cho em nè. Ren vàng 39k cho em ha. 40 tới 50 kg bắt đầu là vừa lên cho em mã ren vàng. Rồi size to mặc vừa. Size cho anh nào 75 này, 75 80 mặc vừa, 75 75 kg 80 mặc vừa này. 75 80 kg mặc vừa, 75 80 kg mặc vừa. 558 Thiết Hoàng có đơn chưa? Thiết Hoàng này, 558 Thiết Hoàng đây. Dài chai nào cỡ tầm 75 80 kg mặc vừa, 75 80 kg mặc vừa. Cho chị em A95 40k A95. A95 40, A95 40, 75 80 kg mặc vừa, A95 40k, 40k A95. Rồi lên cho mấy chị một con 3D cho em mấy chị, một con 3D cho em nè mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nè, 40 tới 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 40 tới 52kg bắt đầu là vừa cho em là xả cho mấy chị 69k ha. 69k lên cho em mã 3D nè, con này bao đẹp cho mấy chị luôn ha, lên cho em mã 3D. 3D 69k cho em nha mấy chị, 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. Rồi. Dành cho anh nào cỡ tầm 50 tới 58kg mắc vừa. 50 tới 58kg mắc vừa, 40k A217, 40k A217. 50 tới 58kg mắc vừa, A217 cho em ạ. A217 40k A217 kèm mã kèm số cho em ạ. Rồi lên cho mấy chị một con cắt tông giống này. Hà Thị Hậu. Một con cắt tông giống cho em nha mấy chị, một con cắt tông giống cho em nè. Rồi con này dành cho chị yêu nào 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa, lên cho em ạ cắt tông giống ha. Lên cho em mã gấm đi, lên cho em mã gấm ha, gấm 49k cho em nha mấy chị. Gấm 49k cho em nè, 52kg bắt đầu là vừa, lên cho em mã gấm. Rồi lên cho chị một con cắm dài nha mọi người. Đâu hả mọi người? Hôm qua uống nước đá nhiều quá mà. Ừ, ra cho chị luôn nha. Dành cho chị nào tầm 45-50kg mặc vừa, cho em là 45-50kg mặc vừa. 45-50kg mặc vừa, cho em là 45-50kg mặc vừa, A581 cho em là 45-50kg mặc vừa, 45-50kg mặc vừa, A581 cho em là xả luôn. Con này các chị với giá 59k A581 cho em là 581-59k kèm luôn số cho em là chị nào chưa đủ đơn, dán chốt đủ đơn cho em này. Chị nào mà chưa đủ vest thì dán cố gắng chốt áo dài đây nhá. Rồi lên cho chị một con xanh trơn này mọi người, lên cho chị một con xanh trơn này. Xanh trơn này bao đẹp luôn cho em nào. Xanh trơn bao đẹp. Dành cho anh nào này, dành cho anh nào cỡ tầm 45-48kg mặc vừa cho em nào. 45-48kg mặc vừa lên cho em ạ xanh. 45-48kg mặc vừa lên cho em ạ xanh, 59k cho em nào. 59k lên cho em ạ xanh, 45-50kg mặc vừa. Rồi 45-50kg mặc vừa lên cho em ạ xanh, 59k. 59k lên cho em ạ xanh, xanh 59k. Xanh 59k kèm luôn số cho em ạ, comment đúng mã đi chị Hồng Anh. Xanh 59k, xanh 59k thêm một vest trắng 70. Sao nhỉ, Nguyễn Thị Nhung. Hết bộ trắng rồi chị ơi, bao nhiêu ký ạ? Em bây giờ em chỉ còn sót đúng 2 bộ thôi, bộ trắng thôi. Rồi 70kg hay là 70k? 581 Trần Kim Anh có đơn chưa? Chưa. Chưa có đơn. Rồi xanh 59k. Chốt đủ đơn là chị Trần Kim Anh ơi. Chốt đủ đơn Trần Kim Anh ơi. Đâu cái nào? Đã biết coi thử. 581 cái này. Bao nhiêu vậy? 59. Trần Kim Anh chốt đủ đơn cho em nào. Thanh Nguyễn có đơn chưa? Chưa. Thanh Nguyễn làm gì có đơn mà dồn chế. Cuối like rồi các chị chốt đủ đơn cho em với nào. Rồi lên cho chị một con trắng trơn này. Cổ là cổ viền ngọc cho em như này các chị ơi. Dành cho chị nào tầm 40-45kg mắc vừa trên này. 40-45kg mắc vừa. 40-45kg mắc vừa. 40-45kg mắc vừa. Chị nào này comment A118 trên ạ. 40-45kg mắc vừa nhá. 40-45kg mắc vừa. A118 kèm luôn số trên mà A118. Rồi 49k A118. 118 49k. 118 49. Trời ơi, đang đâu học thêm cả nước đá nữa chứ. Rồi chị nào đấy comment cho em A118 A118 nha mọi người, 49k A118 cho em ạ. 49k cho em A118. May mà nó hoàn về rồi đó. Cứ lo không hoàn về. A118 49k A118 đấy. Đúng, ừ thì đúng số tài khoản đấy, không sao, sai tên thì không sao. Ủa bộ cổ của em bữa trước có sai tên này. Dành cho chị
nào tầm 40, 40 từ 48 ký mặc vừa lên cho mã đỏ xả luôn các bạn, các chị vừa giá 79k cho trên mã đỏ này. Dành cho chị nào tầm 40 từ 48 ký mặc vừa lên cho mã đỏ 79k cho em. 79k lên cho em đỏ này, đỏ 79k, đỏ 79k kèm số trên này. Lên cho em đỏ, đỏ 79k. Đỏ 79. Rồi lên cho mấy chị một con cảnh trơn cho em mấy chị, một con cảnh trơn viền hồng cho em nè mấy chị, một con cảnh trơn viền hồng cho em nè hả. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50 ký bắt đầu là vừa cho em nè. 50 ký bắt đầu là vừa cho em, lên cho em mã. Lên cho em mã viền hồng ha, viền hồng 39k lên cho em mã viền hồng. Viền hồng 39k cho em mấy chị, viền hồng 39k cho em nè. Viền hồng 39k 50 ký bắt đầu là vừa cho em ha. Nhìn mà tao giờ ủi em biết đơn rồi hả? Thanh Nguyễn kêu qua đơn rồi. Bây giờ em chẳng biết nó gì nữa, nhiều quá cái chưa? Ngập cái mặt rồi. Rồi, dành cho chị nào có tầm từ 40 tới 48 ký mắc vừa trên nào. 40 48 ký mắc vừa lên trên mặt xanh trên nào. 40 tới 48 ký mắc vừa. À, vậy là chốt cái kia đi, cho đủ đơn đi. Đó, trần cái mặt. Rồi, ok đó. Này, ok này. Chốt ra cái gì mã hồi nãy cho chị Thanh Nguyễn đi. Cho chị Thanh Nguyễn đi cho đủ đơn. Mã hồi nãy đấy, Trần Kim Anh ấy. Cho chị Thanh Nguyễn. Trần Kim Anh chốt tiếp nè. À Trần Kim Anh chốt tiếp à. Trần Kim Anh, à đỏ Trần Kim Anh 79k này. Rồi con này lên trên mã xanh 40 từ 48 ký mắc vừa lên trên mã xanh 79k. À lộ 59k chốt trên mã xanh ở đâu ra một cái chiếc áo dài vừa. Các chị thử nghĩ con một cái bộ vest để nó một cái bộ vest mà có mấy chục ngàn. Bộ áo dài thô có 39 ngàn, tiền cộng thêm cả tiền quảng cáo, thêm cả tiền nhân viên. Bao nhiêu nhân viên luôn, chắc phải cỡ tầm 8 nhân viên luôn. Các chị ơi thử nghĩ con lời lại gì trong này, đang xả cho hết hàng thôi mà trời ơi, nói chung thì chả có lời gì trong này hết á. Bán cho vui, bán vì đam mê. Bán vì đam mê thôi. Lên trên mặt xanh, chốt trên mặt xanh. Lên trên mặt xanh và kèm nuôi số trên mặt, chốt trên mặt xanh này. Chốt trên mặt xanh cái trời ơi. Xanh cho chị Nội Nguyễn 59k rất là đẹp luôn trời ơi. Đây, co giãn được cho em nào. Xanh cho chị Nội Nguyễn này. Xanh cho chị Nội Nguyễn vậy. Mày làm cái gì vậy? Coi máy không được. Máy kia mới coi được, máy này sợ coi. Rồi lên cho mấy chị một con trắng trơn cho em nè. Rồi một con trắng trơn này size nhỏ cho em mấy chị. Con trắng trơn này size nhỏ cho em nè mấy chị. Cổ là hình giọt nước cho em ha. Cổ hình giọt nước có nút gòi cho em nè mấy chị. Rồi dành cho chị yêu nè 40-45 kiểu bắt đầu là vừa cho em nè. 40-45 kiểu bắt đầu là vừa lên cho em mà trắng trơn ha. Trắng trơn 39k cho em nha mấy chị. Trắng trơn 39k ha. Trắng trơn 39k cho em nè. Cái đang lo nghĩ sợ mất tài khoản 1,5 triệu thôi. Cứ bây giờ cứ lo đi nó lại. Mày hên. Rồi lên cho chị đây một con tím bao đẹp luôn nha mọi người. Trắng trơn hả? Nguyễn Thị Nhung. Rồi dành cho chị nào 40-45 ký mặc vừa size nhỏ trên này. 40 từ 45 ký mắc vừa trên ạ. 40 45 ký mắc vừa lên trên mã hồng. 40 45 ký mắc vừa. Rồi 40 từ 45 ký mắc vừa lên trên mã hồng các trời, lên trên mã hồng rất là đẹp luôn trên ạ. Rồi xả luôn các bạn các chị với giá 69k. 40 từ 45 ký mắc vừa. 69k lên trên mã hồng nhá. Hồng 69k kèm mã kèm số cho em. 40 45 ký mắc vừa hồng 69k. Hồng 69k và kèm luôn số trên mã, chốt trên mã hồng này. À anh Kiều Kiều bánh có đơn hả? Anh kem Kiều bánh nhá. Không trẻ ơi, nếu mà chị dồn á. Bây giờ thứ nhất, một là chị cố gắng tối nay chị chốt thêm cho em. Còn không là nếu mà chị đợi mai là bên em không có giữ đơn chế nhá. Chịu khó tối nay này, tối nay bên em cũng phải like. Cũng like, nói chung là like cái trang này nhá. Nick chính ở bên em là Trần Thị Huệ. Các chị bấm theo dõi lên trang nick của bên em nhá mọi người nhá. Trần Thị Huệ, đó Trần Thị Huệ. Và cái số hotline ở trên tường cho em nào. Rồi chốt đủ đơn luôn tối nay, nếu mà chị chưa đủ đơn thì cố gắng chốt đủ đơn cho em tối nay nhé trẻ ơi. Bên em sẽ dồn cho chị, còn nếu mà ngày mai là bên em xả luôn trẻ ơi, tại vì bên em không có giữ lâu nhá mọi người nhá, không giữ lâu này. Cố gắng cho em là tối nay chị nào chưa đủ đơn thì tối nay chốt thêm nha. Rồi lên cho mấy chị một con cắt tông cho em nha mấy chị, một con cắt tông cho em nè. Rồi, con này dành cho chị yêu nào 40 tới 50 kg nào là vừa ha. 40 tới 50 kg nào là vừa lên trên mặt cắt tông ha. Dạ sao? Tối nay nói chung thì khung giờ lại ở bên em là buổi sáng là 8:10 nhá. Bắt đầu buổi sáng là 8:10. Rồi tới 12:10 bắt đầu live tiếp này, rồi chiều 3:00 nha mọi người nhá, và tối là 7:10 nhá mọi người ơi. Cứ theo dõi lên khung giờ đó cho em nào.
Rồi con này dành cho chị em nào 50kg bắt đầu là vừa cho em lên cho em mặt cắt tông thôi. Cú là xả cho mấy chị giá 39k luôn nè. 39k lên cho em mặt cắt tông. Cắt tông 39k cho em nha mấy chị. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mặt cắt tông. Cắt tông 39k. Rồi lên cho chị áo nam này. Áo nam này xả luôn 30k thôi. 30k áo nam dành cho anh nào cỡ tầm 55-65kg mặc vừa. 55-65kg mặc vừa. 55-65kg mặc vừa. Tối nay theo dõi cho em có khi like sườn xám nha mọi người. Cố gắng theo dõi like cho em nè. Rồi 55-65kg mặc vừa, chị nào chưa đủ đơn cố gắng tối nay nhá. Tại vì để lúc ngày mai, sợ ngày mai là đến lúc mà ngày mai mà gọi là không được nhá. Rồi lên cho em áo nam 30k, cho em áo nam. Quà vàng nhất chưa? Bé. Quà vàng nhất chưa? Quà vàng nhất chưa? Nhất bọc trắng thôi. Bọc trắng đâu? Chưa bọc kia đâu. Rồi. Rồi đây cho mấy chị một con trắng trơn này, mấy chị một con trắng trơn này của Thuyền Viền Hồng cho em ha. Rồi con này dành cho chị yêu nào 50kg bắt đầu là vừa cho em ha. 50kg bắt đầu là vừa lên cho em mã Viền Hồng là 39k thôi mấy chị ơi. Cuối loài 39k thôi là lên cho em mã Viền Hồng. Viền Hồng 39k. Rồi lên một con trắng đá này mọi người ơi, lên cho mấy chị một con trắng đá ba đẹp luôn cho em nào. Lên một con trắng đá này. Nhìn cái chữ này nó mờ quá ha. Nhìn cái chữ mờ không có nét đúng không? Nó không rõ. Mình đây mình mình đây mình mắt không cận rồi mình nhìn không rõ nó chi với người bất cận rõ mà tôi đến mắt cái mắt cận rồi dành cho 558 còn à 558 hết rồi dành cho chị nào có tầm từ 40-50kg mặc vừa lên trên mặt đá này 40-50kg mặc vừa 40-50kg mặc vừa lên trên mặt đá con này trên nào 40-50kg mặc vừa lên trên mặt đá xả con này cuối like cho các chị với giá 79k chốt trên mặt đá này đá 79k kèm mã kèm số trên mặt chốt trên mặt đá này 79k này hàng gì ha, ở trên đây nó phải cho người cái lương thuận mới chính nữa nhiều vậy đó chứ mày coi trong kia là cái tay này thành tay trái tay phải tay trái rồi đấy Nguyễn Thiên Nhung ơi. Oh my god, rồi lên cho mấy chị một con ren hồng nha, mấy chị một con ren hồng cho em nè. Tao uống hút nhiều quá này, uống hút nhiều có được tốt đâu mà chết sớm từ khi làm ở đây chị Kim kêu là uống một cốc nhiều chất sớm ở phải uống lâu mà bây giờ mình không uống thì nói chung là nó làm mệt mà uống cái này rồi đây cho mấy chị một con ren xanh nè trắng đá là cái nào á bao nhiêu tiền lớn không nghìn một hốc á bao nhiêu uống không uống trắng đá hả linh đổ rồi đây cho mấy chị một con ren xanh nè 40-50kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 40-50kg bắt đầu là vừa cho em này. Lên cho em mã ren xanh ha. Ren xanh 39k cho em mấy chị. Ren xanh 39k cho em nè. Ren xanh 39k cho em nha mấy chị. Ren xanh 39k cho em ha. Rồi còn có tầm 10 phút nữa thôi. Tâm lắp này em. Có nha. Điểm về quá. Mình ngủ. Về rồi. Cái loại xanh. Mình đi gần nè. Làm biến. Để xe có 20 phút. Mở nhà không mấy phút đâu mà. 10-15 phút ở nhà có 10-15 phút thôi. Rồi lại chạy lên. Rồi con này dành cho chị nào tầm 40-48kg mắc vừa. 40-48kg mắc vừa. 40-48kg mắc vừa. Lên trên mã A84. A84 cho trên mã A84. Lên trên mã A84. A84 39k A84. Trời ơi, nhớ lúc ngủ sớm, con ngủ sớm chứ sao. Trời ơi, bà kêu bà ngủ sớm 1 giờ sáng, 2 giờ sáng về quê. A84 Trần Kim Anh. Ở đâu ta? Đường ở đâu ta? Quên rồi. Cái gì? Lên cho mấy chị một con ren vàng với hả? Ngoài Bắc. Lên cho mấy chị một con ren vàng với hả? Một con ren vàng cho em nè, 52kg bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. Lên cho em mã ren vàng này, ren vàng 39k cho em mấy chị hả? Ren vàng 39k cho em nè, ren vàng 39k cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em ha. 52kg bắt đầu là vừa cho em. Ở đâu ra mà mua một chiếc áo dài chỉ có 39k vậy mấy chị? Chỉ có 39k thôi, tiền vải còn không có nữa, ngồi chi là mua nguyên chiếc. Lên cho em mã ren vàng ha. Vừa chạy quảng cáo, lấy tức mặt. Chưa kịp chạy. Chưa kịp chạy đến lỗ tức quần rồi. Rồi lên một con hồng đá này A84 còn không? A84 chó cho Trần Kim Anh rồi. A84 Trần Kim Anh. Còn có tầm 3 phút nữa thôi. 3 phút nữa thôi mày khéo ơi. Tự nhiên mình biết hết. Người mình nó sướng.
Ren vàng. Lan Hương có đơn chưa? Chưa. Lan Hương chốt hàng lên số này, cuối like rồi chốt hàng lên số ạ. 48-54 ký mặc vừa trên là 48-54 ký mặc vừa lên trên mã hồng đá này. 48-54 ký mặc vừa lên trên mã hồng đá trên là 48-54 ký mặc vừa 79k trên là 79k lên trên hồng đá 79k. Lên trên mã hồng đá 79k chốt trên mã hồng đá này, hồng đá 79k. Hồng đá 79k kèm mã kèm số trên mã chốt trên mã hồng đá các chị ơi. Hồng đá 79. Hồng đá 79. Biết sao mà mắc kệ. Hồng đá 79, hồng đá 79k. Đúng là hồng đá 79. Rồi lên cho chị một con trắng ấy. Trắng ruy băng nha mọi người. Dành cho chị yêu nào cỡ tầm từ 40 này. Lan Hương dành cho thêm cho em một con đi chị ơi. Thỏ lát đầu tiên được rồi. Cuối like rồi này. Ây, em có nhìn chị giờ nó bật lên không? Không biết, em không có biết gì nữa. Em kêu rồi. Căng, trời ơi, tao thấy nó giờ to. Kêu cái dữ. Rồi, dành cho chị nào cỡ tầm từ 40 tới 48 ký mặc vừa, chị thấy mặt chị cũng tròn lên này. Dành cho chị nào cỡ tầm 40 tới 48 ký mặc vừa, trên là 40 tới 48 ký mặc vừa lên trên mặt trắng con này. 59k lên trên mặt trắng nhá, trắng 59k Lan Hương ơi, dành chốt cho em nào. Lên trên mặt trắng đấy, trắng nha mọi người ơi, trắng 59k trên là chốt trên mặt trắng nhá. Tại vì bây giờ em chỉ còn cỡ tầm 1 phút 2 phút nữa thôi là hết giờ này. Trắng nhá, trắng mà kèm luôn số trên mặt chốt trên mặt trắng ạ. À. Rồi lên cho chị một con thêm trắng đấy. Ủa, chị chốt hai con rồi. Lan Hương hả? Đẩy sang bên đi. Ghi kỳ bọc. Ghi số luôn. Đẩy sang bên. Lập nguyện chốt quả trắng. Lập nguyện. Không, cái này lập nguyện khác. Ừ, Lan Hương rồi để qua bên ha. Rồi mã trắng hả? Mã trắng không? Quỳnh Hạnh có đơn chưa? Chưa. Lập Nguyễn có đơn chưa? Chưa. Rồi con này dành cho chị nào chốt cho em mã ren này, lên cho em mã ren. Chốt cho em mã ren có quần không em? Có luôn chị ơi. Khi nào nhân viên điện chị báo lên lấy thêm quần cho em nào. Dành cho chị yêu nào tầm 40 tới 48 ký mặc vừa, lên cho em mã ren. Chốt cho em mã ren này, ren kèm luôn số cho em ạ. Rồi 69k chốt cho em mã ren bao đẹp, chốt cho em mã ren 69 này. Nó lên cho mấy chị một con đỏ kim sa nè mấy chị, một con đỏ kim sa cho em nha mấy chị. Rồi con này dành cho chị yêu nào 40 tí. Con này size to cho em nè mấy chị, size to cho em nè. 55 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị, 55 ký bắt đầu là vừa cho em con này ha. Lên cho em mã kim sa thôi, phú la xả cho mấy chị giá 79k ha. 79k lên cho em mã kim sa này, kim sa lên tròn kim anh 69 nha mấy chị, kim sa 79k cho em ha. Trắng chốt cho ai đây tâm nguyện hả? Lên cho em mã kim sa lên tròn kim anh, kim sa cho em nha mấy chị hả. 55 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã kim sa 79k này. Lan Hương chứ, Lan Hương chứ, lộn Lan Hương, chốt cho chị Lan Hương. Ừ, Lan Hương lại có cái rồi chứ. Kim sa 79k cho em mới đẹp dòm em ngọt ngào mà. Thấy em mập lên không chị Thảo La ơi? Thấy em mập lên không? Lan Hương nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con trắng trơn cho em nha mấy chị. Một con trắng trơn viền đen cho em nè mấy chị. Con này 7 phi cho em ha. 30 cho mấy chị luôn ha. 79. Rẻ vậy. Kim sa họ còn kim sa. Còn. Kim sa cho chị Trần Kim Anh. Rồi con này dành cho chị yêu là 48 ký bắt đầu là vừa cho em ha. 48 ký bắt đầu là vừa cho em nha mấy chị. Xả 39k ha, phú la xả cho mấy chị 39k luôn nè. Lên cho em mã trắng ha, lên cho em mã trắng trơn ha, trắng trơn 39k cho em nha mấy chị. 48 ký bắt đầu là vừa, lên cho em mã trắng trơn ha, trắng trơn 39k cho em nè, trắng trơn 39k.